Tùy thân liệp thú không gian tập 103 và tập 104, tinh vân ngũ Giai, tinh linh thánh nữ thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Rõ ràng tự mình chủ động, kết quả lại bị bắt nạt thảm. Mấy người nhìn thấy lục trạch ngồi trên sofa nhàn nhã xem màn hình, lập tức tò mò đi qua. Sau khi thấy hình ảnh mèo đang đuổi theo chuột trong màn hình, khóe miệng năm người co giật, cạn lời. Tên này bị anh anh nhiễm xem cả cái này. Thật trẻ con quá. Vừa xỉ vào trong lòng, mấy người vừa ngồi tựa vào lục trạch bắt đầu xem cùng nhau sau khi xem một hồi máy thông tin của nam cung tĩnh vang lên mấy người lục trạch sửng sốt quay đầu sang nhìn nam cung tĩnh lấy máy truyền tin ra sau khi xem xong thì không nhịn được nhướng mày lão gia tử bọn họ mở tiệc ở kim diệu tinh đã chuẩn bị xong rồi chúng ta đi qua đó thôi nghe xong ánh mắt mọi người lập tức sáng lên hôm nay alice không nấu cơm chính là vì dự định đi ăn chùa bọn họ đều sắp chết đói cả trên kim diệu tinh lần này không ít cường giả đi đến để chúc mừng mấy người lục trạch đột phá tinh vân cấp ngoài bốn người nam cung lão gia tử còn có mấy người lưu xí vân tả khâu tầm xong lâm diêm merlin linh ngay cả phó thư nhã và lục văn cũng được mời tới trừ những người này ra còn có mấy người lạc băng tình và bọn diệp mạc còn có không ít nghị viên trong liên bang và cường giả bên quân đội đây đều là trụ cột thật sự của liên bang ngoài bọn diệp mạc thì tu vi của những người khác ít nhất đều là hàng tinh cấp cao tầng có người bởi vì lúc trước lục trạch đưa cho những tài nguyên cầu sáng đỏ và linh dịch đỏ thì bây giờ đều đã đột phá tới tinh hệ cấp rồi ngoài những người lớn thân thiết với lục trạch chỉ riêng những cấp cao liên bang này đã có hơn 10 người đột phá tới tinh hệ cấp, còn lại vẫn có hơn chục người đã ở rìa đột phá, lúc nào cũng có thể đột phá. Cả liên bang cường giả tinh hệ cấp tổng cộng đã có hai ba chục người, cộng thêm 6 người lục trạch và bốn người nam cung lão gia từ 10 người tinh vân cấp, thực lực đã xem như không tồi. Lúc này so sánh với liên bang của mấy năm trước quả thật là khác biệt một trời một vực. Ai có thể tưởng tượng được chỉ mấy năm trước mà cả liên bang chỉ có bốn người nam cung lão gia tử là tinh hệ cấp chứ? Thậm chí người khác đều chỉ là hàng tinh cấp cho dù là mọi người có mặt ở đây đều phảng phất cảm giác ảo diệu. Tiệc mừng hôm nay vô cùng náo nhiệt, liên bang không ngừng hùng mạnh hơn khiến tất cả cấp cao liên bang đều hào hứng cực kỳ, liên tục mời rượu mấy người lục trạch, thậm chí còn mời rượu lục văn và phó thư nhã tới tấp. Chủ yếu là cảm ơn bọn họ đã sinh ra lục trạch, niềm hy vọng của liên bang. Điều này khiến hai người lục văn và phó thư nhã cũng thấy hãnh diện trong lòng. Trên bàn tiệc đều là linh thực được chế biến từ các loại vật liệu quý, do Merlin và ông chủ trúc ra tay nấu nướng, cộng thêm trước đó lục trạch còn đặc biệt đưa rượu trái cây kim sắc trên bàn tiệc linh lực bốc lên thậm chí tạo thành sương mù nhàn nhạt, nhạt, trông có vẻ tiên khí tiệc rượu kéo dài cả một ngày mọi người ăn uống no nê mới xem như tận hứng sau đó mọi người mới dối rít rời kim rượu tinh quay về nhà mình định luyện hóa lợi ích do linh thực và rượu trái cây kim sắc gần này mang tới không lâu sau người đã đi gần hết bốn người nam cung lão gia tử và bọn môi linh vẫn còn đang uống rượu mấy người lục trạch len lén chuồn về nhà nam cung tính mọi người đều mặt mũi đỏ bừng trên người mang theo hơi rượu mấy người đi vào nhà hai ba bước đi tới sofa ngã nhào xuống nghỉ ngơi lâm linh trở mình nằm trên sofa rên hử hử ăn no quá nam cung tĩnh xem đùi lục trạch như gối nằm lật mình lấy ra rượu trái cây kim sắc tu ừng ực ha lão già tử bọn họ cũng thật là nhiều người như vậy cũng phải hối 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 nghe được lời cảm giảm của nam cung tĩnh mấy người lục trạch cũng ngợn chín mặt lúc trước trên bàn tiệc nhiều người thế mọi người đều uống cao hứng cả đám ai nấy đều hối thúc mấy người lục trạch mau chóng tranh thủ sinh con Trừng hơn 10 người hối. Mẹ nó bọn họ chỉ hận không thể tìm cái khe trong đất để chui vào. Không khí im ắng một lúc, lục trạch cười khi nói. Dì ta, uống nhiều rồi, đi nghỉ thôi. Mấy người nam cung tính. Sáng hôm sau, mấy người lục trạch tỉnh rượu đi ra. Tới phòng khách nhìn thấy cảnh tượng vừa bộn ngổn ngang, mấy người nam cung tĩnh đều đỏ mặt lên, tối hôm qua say cướp chơi hơi quá trớn. Alice vội nói, ừm ta đi làm bữa sáng. Lục Ly và Lâm Linh vội vã kêu lên, chúng ta cũng đi ba người đi làm cơm sáng bỏ lại lục trạch nam cung tĩnh và thu nguyệt hòa xa mắt to trường mắt nhỏ không khí lắng lại lục trạch thấy ánh mắt của nam cung tĩnh và thu nguyệt hòa xa dần dần thẹn quá hóa giận vội vã nói à thì tình yêu à ta chợt nhớ đến anh anh vẫn chưa ăn gì ta đi cho ăn trước nói xong cả người hắn hòa vào trong không gian biến mất tăm chuồn lẹ chuồn lẹ chứ bằng không sẽ bị đánh chết kim diệu tinh trên khoảng đất trống trước căn nhà gỗ của nam cung lão gia tử buổi tiệc ngày hôm qua vẫn chưa được dọn dẹp vẫn hơi bừa bộn bốn người nam cung lão gia tử còn đang uống rượu mấy người diệp mạc thì đang nằm bò trên bàn chắc là bây giờ ý thức đã mơ hồ mấy người bọn họ sau khi đi lịch luyện về định ở lại kim rượu tinh một thời gian để lắng động quá trình lịch luyện trước đó sau này mới tính toán tiếp tục đi ra ngoài lịch luyện về phần những người khác đã đi hết không gian dao động lục trạch hiện ra bốn người nam cung lão gia tử xoay đầu sang nhìn sau khi thấy là lục trạch bốn người lập tức nở nụ cười nam cung lão gia tử uống một ngụm rượu hoa quả màu vàng mỉm cười nói thì ra là tiểu tử, tử ngươi, sao không ở bên mấy đứa tĩnh tĩnh?" Nghe Nam Cung lão gia tử nói, Lục Trạch kéo khóe miệng run lên trong lòng, cười gượng đáp, "Các nàng đang chuẩn bị bữa sáng, ta qua để thăm anh anh." Nghe Lục Trạch nói, Nam Cung lão gia tử gật đầu, "Vậy ngươi đi đi." Nói rồi bốn người bọn họ tiếp tục uống rượu tán gẫu. Lục Trạch đi vào nhà gỗ, anh anh vẫn nằm trên giường, tinh quang lưu chuyển quanh người, đầu mày khẽ cao lại, gương mặt tròn tròn mang theo vài phần tuổi thân, khóe miệng vẫn còn đang chảy nước miếng thấy cảnh nà lục trạch sững lại hơi nghi hoặc tiểu tử này sao vậy nằm mơ thấy món gì ngon à hắn không để ý ngồi xuống cạnh giường bắt đầu cho anh anh tài nguyên linh dịch tỏ theo linh dịch được đưa tới tinh quang quanh người anh anh càng sáng lên rực rỡ hơi thở dao động quanh người nàng cũng càng lan rộng hơi thở thần bí cảm nhận được hơi thở quanh người anh anh đang không ngừng trở nên mạnh hơn lại có chút hư vô mịt mờ lục trạch không nhịn được cảm thán không hổ là tinh linh tộc được ông trời ưu ái nhỉ cũng không biết bây giờ từ từ này rốt cuộc mạnh cỡ nào vào lúc lục trạch không ngừng cho ăn cả tinh linh tinh vực thậm chí là ma vực và các tinh vực khác ở gần tinh linh tinh vực trong khắp tinh không tất cả sao trời đều hơi sáng lên mất phần dao động vô hình từ từ khuếch tán từng tia tinh quang khó thấy bắn ra từ trong hư không dần dần dung hòa vào trong cơ thể anh anh toàn bộ tinh không tất cả cường giả đều không ai phát hiện một màn này ngay cả lục trạch đang cho anh anh ăn cũng không phát hiện sau chốc lát cho ăn xong lục trạch đứng lên kéo chăn đáp cho anh anh sau đó cười hì hì xoa mạt như đang nhọc bột sau khi xoa một hồi hắn mới mãn nguyện đi ra thấy lục trạch đi ra lâm lão cười gọi a à, trạch qua đây ngồi lục trạch đi qua ngồi xuống từ tân bạch lấy ra cái chén to rót một chén rượu hoa quả kim sắc cho lục trạch bàn tay to vỗ bành bạch lên vai hắn tới đây ông cháu chúng ta uống tiếp lục trạch thấy từ tân bạch tuết miệng cười ngây ngô lục trạch tỏ vẻ thật mệt tâm tối hôm qua hắn đã uống với mấy ông lão này không ít hôm nay còn muốn uống não cũng rung động nè hắn cười gượng gật đầu đưa ạ từ lão trên gương mặt lạnh nhạt của Agathus cũng mang theo ý cười. À Trạch, tiếp theo các ngươi có dự định gì? Lục Trạch nghe vậy hơi suy nghĩ, cười nói. Khoảng thời gian này anh anh vẫn còn ngủ say, ta định đợi sau khi anh anh tỉnh lại chúng ta cùng nhau đi tinh linh tộc xem thử. Trước kia tinh linh nữ vương đã mời bọn họ tới thánh địa tinh linh tộc, này là phải đi thử chứ. Đương nhiên đi qua cũng không phải là đi ngắm gái đẹp, chủ yếu là đi xem thử có thần thông thần thuật gì có thể học không, sau đó lại đi hưởng thụ điều kiện tu luyện của thiên tài tinh linh tộc cũng không biết điều kiện tu luyện của bọn họ tốt thế nào. Lục Trạch rất mong đợi. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung lão gia tử ngược lại không thấy bất ngờ, Lâm lão cười nói: "Thánh địa tinh linh tộc à, tinh linh tộc đối với nhân tộc chúng ta cũng thật sự là có tâm. Thánh địa của một chủng tộc đều có thể cho người ngoài vào, đây còn chưa đủ có tâm sao?" Mấy người Nam Cung lão gia tử cũng gật đầu. Sau đó, Nam Cung lão gia tử nhớ ra gì đó, liếc nhìn bọn Lạc Băng Tình đang say bất tỉnh nhân sự bên cạnh, cười nói: "Phải rồi, tinh linh nữ vương không phải nói hoan nghênh thiên tài nhân tộc chúng ta tới du học sao tới lúc đó người muốn đi tinh linh tộc thì tiện thể cũng dẫn theo bọn lạc tiểu tử đi lâm lão nói nói tới đây ta lại nhớ ra đúng lúc thời gian này tổ chức thi đấu tuyển tuyển chọn là được chọn ra một vài thiên tài đi tinh linh tộc giao lưu đến khi đó đều a à trạch dẫn theo luồn thể nghe thấy ba người nam cung lão gia tử đều sáng mắt lên từ tân bạch tuất miệng cười đây là ý hay thiên tài này bên quân đội và học viện đều chọn một số người đi lâm lão khẽ cười nhìn lục trạch a à trạch ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trạch nghe vậy cũng mỉm cười. Như vậy đúng là không tồi, ta đồng ý, tới đó ta dẫn theo là được. Dù sao đi tinh linh tộc tu luyện đối với thiên tài của nhân tộc mà nói tuyệt đối là có lợi ích khổng lồ, mở mang kiến thức cao cấp hơn, có tài nguyên tu luyện mạnh hơn, con đường tương lai mới có thể đi càng xa hơn. Thấy Lục Trạch đồng ý, Nam Cung lão gia tử chuyển mắt, lộ ra nụ cười. Nếu đã như vậy thì chuyện này do ngươi và mấy đứa lạc tiểu tử phụ trách đi nhé. Lục Trạch vãi trường, thứ này còn bắt hắn làm thấy dáng vẻ ngơ ngác của lục trạch nam cung lão gia tử cười nói tới lúc đó các ngươi có thể phụ trách lựa chọn cụ thể làm thế nào các ngươi xem đấy mà làm đi từ tân bạch cười gật gù ta thấy được đó đường đường sơ dương quân làm trọng tài đối với mấy đứa đó mà nói tuyệt đối có thể khiến bọn nó bừng bừng nhiệt huyết ta cũng cảm thấy có thể ở gác tất cười nhạt bây giờ địa vị của a trạch trong lòng mấy người trẻ tuổi kia còn muốn cao hơn mấy lão ra chúng ta nghe thấy lời này mấy người đều bật cười mấy người bọn họ quá hiểu người trẻ tuổi bây giờ đều là nhìn thấy quá trình lục trạch trưởng thành chỉ suýt chút là đem hắn thành thần linh mà quy bái lâm lão cười vỗ lục trạch công việc cụ thể các ngươi có thể không cần quan tâm tới khi đó chỉ cần có tác dụng khích lệ là được nghe bốn vị lão gia tử đều nói như vậy lục trạch vẫn có một chút không quá tình nguyện chuyện này mệt lắm thấy dáng vẻ lục trạch không tình nguyện nam cung lão gia tử ho khan một tiếng thờ ơ nói nếu như ngươi đồng ý khoảng thời gian tiếp theo cho tới khi ngươi đi tình linh tộc chúng ta đều sẽ không hối ngươi làm gì đó thế nào thành giao. Nghe lời nói của nam cung lão gia tử, lục trạch không hề nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý. Dù sao cũng không cần quản tới việc cụ thể, nếu như chỉ làm trọng tài gì đó cũng sẽ không quá phiền phức. So sánh ra thì vẫn là mỗi ngày bị hối khiến người ta đau đầu hơn, làm trọng tài thì làm trọng tài thôi, dù sao cũng xem như nghỉ ngơi là được. Phả lại. Lục trạch liếc nhìn bọn lạc băng tình lộ ra nụ cười hiền hậu, dù sao không phải còn mấy tên này à, tới lúc đó hắn không muốn đi thì hoàn toàn có thể đẩy cho bọn họ mà. Tuyệt vời ta thật sự là một thiên tài. Lục Trạch yên lặng like cho mình một cái. Sau khi bốn người nam cung lão gia tử uống mấy chén rượu lớn, Lục Trạch nghĩ Alice đoán đã làm bữa sáng xong liền rời kim rượu tinh. Bốn người nam cung lão gia tử còn muốn khuyên hắn uống tiếp, nhưng bữa sáng không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe, Lục Trạch vẫn chuẩn đi. Quay về nơi ở của Nam Cung Tĩnh, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa xa đang tựa lên ghế sofa nghỉ ngơi đồng thời tròn mắt nhìn ba người Alice không ngừng bưng thức ăn ngon lấp lóe linh quang lên bàn, nước miếng cũng sắp chảy ra tới nơi sau khi thấy lục trạch trở về mấy người đều xoay đầu qua nhìn sau đó mỗi năm cung tĩnh hơi hít hít mày cau lại ngó lục trạch oang oang lên oa wow, người đi uống rượu thế mà không gọi ta lục trạch nghe vậy trợn trắng mắt ta vốn chỉ muốn đi cho anh anh ăn ai biết mấy lão già từ bọn họ nhất định kéo ta lại uống vừa rồi lại uống năm chén lớn khó chịu muốn chết may mà bây giờ hắn không phải là hắn khi đó mới đầu không biết uống rượu nếu như là khi gió thì bây giờ hắn đã nằm dài trên đất lúc trước khi hiệu quả của rượu trái cây kim sắc còn tốt hắn đã uống không ít rượu bây giờ từ lượng cũng còn tốt, cộng thêm tu vi lại cao uống nhiều vậy mới không nằm bẹp. Nếu không thì hắn đoán chắc là bây giờ hắn hẳn là không thua gì bọn lạc băng tình. Lâm Linh bưng ra dĩa bánh ngọt pha lê từ phòng bếp đi tới, nàng không nhịn được nhíu mày phàn nàn. Ông cũng thật là, hôm qua đã uống nhiều như vậy rồi mà lại còn gọi người uống rượu, bọn họ vẫn chưa uống xong sao. Lục Trạch nhớ tới dáng vẻ tràn đầy phấn khởi của bốn người nam cùng lão gia tử, không nén được cười cười. Phòng trường không nhanh vậy đâu. Mà kệ bọn họ đi, chúng ta ăn cơm thôi. Được nha, Lục Trạch sáng giữa mắt lên lao tới bàn ăn. Bạn đang xem tùy thân liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Ăn sáng xong mấy người Lục Trạch ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Lục Trạch nghĩ tới đề nghị lúc trước của Nam Cung lão gia tử bèn đem chuyện liên quan tới tuyển chọn thiên tài nói ra. Mấy người Nam Cung Tĩnh đều không có hứng thú lắm, dù gì đi nữa, thực lực của những thiên tài này theo các nàng thấy đều quá yếu, loại thi đấu này đương nhiên các nàng sẽ không quá hứng thú. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Lục Trạch, nói thật thì chính hắn cũng không thấy ham hố gì sau khi đi làm trọng tài có lẽ có thể hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người khác nhưng mà hắn bây giờ đã lớn tuổi rồi cũng không phải thanh niên trẻ thích được người khác sùng bái cụ chủ yếu là bị ánh mắt này nhìn nhiều quá rồi lục trạch đã miễn dịch thấy dáng vẻ mấy người này không hứng thú gì lục trạch cười nói dù sao tới khi đó bọn lâm ca tỉnh lại nói với bọn họ một chút để bọn họ phụ trách đi chúng ta tới đó chơi đùa là được mấy người nam cung tĩnh gật đầu sau đó lâm linh tò mò đúng rồi mấy người anh ta đâu lục trạch nghe vậy nói à khi nãy ta qua còn nằm trên đất đó mấy người nam cung tính nghe lục trạch nói trong mắt các nàng đều hiện lên vài phần đồng cảm ngay cả mấy cô gái tuyên ngọc cơ các nàng tối qua cũng bị ép rượu thật nhiều quá thảm sau khi im lặng một lát lục trạch đứng lên duỗi lưng hôm nay đi ngộ đạo thất tu luyện thôi thời gian tiếp theo bởi vì anh anh vẫn chưa thức tỉnh còn cần đút ăn mấy người lục trạch cũng không thể rời ngân hà hệ tự nhiên là ở trong tộc tu luyện vừa mới đề thăng tu vi tạm thời vẫn cần lắng đọng không cần phải tới trung phẩm tụ linh thất tu luyện không bằng tới ngộ đạo thất tiêu hóa cảm ngộ mà dị tượng để lại. Lục Ly gật đầu. Vậy thì đi thần vũ tinh đi, ngộ đạo thất ở kim diệu tinh hình như vẫn luôn có người. Alice cười tùng tìm gật đầu. Đúng vậy, ngộ đạo thất tầng cao nhất tòa nhà tu luyện chỉ có chúng ta dùng, không cần phải tranh với người khác. Lục Trạch gật đầu. Ừ, lần trước chúng ta mang về không ít hạ phẩm ngộ đạo thạch và tụ linh thạch, chờ ngộ đạo thất và tụ linh thạch mới được xây xong chắc là có thể thoải mái hơn chút. Lần trước An Tôn cho bọn họ một ít ngộ đạo thạch và tụ linh thạch hạ phẩm, chẳng qua xây dựng tụ linh thất và ngộ đạo thất vẫn rất phiền bây giờ cũng chưa làm xong mấy người nam cung tĩnh gật đầu đi thôi thần vũ quân phòng làm việc tổng bộ mấy người lục trạch xuất hiện trong phòng làm việc lưu sĩ vân vẫn đang đau khổ xử lý công việc như cũ sau khi cảm nhận dao động liền ngẩng đầu lên sau khi thấy là mấy người lục trạch hắn lập tức lườm tới vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc là mấy người các ngươi à lục trạch hơi nghi hoặc lưu sĩ vân tiền bối thời gian này có tinh bạc đó thần vũ quân hẳn không thể có nhiều việc đâu chứ sao ngươi không đi tu luyện mà còn xử lý công việc lưu sĩ vân nói tài nguyên thu được trước đó vẫn chưa phân chia ta phải ở đây kiểm duyệt ò à. mấy người lục trạch đều bừng tỉnh khoảng thời gian này tài nguyên nhân tộc thu được nhiều lắm sau đó lục trạch nghĩ tới gì đó cười nói à phải trước đó lão gia tử nói ta khoảng thời gian này dẫn một nhóm người tới tinh linh tộc chúng ta định chuẩn bị tuyển chọn thiên tài thiên tài trong thần vũ quân cũng có thể tham gia chỗ ngày lập kế hoạch chọn vài người đi mỗi cấp tù vi đều có thể chọn vài người Lưu Xí Vân. Hắn nhìn Lục Trạch với vẻ mặt không tin nổi. Con bà nói chứ thật không dễ dàng gì cảm thấy có thời gian nghỉ ngơi, kết quả phải đi xử lý phân chia vật tư cũng thôi đi, còn phải làm cái này. Hắn sống cũng quá khó rồi đó. Có điều chuyện này quả thật không nhỏ, Lưu Xí Vân bất đắc dĩ vẫn là gật đầu. Được rồi, tới đó ta chọn vài người. Lục Trạch thấy Lưu Xí Vân đồng ý cười gật đầu. Vậy chúng ta đi tòa nhà tu luyện trước để tu luyện. Lưu Xí Vân. Hắn cảm thấy có cát bay vào trong mắt mình, cuộc sống khổ quá, hơi muốn khóc nén lại xúc động muốn rơi lệ Lưu Xí vân xua tay đi 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 Lục Trạch thấy dáng vẻ khó chịu hơi xấu hổ cười cười lập tức mang theo mấy người nam cùng tĩnh chuẩn đi sau đó mấy người Lục Trạch đi vào ngộ đạo thất cao nhất trong tòa nhà tu luyện bắt đầu tu luyện tối không gian săn thú mấy người Lục Trạch xuất hiện trong sa mạc mấy người Lục Trạch vừa xuất hiện đã thu liễm khí tức xoay đầu nhìn xung quanh sau khi xác định quanh đây an toàn Alice hơi kích động nói không biết bây giờ với thực lực của chúng ta có thể chém giết hung thú đẳng cấp gì mấy người lục trạch cũng chờ mong đây là lần đầu tiên bọn họ đột phá tinh vân cấp đi vào không gian săn thú đúng lúc để kiểm tra thực lực lục trạch cười nói đi thôi đi tìm ít hung thú để thử xem nào ừm mấy người tùy tiện tìm một hướng nào đó bay đi trong mắt lâm linh lóe lên huỳnh quang ánh mắt quét nhìn xung quanh bắt đầu tìm kiếm hung thú sau giây lát mắt lâm linh sáng lên lộ ra nụ cười chỉ chỉ một hướng bên trái bên kia có một hung thú tinh vân cấp nhị giai nghe lâm linh nói lục trạch cười khẽ qua đó xem thử mấy người tăng tốc di chuyển rất nhanh đã cảm thấy có hơi thở mạnh mẽ hiện lên nơi xa chính là hung thú tinh vân cấp nhị giai mà lâm linh nói giây lát sau mấy người tìm ra một con cự mãng vàng đất trong một khu sa mạc sau khi cự mãng nhìn thấy mấy người lục trạch lập tức ngẩng đầu lên gào thét một tiếng trong con người vàng đất hiện lên quang mang lạnh lẽo hung bạo lực lượng cùng bạo phun trào toàn thân nó các vàng cuồn cuộn quanh thân hóa thành từng trường thương bén nhọn bắn về phía mấy người lục trạch thấy cảnh này lục trạch đưa tay phải ra trong mắt có phủ văn vàng đất lưu truyền xa hệ trường thương vốn đang bắn tới bọn họ dừng lại trong không trung sau đó trong lúc chấn động vỡ thành cát bụi bị gió lớn thổi qua biến mất trong không khí rít thấy cảnh này cự mãng vàng đất rít lên một tiếng sau đó xoay người muốn chạy không tốt là một đại lão lục trạch thấy cự mãng thế mà muốn chạy hơi nhướng mày lên tay phải để ngang trên bàn tay hiện lên một cái cầu năng lượng màu xanh sẫm cầu năng lượng tiếp xúc với không khí có từng làn khói xanh bốc lên còn phát ra tiếng xèo xèo. Đi. Lục Trạch vung tay lên, cầu năng lượng màu xanh sẫm hóa thành lưu quang biến mất, chớp mắt tiếp theo liền xuất hiện tại trước người cự mãng vàng đất. Sau khi cảm nhận được uy hiếp, quanh thân cự mãng vàng đất bốc lên cát vàng tạo thành một bức tường cát ngăn cản quả cầu năng lượng xanh sẫm. Âm. Uhm. Tiếng vang khủng bố vang lên, cầu năng lượng xanh sẫm đụng vào bức tường cát, dư âm tản ra. Quy lực của cầu năng lượng xanh sẫm cực mạnh, tường cát giống như bong bóng, chỉ vừa chạm vào là bị đánh xuyên qua, cầu năng lượng xanh sẫm còn lại nặng nề dáng lên trên người cự mãng vàng đất. Âm! Uhm. lại một tiếng vang lên. Vầy giáp cứng chắc của cự mãng vàng đất bị điên cuồng xé toạc, thân thể bị nổ thành hai đoạn, máu tươi bắn ra không trung, nửa phần thân trên phát ra tiếng rên thảm thiết trên không. Nhưng mà cầu năng lượng xanh sẫm sau khi vỡ vụn, sương mù xanh sẫm quỷ dị tràn ra trước mắt bao phủ hai phần thân thể của cự mãng. Xèo xèo xèo. Từng tiếng xì xèo vang lên, gần như trong nháy mắt thân thể cự mãng bắt đầu hòa tan lộ ra xương trắng bên trong, sinh cơ biến mất. Lục Trạch thấy thi thể cự mãng bị ăn mòn khá nghiêm trọng trong làn khói độc thì không nhịn được nhíu mày. Tên này yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Một đầu cầu nhỏ đã không có, thế này cũng yếu quá rồi đó. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, là Lục Trạch tiểu đệ đệ ngươi mạnh lên nhỉ? Vốn dĩ chúng ta chém giết hung thú tinh vân cấp nhất dài đều rất tốn sức. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Lục Trạch nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý. Quả nhiên sau khi mình đột phá tới tinh vân cấp chiến lược đã trở nên mạnh hơn sao? Tuyệt vời, Lục Trạch đắc ý trong lòng, sau đó vung tay xô xương độc đi, nhặt lên đồ vật do cự mãng hóa thành cho bụi để lại. Đi tìm hung thú khác thôi. Ừ. Âm. Uhm. Hai tiếng sau, trong một phiến sa mạc, cát vàng tung bay, dư âm phóng ra bốn phương tám hướng tạo thành một cơn gió lốc cuốn tung cát lên không trung. Cả bầu trời đều u ám đi. Ngoài cát vàng còn có từng cột lửa khủng bố dâng lên, còn có từng tia linh quanh xanh sẫm và vàng đất cuồn cuộn. Dao. Một tiếng gào thảm thiết vang lên sau đó một thân thể khổng lồ bị đánh ra giữa chiến trường. Đó là một cự lang cao hơn 30 mét. Quanh người cự lang là lông màu đỏ lửa, trên lông có lửa thiêu đốt, không khí quanh người bị nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt vạn vẹo. Lúc này trên thân con cự lang này có không ít vết thương, máu tươi tuôn ra trong vết thương như thác đổ, còn có một vài chỗ có dấu vết bị ăn mòn, sương mù xanh sẫm lan ra bên ngoài cơ thể nó. Trong nháy mắt con cự lang hỏa diễm bị đánh bay ra ngoài, một bóng dáng lấp lóe quang mang kim sắc lao tới xuất hiện chỗ eo cự lang. Mái tóc vàng của Nam Cung Tĩnh tung bay, vặn eo trên chân thon dài lấp lóe phù văn kim sắc một chân đá vào eo cự lang âm uhm. sắc 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 theo tiếng xương vỡ răng rác vang lên thân thể cự lang hòa diễm bay ra há miệng phun ra máu tươi và mảnh vụ nội tạng thân thể nó nặng nề nện xuống sa mạc ra một hố sâu khẽ co giật dưới đáy hố đúng lúc này một trường thương cắt vàng đất ngưng tụ từ trên trời giáng xuống thoát cái đã cắm phập vào eo cự lang hỏa diễm xuyên qua người nó lấy đi mạng sống theo cái chết của cự lang hòa diễm chiến trường dần khôi phục bình thường mấy người lục trạch đáp xuống bên cạnh hố sâu thấy cự lang hòa diễm dần hóa thành cho bụi thu nguyệt hòa xa khẽ cười hung thú tinh vân cấp tam giai cũng hơi yếu hơn chúng ta nhưng mà không yếu lắm thực lực của con hung thú này hẳn không phải là cao nhất trong tinh vân cấp tam giai lục trạch gật đầu xem ra bây giờ chúng ta sắp xỉ có thể chiến đấu với hung thú tinh vân cấp tam giai chỉ sợ tạm thời vẫn không phải đối thủ tinh vân cấp tứ giai ừ lục trạch mỉm cười hắn đã rất hài lòng rồi hung thú tinh vân cấp tam giai trong không gian săn thú chiến lược phòng trừng không kém với cường giả tinh vân cấp lục giai bên ngoài đây đã không xem là yếu nhặt đồ từ cự lang hỏa diễm rơi ra mấy người lục trạch lại bắt đầu tìm kiếm con mồi bản đồ sa mạc cực kỳ rộng lớn nhưng mà theo tu vi mấy người lục trạch tăng lên tới tinh vân cấp tốc độ tự nhiên cũng phải để thăng theo so với trước kia bọn họ có thể thăm dò phạm vi càng rộng hơn hung thú tìm được cũng càng nhiều trong thời gian ngắn ngủi vài tiếng mấy người lục trạch đã chém giết không ít hung thú tinh vân cấp cấp cao nhất là tinh vân cấp tam giai có mấy con mạnh hơn cửa lang hỏa diễm lúc trước một chút nhưng mà không mạnh lắm về phần gặp phải hung thú mạnh hơn bọn họ đều sẽ lựa chọn né trước hơn 10 tiếng sau mấy người lục trạch xuất hiện trước một ốc đảo sau khi thấy ốc đảo mấy người lục trạch nhìn nhau lục trạch nói đi vào thôi ừ mấy người bước vào rừng thẳm không đi được bao xa từng tiếng xé giá truyền đến từ bốn phương tám hướng từng hơi thở mạnh mẽ bừng lên đại thụ trong rừng lắc lư không ngừng rất nhanh từng sợi dây leo màu xanh dẫm bay ra từ trong rừng sâu quanh thân những dây leo này lưu chuyển quang mang xanh sẫm lưu lượng dao động đa số là tinh hệ cấp đỉnh phong chỉ có một hơi hơi thở là tinh vân cấp nhất dài thấy cảnh này thu nguyệt hòa xa kẽ nhướng mày màu hồng thoáng qua trong mắt ngay lập tức tất cả dây leo đều dừng lại sau đó dưới hơi thở dao động tự động vỡ vụn thấy thi thể dây leo từ từ hóa thành cho tàn dưới đất lục trạch cười nói nhẹ nhàng hơn trước nhiều trước kia khi bọn họ muốn vào ốc đảo mỗi lần gặp phải những dây leo này đều là gà bay chó chạy sao có thể giống như bây giờ tiện tay là nghiền nát sau khi nhặt đồ lên mấy người lục trạch tiếp tục đi vào sâu trong rừng có không ít hung thú hơi thở vô cùng mạnh thậm chí có hung thú tinh vân cấp ngũ dai trở lên chẳng qua có lâm linh ở đây nàng có thể dễ dàng sử dụng linh mâu thần thông tránh né khu vực hung thú cường đại mọi người đi vòng vòng tìm kiếm những hung thú thích hợp để san giết đồng thời mấy người không ngừng xâm nhập vào khu vực trung tâm ốc đảo sau một lát mấy người lục trạch đã tới ven rìa rừng rậm bên ngoài khu rừng là một biển hoa khổng lồ bao la chính giữa khu vực biển hoa có một tia lưu quang kim sắc lấp lóe mấy người lục trạch ngẩng đầu nhìn sang có thể thấy gốc đại thụ pha lê kim sắc vĩ đại nằm trung tâm biển hoa nhìn thấy đại thụ này mấy người lục trạch đều liếc mắt nhìn nhau lục trạch nói là ngưng lộ kim sắc lục ly nhìn nhìn biển hoa xa xa hơi tò mò hỏi chúng ta nên đi qua lấy không huỳnh quang lóe lên trong mắt lâm linh ánh mắt liếc nhìn biển hoa hơi nghiêm túc nói có hai hơi thở tinh vân cấp ngũ dài tinh vân cấp tứ dài thì có hơn ba mươi hơi thở nghe lời nói này mấy người lục trạch thấy ra đầu tê dại Số lượng đại lão không ít à nha. Sau khi không khí lắng xuống, Lục Trạch nhướng mày, thử một lần xem, dù sao linh dịch hồng sắc và số lượng bây giờ của chúng ta cũng đủ để dùng, ngưng lộ kim sắc đều đã sắp dùng hết. Nửa tháng trước, số lượng ngưng lộ kim sắc mà mấy người Lục Trạch sử dụng để đột phá tu vi cũng không ít, nhiều nhất là sử dụng một hai ngày nữa là bọn họ không còn hàng tồn. Ngược lại linh dịch hồng sắc, tính đến hiện tại hung thú mà bọn họ săn giết trong thời gian này tạm thời cũng không thiếu, cho dù chết mà có thể lấy được ngưng lộ kim sắc cũng đáng giá dù sao chết sớm chết muộn đều là chết mà đã quen rồi chỉ cần chết đáng giá là được nghe lục trạch nói mấy người nam cung tĩnh đều gật đầu sau đó lục trạch mở miệng alice đợi lát nữa người tạo ra một ít phân thân hỏa diễm để tạo ra hỗn loạn chờ đám hung thú này bị hấp dẫn sự chú ý chúng ta lại đi qua nếu như có hung thú phát hiện ra chúng ta hòa xa các người sử dụng mị hoặc thần thông và thạch hóa thần thông quấy nhiễu có thể thu thập bao nhiêu giọt thì thu thập bấy nhiêu giọt nghe lục trạch nói mấy người đều gật đầu được sau đó trong tay Alice xuất hiện một pho tượng màu đen, chính là tượng Lục Trạch. Nhìn thấy bức tượng này, Lục Trạch vẫn không nhịn được giả giật khóe miệng cảm thấy hơi nhói lòng. Chẳng qua hắn cũng không nói gì, làm hỏa lưu chuyển quanh thân Alice, từ ngọn lửa phân thân ngưng tụ, trong hỏa diễm phân thân từ từ hiển hiện các loại thần thông phù văn, hơi thở cũng không ngừng mạnh hơn. Rất nhanh, chừng 30 hỏa diễm phân thân có hơi thở mạnh mẽ vô cùng xuất hiện trước mặt mấy người Lục Trạch. Sắc mặt Alice hơi tái nhợt, khẽ thở hổn hển. Bấy nhiêu đây phân thân đã là cực hạn của ta, lục trạch cười nói số lượng đã đủ nhiều rồi để những phân thân này tạo ra hỗn loạn đi ừm phù văn lấp lóe trong mắt alice ngay lập tức từng hòa diễn phân thân biến mất vài phút sau bốn phương tám hướng biển hoa đều có các hơi thở vô cùng khủng bố dâng lên tiếng gầm giống cuồng bạo vang lên khắp biển hoa sóng lửa càn quét tứ tung ầm 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 dao gừ dao cục theo những tiếng ầm vang từng tiếng gầm gừ giận dữ vang lên từ trong biển hoa từng hơi thở bay lên đủ mọi loại hung thú hình dáng quái dị xông ra từ trong biển hoa, hơi thở hung tàn. Trong đó có hai con hơi thở mạnh nhất thuộc hung thú loại hình mèo khổng lồ khắp thân thể đều có cùng phong xanh cuốn lấy, có ba cái đuôi, cao hơn 50 mét, là hung thú tinh vân cấp ngộ dài. Bạn đang xem tùy thân liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Ở sau còn có không ít hoa tươi trong biển hoa liên tục đong đưa, linh quang cuộn trào trên hoa, cũng bay về hướng tiếng nổ truyền đến. Thấy nhiều hung thú xuất hiện như vậy, mấy người lục trạch đều tê dại ra đầu nhưng mà theo sự chú ý của tất cả hung thú đều bị chuyển đến trên người phân thân trong mắt lục trạch hiện lên tia lăng lệ bây giờ đi qua nói rồi trên thân thể hắn lóe lên ngân quang mang theo mấy người nam cung tĩnh biến mất tại chỗ trong trung tâm biển hoa vô cùng rộng lớn không gian trên cành cây đại thụ pha lê kim sắc thoáng chấn động mấy người lục trạch hiện ra nhanh thu thập ngưng lộ kim sắc mới vừa xuất hiện ánh mắt của mấy người lục trạch lập tức đảo chung quanh mau chóng tìm kiếm những đóa hoa nở rộ trên nhánh cây một đóa hai đóa ba đóa năm đóa Nam Cung Tĩnh giật giật khóe miệng, thật ít. Vậy mà chỉ có năm đó hoa nở. Chẳng qua chê thì chê nhưng động tác của mấy người vẫn cực nhanh, mỗi người bay nhanh tới vị trí của hoa, lấy ngưng lộ kim sắc bên trong ra. Da. Dao. Quác. Gư. Ngay lúc này hung thú ở xa như thể phát hiện ra gì đó đều ném ánh mắt về phía đại thụ pha lê kim sắc phát ra những tiếng gầm giận dữ cuồng bạo, đồng thời trên biển hoa vô tận, trên vô số hoa tươi có linh lực đủ màu sắc phun trào. Áp lực cuồng bạo ập tới phía mấy người lục trạch, mấy người lục trạch vừa thu thập ngưng lộ kim sắc liền cảm nhận được lực lượng cuồng bạo đánh tới ngay lập tức thân thể bọn họ bị áp chế đến không thể nào động đậy tuy rằng phần lớn hoa tươi trong biển hoa có hơi thở không mạnh đều chưa đạt tới tinh vân cấp vẫn có một phần có tu vi tinh vân cấp nhất gia nhị dài. nếu như một cái mà nói thì đối với bọn lục trạch không có ảnh hưởng gì nhưng mà nếu như số lượng đếm bằng tỷ tỷ thì uy áp đã khá đáng sợ lại thêm hung thú còn mạnh hơn xa mấy người lục trạch ở tít đằng xa mấy người lục trạch hoàn toàn không chịu được ngay cả nhúc nhích cơ thể cũng không được gư trong tiếng gầm thét hung tàn vô số linh lực tấn công tới dìm chết mấy người lục trạch lục trạch chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức sau đó ý thức tan biến trong ngộ đạo thất mấy người lục trạch mở mắt trong mắt là vẻ đau đớn trên trán tuôn mồ hôi lạnh người đau đến run rẩy linh lực vô tận kia tấn công tới hầu như trong chớp mắt đã nghiền nát thân thể họ thành bột phấn loại đau đớn đánh sâu vào linh hồn này cho dù là bọn họ đã chết nhiều lần đến vậy vẫn cảm thấy ăn không tiêu mấy mấy người tựa vào nhau lâm vào trầm mặc chốc lát sau theo cơn đau dần vơi đi mấy người lục trạch mới nhẹ nhõm hơn. Nam Cung Tĩnh giật giật khóe miệng, ta cũng đau sắp chết. Mấy người tĩnh tĩnh cũng còn mang vẻ sợ hãi trên mặt, lần này đúng thật là hơi đau đấy. Lục trạch cười ruồi, sau đó nói, cơ mà cũng có chỗ tốt mà, các ngươi xem, bây giờ chúng ta không phải đã có thể dựa vào lực lượng của mình lấy ra ngưng lộ kim sắc sao. Nghe lục trạch nói, mấy người nam cung tĩnh đều sáng rỡ mắt mỉm cười. Quả thật là như vậy. Vốn dĩ bọn họ đều là phải thông qua các cách nhạt mót mới có thể lấy được ngưng lộ kim sắc hoặc là ngưng lộ lam sắc, không ngờ tới lần này bọn họ thấy mà chỉ dựa vào lực lượng của bản thân là đã lấy được ngưng lộ kim sắc, điều này không thể nghi ngờ gì nữa là một tiến bộ vĩ đại. Thu Nguyệt Hòa ra khẽ cười. Lục Trạch tiểu đệ đệ nói đúng lắm, dù gì đại chiến của lãnh chúa không biết còn có thể có hay không, bây giờ chúng ta có thể dựa vào thực lực của bản thân lấy được ngưng lộ kim sắc, sau này chắc chắn cũng không cần lo lắng không có ngưng lộ để sử dụng. Mấy người khác cũng cười gật đầu. như vậy thì tốc độ tu luyện của chúng ta lại có thể tăng lên không ít rồi. Nam Cung tĩnh hơi thở ra. Đáng tiếc sau khi đột phá lên tinh vân cấp, độ khó tu luyện càng ngày càng cao, dù có ngưng lộ kim sắc, ta đoán cũng phải hơn 20 ngày mới có thể đột phá nhỉ. Mọi người đều thở dài đồng ý. Tốc độ này chậm quá rồi ấy. Yên lặng một chút, Lục Trạch nói, "Không sao, cần cù bù thông minh nha, chúng ta cố gắng tu luyện là được." Sáng hôm sau, mấy người Lục Trạch kết thúc tu luyện, ba người Alice lại đem căn phòng gần đó biến thành phòng bếp bắt đầu làm bữa sáng, còn ba người Lục Trạch thì lại quay về kim rượu tinh để cho anh anh ăn vừa tới kim diệu tinh mấy người lục trạch liền thấy bốn người nam cung lão gia tử đang ngồi trước nhà gỗ giảng dài kiến thức võ đạo trên bãi đất trống trước mặt bọn họ mấy người lạc băng tình đang ngồi xếp bằng nghiêm túc nghe giảng sau khi nhìn thấy ba người lục trạch tới tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn mấy người lạc băng tình thấy bọn lục trạch lập tức mỉm cười tuyên ngọc cơ cười tùng tìm vẫy tay à trạch tĩnh tĩnh hòa xa sao ba người lại qua đây nam cung tĩnh cười cợt nhà tới thăm anh anh nam cung lão gia từ thấy nam cung tĩnh cười đùa tí tờn lại lết nhìn lục trạch và thu nguyệt hòa xa há miệng đang định nói thì hình như lại nhớ ra gì có chút không biết làm sao vẫy tay tới rồi à các người đi vào đi ba người lục trạch nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của nam cung lão gia từ có hơi nghi ngờ nhìn nhau cảm giác có gì đó khó hiểu nhưng mà bọn họ cũng không hỏi nhiều mà là xoay người đi vào nhà luôn cảm thấy lúc này nếu như mở miệng dò hỏi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt sau khi cho anh anh ăn xong mấy người lục trạch đi ra bốn người nam cung lão gia tử vẫn như cũ đang dạy bọn lạc băng tình tu luyện thấy mấy người lục trạch đi ra mọi người mới dừng lại nam cung lão gia tử cười nói thôi tạm nghỉ ngơi một lát đi nghe nam cung lão gia tử nói mấy người lạc băng tình mới thở phào bọn lục trạch đi tới bên cạnh mấy người lạc băng tình đại nhi cười hì hì nói dô mấy đại lão tinh vân cấp để tiểu muội ôm đùi cái nào thân thể tiểu muội yếu đuối rất dễ ngã thấy đại nhi lại gần nam cung tĩnh lập tức trợn trắng mắt một tay ấn lên chán nàng đẩy người về cút đi đừng mơ sờ đùi ta đại nhi nhìn nhìn nam cung tĩnh lại nhìn nhìn lục trạch mắt mang ý cười xấu xa ta biết mà chỉ có ai đó mới có thể sờ thôi nam cung tĩnh lục trạch thu nguyệt hòa xa mấy người giật giật khóe miệng sau đó nam cung tĩnh một đấm cốc lên chán đại nhi đại nhi ngay lập tức ngồi bẹp xuống đất hai tay ôm chán nước mắt lưng chồng không dám nói nữa mấy người lạc băng tình bên cạnh mắt nhìn thẳng vẻ mặt lạnh nhạt ra vẻ mình không thấy gì không nghe gì hết đúng lúc này lâm cuồng nhớ tới gì đó nói phải rồi a à, Trạch, lão gia tử nói với các ngươi chưa, chuyện phải làm cuộc thi tuyển chọn thiên tài. Lục Trạch nghe vậy nhìn Lâm Cuồng với vẻ mặt cổ quái, Lâm Cuồng thấy ánh mắt của Lục Trạch không nhịn được dần giật khóe miệng. Làm gì nhìn ta như vậy? Lục Trạch cười khăn nói, hôm qua khi các ngươi còn nằm bẹp lão gia tử đã nói với ta rồi. Mấy người Lâm Cuồng, mấy người đều lộ ra nụ cười lúng túng, bọn họ đường đường là cường giả hàng tinh cấp lại bị người ta đổ rượu tới ý thức mơ hồ, cái này quả thật là mất mặt. Lục Trạch cảm nhận được vẻ gượng gạo của mấy người cảm thấy hình như mình vừa thọc tim người ta bèn chuyển đề tài chuyện này ta đã đánh tiếng với lưu sĩ vân tiền bối rồi bên thần vũ quân bọn họ sẽ chọn ra một phần còn lại thủ vệ quân bên cạnh còn có thiên tài nội bộ học viện liên bang phái tới những chuyện này các ngươi đi chào hỏi đi chờ sau khi chọn một số hạt giống rồi bắt đầu thi đấu đợi khi chung kết chúng ta đi làm trọng tài là được nghe lục trạch nói mấy người lục trạch đều sửng sốt tuyên ngọc cơ nói thi đấu phần trước các ngươi không đi làm trọng tài lục trạch cười hiền lành dù sao chúng ta nhiều người như vậy làm trọng tài thi đầu có thể thay phiền làm mà khi quyết đấu tất cả mọi người đều đi làm là được nghe lời nói này bọn lạc băng tình đều sáng bừng mắt lộ ra thần sắc dao động nói thật thì bọn họ thật sự cũng không quá muốn quản chuyện này thời gian bọn họ tu luyện còn không đủ nữa là nhất là bọn lục trạch đều đã đột phá tới tinh vân cấp tự nhiên càng kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ chỉ ước gì mỗi giờ mỗi phút đều tu luyện nhưng mà nếu lão gia tử đều đã giao lại thì bọn họ đương nhiên vẫn phải lo có điều nếu như mọi người chia ra đi làm trọng tài như vậy cũng không tồi ít ra không cần mỗi ngày đều phải đi không phải sao vẫn có thời gian để tu luyện không phải à lạc băng tình cười hờ hững nói chủ ý này của a trạch hay lắm nếu đã như vậy thì chúng ta phân chia đi mạc tập cũng mỉm cười thấy mấy người định phân chia ba người lục trạch liếc nhìn nhau sau đó lục trạch mỉm cười tới lúc đó khi tới chung kết chúng ta đi là được các người chê nhau đi chúng ta không ham danh tiếng này nói rồi trước khi mấy người lạc băng tình vẫn chưa kịp phản ứng Quay người lục trạch lóe lên ngân quang mang theo nam cung tĩnh và thu nguyệt hòa xa biến mất thấy bọn lục trạch đột nhiên biến mất mấy người lạc băng tình đều ngơ ngác khóe miệng lâm cuồng dần dật mấy tên này những việc khác đều đầy cho chúng ta à mấy người khác cũng đen cả mặt mấy tên này cũng gian xảo quá đi mất bọn họ ai mà muốn ra mặt chứ mọi người đều không nói ra lời bốn người nam cung lão gia tử bên cạnh nhìn dáng vẻ của mọi người đều lắc lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ mấy đứa nhãi này đứa này càng lời hơn đứa kia có điều bọn họ đã nói để mấy người lục trạch phụ trách đương nhiên cũng sẽ không nhúng tay nhiều để bọn nó tự chơi là được mấy người Lục Trạch quay về phòng bếp trên đỉnh tòa tu luyện, ba người Alice đã làm xong bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong, mấy người Lục Trạch nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi tu luyện. Thời gian tiếp đó mấy người Lục Trạch ban ngày nâng cao tu vi, tối thì vào không gian săn thú, sau đó bắt đầu cảm ngộ thần thông. Về phần thần thuật, trước đó Lục Trạch đã tu luyện toàn bộ đến viên mãn, hung thú siêu cấp mới mấy người Lục Trạch cũng không đáng ngại, thần thuật mới đoán chừng cũng phải rất lâu mới có thể lấy được. Bởi vì khi đột phá tới tinh vân cấp, Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch đột phá sớm nhất cộng thêm có dị tượng trợ giúp tu vi của các nàng đương nhiên cũng mạnh nhất cách tinh vân cấp nhị giai gần nhất một tuần sau nam cung tĩnh và thu nguyệt hòa sao đột phá tinh vân cấp nhị giai mười ngày sau lục trạch cũng đột phá tinh vân cấp nhị giai ba người lâm linh lục ly và alice tuy rằng vẫn chưa đột phá tinh vân cấp nhị giai nhưng mà cũng đã sắp rồi khi mấy người lục trạch tu luyện thi đấu tuyển chọn nhân tài cũng bắt đầu lúc nghe một trăm người đứng đầu có thể đi theo mấy người lục trạch tới tinh linh tinh vực du học đương nhiên có vô số thiên tài muốn báo danh tham gia ngân hà hệ quá lớn, coi như thiên tài số lượng cũng không ít. Huống gì lần này tuyển chọn thiên tài từ thông khiếu cảnh cho đến hàng tinh cấp mỗi cấp đều có, tất cả mọi người đều có hy vọng, điều này càng làm thiên tài ngân hà hệ điên cuồng thêm. Sau khi trải qua dị tượng lần trước của Lục Trạch, cường giả thiên tài nhân tộc đều có thu hoạch to lớn, tất cả mọi người đều cực kỳ có lòng tin với bản thân. Thi tuyển chọn bắt đầu từ từng quân khu và từng trường danh tiếng thậm chí là từng tinh hệ, sàng chọn từng lớp, cuối cùng mới đi vào vòng chung kết. Thời gian có hơi dài, ít nhất trận chung kết có thể sẽ vào một tháng sau sau khi nghe tin này mấy người lục trạch tự nhiên là không vội nên tu luyện thì tu luyện nên ăn cơm thì ăn cơm tối trong ngộ đạo thất mấy người lục trạch đang ngồi xếp bằng trên đất đồng thời mở bát ra trên trán mấy người mồ hôi lạnh tuôn ra trong mắt hiện lên vẻ đau đớn cả người đều run lẩy bẩy sau một lát cơn đau đớn kịch liệt mới từ từ biến mất mấy người lục trạch đều thở ra một hơi thân thể cứng còng hơi thả lòng trong mắt lục trạch hiện lên tia kinh hỉ không ngờ vậy mà thu thập được hai mươi giọt ngưng lộ lam sắc mấy người nam cung tĩnh cũng nở nụ cười. 20 giọt ngưng lộ lam sắc, thu hoạch thế này tuyệt đối là một lần lớn nhất trong khoảng thời gian gần đây. Tuy rằng bị một đám đại lão nổ cho cả cặn cũng không còn nhưng mà vẫn rất đáng giá. Lục trạch cười, có ngưng lộ lam sắc này, thủy tinh cầu thần thông còn lại hẳn là rất nhanh sẽ cảm ngộ xong. Ừ, chờ cơn đau hoàn toàn biến mất, lục trạch chia thu hoạch hôm nay, sau đó mọi người mạnh ai trở về tu luyện. Trong ngộ đạo thất, lục trạch lại ngồi khuyên chân nhắm mắt hắn sử dụng một giọt ngưng lộ lam sắc và linh dịch tử sắc lại dùng một viên pha lê lam sắc ngay lập tức lục trạch cảm thấy ngộ tính của mình bùng nổ đầu óc trống rỗng các loại linh quang lóe lên trong đầu đủ các áo nghĩa thần thông cũng liên tục hiện lên trong đầu lục trạch nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp sử dụng một thủy tinh cầu thần thông hỏa diễm bắt đầu cảm ngộ ngắn ngủi nửa tiếng áo nghĩa trong một quả thủy tinh cầu thần thông đã được lục trạch nắm vững triệt đề hắn cảm thấy chưa đã ghiền lại lấy ra một thủy tinh cầu thổ hệ thần thông tiếp tục bắt đầu cảm ngộ thời gian dần trôi năm tiếng sau, Lục Trạch đã cảm ngộ 10 quả thủy tinh cầu thần thông. Theo từng quả thủy tinh cầu thần thông được sử dụng, Lục Trạch cảm giác cảm ngộ thần thông của mình hình như đứng ở ngưỡng cửa giới hạn. Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Lục Trạch cao mày lại, trong lòng hoang mang. Rõ ràng có một loại cảm giác nhưng mà cảm giác này lại vô cùng hư vô mờ mịt, tựa như trăng trong nước, hoa trong mộng. Lục Trạch suy tư trong chốc lát, phát hiện cho dù với ngộ tính của hắn cũng không cách nào cảm ngộ, hắn không nhịn được xoa chán, không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục cảm ngộ, hắn không tin được chỉ cần mình cảm ngộ tiếp chắc chắn có thể bắt được loại cảm giác này. Đúng lúc Lục Trạch định sử dụng quả thủy tinh cầu thứ 11, Lục Trạch đột nhiên nhìn thấy một vật trong không gian nhỏ. Đó là một linh quả lấp lóe quang mang u lam, rực rỡ như một ngôi sao. Lục Trạch nhìn linh quả giống như ngôi sao kia, không nén được những mày. Bản nguyên linh quả là bảo bối lấy được cùng với pha lê triệu hóa lục dược hô điều lần trước. Sau khi sử dụng bản nguyên linh quả, hắn có thể cảm thụ được khí tức bản nguyên của vũ trụ, cái này đối với cảm ngộ thần thông, Thần thuật thậm chí là tất cả mọi thứ trong quy tắc vũ trụ, hiệu quả đều sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Theo hắn thấy đây là vật còn quý giá hơn nhiều. Pha Lê triệu hoán lục dược hôi điều, dù cho khi trước phát hiện ra lục dược hôi điều là hung thú tinh quân cấp nhưng hắn vẫn cho rằng như thế như cũ. Giây phút này, lục trạch nhìn bản nguyên linh quản này, có tí giao dự. Vốn là theo dự tính của hắn là chờ đến sau khi mình tìm cách gom đủ các thần thuật phù văn còn lại trong bản đồ sa mạc rồi mới sử dụng bản nguyên linh quản này, đem hết tất cả thần thuật toàn bộ cảm ngộ đến viên mãn trong một lần nhưng mà bây giờ lục trạch có ý tưởng khác cảm giác như có như không kia khiến lục trạch thấy hết sức tò mò hắn có linh cảm nếu như có thể bước chân qua ngưỡng cửa kia thì thần thông của hắn sẽ trở nên khác biệt hoàn toàn bạn đang xem tùy thân liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim cụ thể sẽ thay đổi như thế nào thì hắn vẫn không rõ nhưng mà hắn có thể xác định là việc này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lần lột xác vô cùng vĩ đại dùng hay không dùng trong lòng lục trạch lóe lên nghi vấn nghi vấn này cũng chỉ vòn vẹn thoáng hiện lên đã bị lật đổ bởi lòng kiên quyết Dùng. Thần thuật phù và lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ nhưng mà loại lột xác này trước mắt hắn chẳng có nắm chắc gì. Dùng bản nguyên linh quả tuyệt đốt xứng đáng. Sau khi quyết định lục trạch không trần trừ nữa. Tinh thần lực của hắn vừa động, bản nguyên linh quả xuất hiện trên tay lục trạch, thấy linh quả tỏa sáng lấp lánh, lục trạch cắn xuống một ngụm. Không thể không nói, mùi vị của bản nguyên linh quả rất ngon, ngọt lịm, đây là hoa quả ngon nhất mà lục trạch từng ăn qua. Ừm, đương nhiên vẫn là cơn do Alice nấu là ngon nhất sau khi bản nguyên linh quả vào bụng lập tức hóa thành từng tia tinh quang khuếch tán trong cơ thể lục trạch âm uhm. lục trạch chỉ cảm thấy trong não có tiếng vang ầm ầm tinh quang lóng lánh lưu chuyển trước mắt lục trạch bản nguyên vũ trụ dường như đã mở ra một cánh cửa cho lục trạch áo nghĩa tri thức vô tận xuất hiện trước mặt lục trạch như chờ đợi lục trạch đi học lục trạch cảm nhận được huyền ảo vô tận không kiểm được chừng to mắt trong mắt đầy kinh hỉ quá mạnh cho dù là lúc có dị tượng hắn cũng chỉ là cảm nhận được cánh cửa tri thức bản nguyên vũ trụ mở ra một bậc cửa mà thôi còn bây giờ tất cả trí thức và huyền ảo cứ như thế lồ lộ đặt trước mắt hắn này giống như là đang gian lận khi làm bài thi chỉ có thể liếc nhìn lén lút một cái thì giống thi đầy mở hoàn toàn có thể quang minh chính đại lật sách chênh lệch quá lớn lục trạch hít một hơi sâu đè nén niềm vui trong lòng mình xuống sau đó quả quyết bắt đầu cảm ngộ cảm giác như có như không lúc này kia theo vô tận huyền ảo chuyển động trong đầu tất cả thần thông của lục trạch đều tăng lên nhanh chóng đồng thời quanh người hắn có từng tia linh quang lấp lóe linh quang đủ màu sắc ngưng tụ thành hư ảnh thần thông có sóng lửa phun trào, có thủy triều cuồn cuộn, có đại thụ cao chọc trời vân vân đủ hết. Hư ảnh do thần thông hình thành không ngừng khuếch tán ra, 5m, 10m, 100m. Lan rộng ra chừng một cái số hư ảnh mới ngừng lại, tạo thành một thế giới thu nhỏ, dao động của huyền ảo vô tận từ thế giới giả tưởng thu nhỏ này bắt đầu truyền ra. Mấy người nam cùng tĩnh đang tu luyện một bừng mắt, khi thấy ảo ảnh thế giới thu nhỏ trên không kia, cảm nhận được huyền ảo dao động mạnh kia, trong mắt các nàng đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Sau đó mấy người hít sâu bình tĩnh lại, Nhắm mắt bắt đầu mượn dao động huyền ảo này để cảm ngộ. Trong những tầng khác trong tòa nhà tu luyện, vô số cường giả đang tu luyện đều bị dao động vô hình này làm giật mình tỉnh lại. Nhìn ảo ảnh trong phòng tu luyện, tất cả mọi người đều đần mặt. Chuyện gì thế này, xảy ra chuyện gì? Mà bên ngoài tòa nhà tu luyện, các cường giả trong quân doanh thần vũ quân cũng đều trông thấy cảnh tượng này. Là phương hướng tòa nhà tu luyện. Bên kia bị gì vậy? Không biết, lẽ nào có người đang đột phá? Mọi người đều mang dấu chấm hỏi trên mặt. Đúng lúc này, ảo ảnh thế giới ngưng động tới một cây số dao động tiếp đó từ từ co rút bắt đầu thu về tòa nhà tu luyện đồng thời dao động huyền ảo kia cũng từ từ khôi phục lại thời gian cũng chỉ ngắn ngủi chừng một phút mãi đến khi ảo ảnh thế giới kia biến mất tất cả mọi người vẫn còn ngây ngần không thể lấy lại tinh thần trong ngộ đạo thất lục trạch ngồi khoanh chân trên bồ đoàn quanh người hắn ảo ảnh thần thông ban đầu lúc này đã từ từ thu lại ngưng kết khu vực một mét quanh người hắn đủ mọi loại thần thông hóa thành thực thể ngưng tụ các loại cảnh tượng không ngừng hiện ra. Lúc này, lục trạch cuối cùng đã hiểu ra sau vượt qua ngưỡng kia thì cảnh tượng sau đó là gì rồi. Thần thông thế mà có thể hóa thành lĩnh vực, trong lĩnh vực lực chiến của hắn có thể tăng lên một khoảng lớn, hơn nữa còn có thể áp chế đối thủ bên trong lĩnh vực. Cái này quá mạnh luôn. Trong lòng lục trạch kinh hãi nhưng lại vẫn đang không ngừng cảm ngộ điều huyền bí liên quan tới lĩnh vực. Ba ngày sau, trong khắp ngộ đạo thất đều đầy áp các loại thần thông của lục trạch, trên mặt đất có cỏ xanh đầy sức sống mọc lên, còn có từng mầm cây nhô lên, từng tên lửa thì bay múa trong không trung trên trời thì có sấm chớp màu vàng kim chuyển động cuồng phong thì không ngừng gào thét trong phòng trong mấy góc gió lại có mưa nhỏ rào rạt chứ không có động vật ra nơi này nhìn giống như một thế giới chân thực đúng lúc này dao động quanh người lục trạch chấn động các dị tượng trong phòng trở nên mờ ảo sau đó hóa thành từng lưu quang hòa vào trong thân thể lục trạch hơi thở quanh thân lục trạch hoàn toàn thu liễm trông giống như một người bình thường không có tí dao động hắn từ từ mở mắt con người màu đen bình thản vô cùng thâm thúy giây lát sau trong mắt lục trạch lái lên ý cười kinh hỉ hắn cong môi mỉm cười kích động thu hoạch đậm sau ba ngày sử dụng bản nguyên linh quả hắn lại đã hoàn toàn ngưng tụ ra được lĩnh vực thần thông hơn nữa còn là tất cả thần thông đều đạt tới trình độ này tất cả thần thông dệt vào nhau hình thành lĩnh vực uy lực quá khổng lồ đến cùng có thể đạt tới trình độ gì chính lục trạch cũng không nói rõ hắn chỉ biết hiện giờ hắn mạnh vãi không phải là thổi phồng mà là mạnh thật sự hắn nhảy dựng lên từ trên bồ đoàn cong môi mỉm cười sau đó hắn giải bước đắc chí đi ra Đi tới gian phòng được mấy người Nam Cung Tĩnh sửa lại thành phòng nghỉ, Lục Trạch phát hiện mấy người Nam Cung Tĩnh đang ăn cơm. Sau khi thấy Lục Trạch đi vào, mấy người đều xoay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Nam Cung Tĩnh tò mò hỏi: À Trạch, mấy hôm nay ngươi đang cảm ngộ cái gì, động tĩnh lớn như vậy?" Các nàng ở bên ngoài thỉnh thoảng có thể cảm nhận được hơi thở làm người run sợ nhưng lại không có cách nào cảm nhận tình hình cụ thể trong ngộ đạo thất của Lục Trạch. Vì không làm phiền tới Lục Trạch đang tu luyện, các nàng đương nhiên không vào xem mà chỉ canh giữ ở bên ngoài. Nghe Nam Cung Tĩnh hỏi, Lục Trạch nhếch miệng cười, "Bí mật, chờ tới tối sẽ nói cho các người biết." Thật ra hắn cũng không quá rõ về hiệu quả của lĩnh vực rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn còn nghĩ tối nay đi vào không gian săn thú để xem thử đến cùng là như thế nào đây. Nghe Lục Trạch nói vậy mấy người Nam Cung Tĩnh càng tò mò hơn, chẳng qua thấy Lục Trạch không nói các nàng cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao tới tối là biết. Sau khi mọi người ăn cơm xong liền ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa. Lục Trạch nhớ tới gì đó, hỏi, "Đúng rồi, mấy ngày nay anh anh thế nào rồi?" bởi vì hắn đang tu luyện nên mấy hôm nay hắn cũng không đi cho anh anh ăn nếu như không cho ăn vậy tốc độ nàng tỉnh lại sẽ chậm lắm thu nguyệt hòa xa cười khẽ nói yên tâm đi mấy hôm nay ta và khủng long bạo chúa cùng đi cho nàng thêm năng lượng xem tiến độ hiện tại không tới một tháng nữa có thể khôi phục rồi nam cung tĩnh gật đầu đến lúc đó vừa lúc là chung kết thi tuyển chọn thiên tài sau khi anh anh khôi phục thì có thể đã chọn ra một trăm thiên tài khi đó vừa khéo có thể đi tinh linh tinh vực lục trạch nghe vậy mắt bừng sáng thế thì tốt rồi sau khi nghỉ ngơi một lát mấy người nam cùng tĩnh đứng lên cũng kéo lục trạch từ trên sofa đứng lên mau đứng lên a à, trạch ngươi không phải nói muốn để cho chúng ta xem thử trước đó ngươi cảm ngộ được gì sao chúng ta mau đi vào không gian săn thú đi lâm linh mong chờ nói mấy người khác cũng mang vẻ mặt trông đợi thấy gương mặt mong chờ của mọi người lục trạch cong khoái môi hơi đắc ý cười nói thật sự hết cách với các ngươi nếu các ngươi đã muốn biết như vậy thì ta đành miễn cưỡng hết sức biểu hiện ra cho các ngươi nhìn khụ khụ đợi tí đi đừng nóng mà Lục Trạch còn chưa nói hết câu đã bị mấy người đầy ra ngoài đi vào ngộ đạo thất. Trong ngộ đạo thất, mấy người Lục Trạch khoanh chân ngồi nhắm mắt. Lục Trạch đi vào không gian săn thú, sau đó là kéo mấy người Nam Cung Tĩnh vào. Vì đã ba ngày không làm chuyện thú vị, mấy người Nam Cung Tĩnh vốn đã gấp không đợi được muốn xem thử rốt cuộc Lục Trạch đã lĩnh ngộ cái gì ngược lại không gấp gáp. Mấy người chơi đùa trong chốc lát mới đi vào bản đồ. Trong sa mạc, mấy người Lục Trạch hiện ra. Gì? Mới vừa xuất hiện một tiếng rít truyền đến từ phía sau, mấy người lục trạch chỉ cảm thấy sau lưng có hơi thở sắc bén phóng tới phía bọn họ toàn thân mấy người lục trạch có gió chuyển động thân thể biến mất xèo 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 từng tiếng xé gió vang lên vị trí nơi mấy người lục trạch vốn đứng khi nãy có từng lưỡi dao cát xẹt qua hơi thở sắc bén chém trên cát tạo ra từng vết khủng bố ở đằng xa một con cự mãng vàng đất tinh vân cấp tam giai đang ngẩng đầu quanh thân có linh quang cuộn trào còn người lạnh lão nhìn chằm chằm mấy người lục trạch lục trạch khẽ nhíu mày linh diễm mờ mờ cuộn lên quanh người thân thể nháy mắt xuất hiện trước người cự mãng vàng đất, chân phải hắn hóa thành trường tiên, bên trên có phù văn chuyển động, quất mạnh lên người cự mãng vàng đất. ầm, uhm. một tiếng ầm vang lên, thân thể khổng lồ của cự mãng bị sức mạnh kinh khủng đánh bay ngược ra sau, từng tia máu rơi xuống từ trên trời, trong miệng nó còn kêu lên thảm thiết. Lục Trạch nhướng mày thật khẽ. Tuy rằng ba ngày này trừ lĩnh vực ra, cường độ nhục thân, cường độ tinh thần lực và cường độ linh lực của hắn đều có biến hóa thật lớn so với ba ngày trước mặc dù tu vi của hắn không tăng lên bao nhiêu nhưng mà chiến lược lại tăng lên khoảng lớn không hổ là bản nguyên linh quả hiệu quả thật sự quá mạnh mấy người nam cung tĩnh bên cạnh đang định tấn công thấy lục trạch chỉ một chân đã đạp bay cự mãng vàng đất tinh vân cấp tam giai các nàng cũng không kiềm được sự người ra lục trạch để thăng vậy khiến các nàng đều kinh ngạc sau khi cự mãng vàng đất bay ra ngoài trong mắt lục trạch hiện lên ánh lăng lệ không cho nó bất cứ cơ hội nào để thở dốc mà thân thể lại biến mất lần nữa hắn xuất hiện trên đỉnh đầu cự mãng vàng đất tay phải co lại thành quyền lực lượng cùng bạo phun trào trên nắm đấm của hắn. Chết đi! Âm! Um. Một đấm nặng nề nện lên đỉnh đầu cự mãng. Xác xác xác! Lực lượng cùng bạo tràn vào trong đầu cự mãng, tiếng xương vỡ vụn không ngừng truyền đến, máu tươi từ trong miệng về trong miệng vết thương trên đầu cự mãng phun ra, thân thể khổng lồ kia của nó đập lên đất ầm ầm, nện ra một cái hố sâu lớn hơn 10 cây số trong sa mạc. Dưới đáy hố, thân thể cự mãng dãy ruộng dữ dội, sau đó sự sống tan biến. Lục trạch liếc nhìn thi thể cự mãng trong hố sâu, hơi thở ra một chút cảm nhận lực lượng trong mình mỉm cười mạnh hơn hắn nghĩ một chút tiếng xe gió truyền tới mấy người nam cung tĩnh rơi xuống bên người lục trạch mấy người nghiêng đầu nhìn lục trạch với vẻ mặt kinh ngạc lâm linh chưa giọng hỏi tên khốn nhà ngươi rốt cuộc là làm gì sao lại để thăng nhanh như vậy mấy người khác cũng nhìn lục trạch với ánh mắt tò mò lục trạch thấy thần sắc tò mò của mọi người cong khóe miệng khẽ cười đợi lát nữa lại nói cho các ngươi nghe lời này của lục trạch mấy người nam cung tĩnh giật khóe miệng dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi đáng ghét ghê, lại còn làm trò đánh đố các nàng. Lục Trạch cười khì, ừm chúng ta tiếp tục nào. Thi thể cự mãng vàng đất trong hố đã hóa thành cho bụi, Lục Trạch vay vào trong hố nhặt đồ vật rơi ra lên. Sau đó mấy người Lục Trạch tiếp tục di chuyển, trên đường đi, Lâm Linh sử dụng linh mâu thần thông liên tục tìm kiếm hung thú xung quanh, số lượng hung thú tinh vực cấp trong sa mạc nhiều nhất, tinh vân cấp thì hơi ít hơn một tí, khi tìm kiếm cũng khá khó khăn. Trên đường, mấy người Lục Trạch trái lại chém giết không ít hung thú tinh vực cấp, hung thú tinh vân cấp nhất nhị giai cũng nhiều, hung thú tinh vân cấp tam giai thì ít hơn. Chẳng qua bởi vì thực lực của lục trạch tăng cao, khi chém giết hung thú tinh vân cấp tam giai cũng trở nên đỡ tốn sức hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài tiếng, số lượng hung thú chém chết đã rất nhiều, thu hoạch cực lớn, trên mặt mấy người lục trạch cũng tràn ngập ý cười. Lại một lần nữa chém chết hung thú tinh vân cấp tam giai, sau khi nhạt đồ mấy người lục trạch rời đi bắt đầu tìm kiếm con mồi. Vừa bay đi một đoạn, ánh mắt Lâm Linh sáng lên, xoay đầu nhìn về một hướng ở xa nói, phía trước có một con hung thú mạnh hơn là hung thú tinh vân cấp tứ giai nghe lâm linh nói mấy người lục trạch đều mỉm cười vui mừng lục trạch nói chúng ta qua đó xem thử có thể đánh lại nó hay không đi lục trạch cảm thấy dựa vào thực lực hiện tại của mình có lẽ vẫn có hy vọng đánh lại cho dù đánh không lại mình đúng lúc cũng có thể thử uy lực của lĩnh vực mà nếu đã như vậy thì có lý do gì mà không tới nghe lục trạch nói mấy người lâm linh cũng mong đợi các nàng cũng muốn xem thử rốt cuộc lục trạch có thể đánh lại hung thú tinh vân cấp tứ giai không mấy người nhanh chóng di chuyển về hướng hung thú giây lát sau hung thú trong sa mạc đằng xa dường như cũng cảm nhận được mấy người lục trạch tới gần một hơi thở vô cùng cuồng bạo dâng lên từng cột lửa dâng lên một tiếng thét vang trời trong cột lửa một tiếng động màu đỏ phóng lên trời đó là một hỏa diễm cự lang khổng lồ hơi thở của con hỏa diễm cự lang này mạnh hơn xa mấy con mà lục trạch đã từng gặp phải trước đây là hung thú tinh vân cấp tứ giai lúc này con người lạnh lẽo của hỏa diễm cự lang kia nhìn chằm chằm mấy người lục trạch trong mắt đầy sát ý bầu không khí yên lặng dây lát sắc mặt lục trạch bắt đầu nghiêm túc ta lên các ngươi ở sau hỗ trợ cho ta được nghe lời lục trạch mấy người nam cung tĩnh đều gật đầu linh diễm nửa trong suốt dâng lên quanh thân lục trạch thân thể nháy mắt biến mất xuất hiện ở bên hông của hỏa diễm cự lăng một độc cầu màu xanh sẫm hiện lên phía trên nắm tay phải của hắn tay trái chụp về phía hỏa diễm cự lăng vô số cát vàng tràn ra cuốn về phía hỏa diễm cự lăng dao hỏa diễm cự lang gầm lên lực lượng cuồng bạo dâng lên lông trên người nổ tung nó có thể cảm nhận được uy hiếp mà độc cầu và xa hệ nhất hào mang lại ngay khi nó định di chuyển thì mấy người nam cung tĩnh ở xa đều sử dụng thần thông tác dụng lên người hòa dưỡng cự lang ngay lập tức thân thể hòa dưỡng cự lang ngừng lại có điều thực lực của hòa dưỡng cự lang mạnh hơn mấy người nam cung tĩnh cho nên nó chỉ dừng lại trong chớp mắt liền thoát khỏi khống chế nhưng mà trong nháy mắt thế này cũng đã đủ với lục trạch rồi cắt vàng bao la phủ lên trên người hòa dưỡng cự lang khiến nó không thể di chuyển đồng thời một cột sáng năng lượng xanh sấm bắn tới bên hông nó cảm nhận được uy hiếp của độc cầu xanh sẫm Hỏa Diễm Cự Lang cả người sói đều thấy không khỏe, lông trên cả người nó đều dựng đứng lên, cả người con sói đều mọc lên thêm, từng tia lửa chuyển động quanh thân nó ngưng tụ thành một bức tường lửa dày, tường lửa vừa ngưng tụ thì độc cầu đã đánh mạnh lên. Âm. Uhm. Bạn đang xem tùy thân Liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim? Sư động khủng bố bùng lên, linh quang xanh sẫm và linh quang đỏ lóe lên. Độc cầu vỡ ra hóa thành sương mù xanh sẫm bao phủ Hỏa Diễm Cự Lang nhưng ngọn lửa quanh thân Hỏa Diễm Cự Lang cháy lên, tất cả xương độc đều bị đốt thành khói xanh không ngừng tan biến theo dư ba lục trạch thấy thế khẽ nhướng mày tay phải nắm lại thành đấm lực lượng cuồng bạo dâng trào quyền kình nửa trong suốt đánh mạnh vào trong xương độc âm uhm. màn chắn lửa vốn đã trở nên mỏng hơn do va chạm với độc cầu đã bị nứt một đường dưới quyền kình cuồng bạo ngay lập tức từng luồng khói độc xanh dẫm thuận theo vết nứt tràn vào trong màn chắn lửa mặc dù bị lửa thiêu đốt thành khói xanh nhưng vẫn như cũ bám vào trên lông hỏa diễm cự lang cảm nhận được độc hệ thần thông bám lên người lông hỏa diễm cự lang vốn đã phùng lên nháy mắt lại nổ tung âm uhm lực lượng cùng bạo từ trong cơ thể nó tràn ra dù là lục trạch sử dụng toàn lực xa hệ nhất hảo thần thông cũng không thể nào khống chế được nó một cách triệt để lực lượng cùng bạo chấn nát cắt quanh thân nó nó cục đuôi nháy mắt thoát ra thật xa ngay khi nó vừa thoát ra trên hai tay lục trạch lại hiện lên hai đầu cầu xanh sẫm hắn vung hai tay hai đầu cầu nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất sau khi hỏa diễm cự lang chuồn ra xa đang định thử xem có thể ép độc hệ ra hay không sau đó liền thấy hai đầu cầu xanh sẫm bắn tới từ xa ngay lập tức hỏa diễm cự lang lại điên cuồng bỏ chạy tiếp ầm ầm hai tiếng nổ vang lên lực lượng cùng bạo tràn ra hai làn xương độc xanh sẫm bắt đầu lan ra cảm nhận được xương độc này lan tràn hỏa diễm cự lang chu lên một tiếng hỏa diễm chuyển động trên thân thể dưới sóng lửa răng trào tất cả xương độc đều bị ngăn cản bên ngoài đúng lúc này hơi thở của hỏa diễm cự lang trượt run lên bắt đầu hơi yếu dần đi cảm nhận được hơi thở yếu đi trong ánh mắt của hỏa diễm cự lang lộ ra thần sắc khủng hoảng trái lại lục trạch thì lại nhếch miệng lên mỉm cười vui vẻ độc hệ thần thông có hiệu quả Vốn dĩ độc hệ thần thông muốn có được khả năng có hiệu quả thì vẫn cần chờ một thời gian, nhưng mà sau khi sử dụng bản nguyên linh quả, trình độ cảm ngộ độc hệ thần thông của Lục Trạch tăng mạnh, chỉ là một ít khói xanh do xương độc đốt ra cũng có hiệu quả nhanh chóng như vậy. Lục Trạch cảm thấy mừng rỡ. Trong trước mắt độc hệ thần thông có hiệu quả, linh lực quanh người Hỏa Diễm Cự Lang điên cuồng tràn ra, hơi thở bắt đầu dần yếu xuống lại trở nên bình thường. Cảm nhận được cảnh này, Lục Trạch không nhịn được nhíu mày. Cái này xem như là tạm thời ổn định sự lan ra của độc hệ thần thông sao? Sau đó hắn cong môi cười khẽ ngay trong chớp mắt lục trạch mỉm cười hơi thở của hỏa diễm cự lang vốn đã ổn định lại bắt đầu dao động khó thấy đồng thời chuyển động hơi thở của nó cũng dần trở nên chậm chạp cảm nhận được thế này mắt của hỏa diễm cự lang cũng trợn to chẳng qua dù là như vậy cũng đã thua một bước hơi thở của nó lập tức yếu đi ngay khi hơi thở của nó trượt dốc thân thể lục trạch xuất hiện bên cạnh nó khẽ nắm tay trái lại cát lại phủ lên trên người hỏa diễm cự lang đồng thời hắn giơ chân phải đá vào eo của hỏa diễm cự lang ầm uhm. tiếng nổ cuồng bạo vang lên thân thể hỏa diễm cự lang bay ngược ra ngoài nhưng mà hơi thở của thế lại không yếu đi nhiều lắm hỏa diễm cự lang tinh vân cấp tứ giai cương độ nhục thân vẫn mạnh hơn hung thú tinh vân cấp tam giai khá là nhiều chẳng qua thứ lục trạch muốn cũng không phải là chút tổn thương này hắn nhìn hỏa diễm cự lang bay ra ngoài độc cầu xanh sẫm từ từ chuyển động trên tay phải sau đó hắn vùng tay phải lên độc cầu bay thẳng về phía hỏa diễm cự lang đang bay ngược ra cảm nhận được uy hiếp hơi thở toàn thân hỏa diễm cự lang bùng lên cơ thể lướt qua gắng gượng tránh thoát độc cầu mà lúc này khóe miệng lục trạch cong lên lộ ra nụ cười nổ ầm uhm. tiếng nổ vang lên đầu cầu xanh sẫm lập tức bao phủ hỏa diễm cự lang vào trong dao một tiếng kêu thảm thiết vang lên hỏa diễm cự lang lao ra từ trong xương độc lúc này lông trên người nó đã bị ăn mòn lờm chờm hơi thở càng yếu hơn trước máy phần Và lại còn đang không ngừng yếu đi thấy cảnh này lục trạch không kiềm được toét miệng tên này có hơi không được à hình như cũng không dùng được tới át chủ bài lĩnh vực rồi quả nhiên mình thật sự là quá mạnh lục trạch thầm thấy đắc ý sau đó thân thể hắn lại biến mất, lao tới phía Hỏa Diễm Cự Lang, liên tục bị chơi hai lần, mắt của Hỏa Diễm Cự Lang bị thương nặng đỏ bừng, trong mắt đầy sát ý lạnh lẽo, nó gào lên một tiếng cũng lao đến phía Lục Trạch. Nếu biết mình chạy không thoát được thì Hỏa Diễm Cự Lang đương nhiên sẽ bị kích thích hung tính. Thỏ nóng lên còn biết cắn người mà, nói gì đến sói. Trong lòng Hỏa Diễm Cự Lang còn có một chút hy vọng mong manh, không chừng mình có thể giết ngược thì sao? Nhưng mà lý tưởng thì tràn đầy nhưng mà sự thật mới là quan trọng. Sau hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, thi thể hỏa diễm cự lang từ trên trời rơi xuống nện ra một hố sâu trong sa mạc lục trạch và mấy người nam cung tĩnh đều kích động đáp xuống bên cạnh hố nhìn thi thể hóa thành cho tàn đợi thi thể hoàn toàn biến thành cho lục trạch đắc ý nhặt đồ lên thu hoạch không ít hung thú tinh vân cấp tứ giai đấy có ngưng lộ kim sắc cộng thêm để thăng của hắn bây giờ chắc hẳn hắn có thể miễn cưỡng sử dụng linh dịch hồng sắc đẳng cấp này rồi nhỉ tuyệt vời ngay khi lục trạch đang hân hoan ở đằng xa có một hơi thở vô cùng cuồng bạo dâng lên một tia đỏ xẹt qua không trung chớp mắt đã xuất hiện trước người bọn lục trạch thấy hung thú này mấy người lục trạch đều căng cứng người sắc mặt trở nên nghiêm túc đó là một con hồng ngọc cự hạt lần trước bọn lục trạch nhạt mót từng gặp qua một con nên tự nhiên biết đây là hung thú siêu cấp tuy rằng tu vi của nó mới là tinh vân cấp tứ giai nhưng là lực chiến lại mạnh hơn xa so với hỏa dẫm cự lang tinh vân cấp tứ giai thấy con hồng ngọc cự hạt này tuy rằng trên mặt lục trạch nghiêm túc nhưng trong lòng lại có chút kích động cuối cùng có thể biểu diễn kỹ thuật chân chính rồi ư cảm nhận được hơi thở nặng nề kia của hồng ngọc cự hạt lục trạch hơi thở ra hắn cong môi cười khẽ cho các người xem thu hoạch trước đó của ta nghe lời này của lục trạch mấy người nam cung tĩnh đều nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi lục trạch hít sâu một hơi sau đó trong mắt hắn lóe lên từng tia lưu quang đủ màu sắc ngay lập tức từng lực lượng thần thông trào dâng lên trong cơ thể lục trạch ngọn lửa gió lốc kim quang sấm chớp các loại lĩnh vực vân vân hiện ra lực lượng cùng bạo cuộn trào ra bốn phương tám hướng mấy người nam cung tĩnh đằng sau đều mở to mắt nhìn lục trạch với vẻ chấn kinh, hơi thở thật là mạnh. dù là các nàng thì khi cảm nhận được hơi thở này cũng không kiềm được sợ run người. ngay lúc mấy người nam cung tĩnh chấn động, đột nhiên linh quang điên cuồng lấp lóe trên thân thể lục trạch. đùng, một tiếng nổ vang lên. trong ngộ đạo thất, mấy người lục trạch đều mở mắt ra, trong mắt là đau đớn và mơ màng. nhất là lục trạch, cả người hắn đều thấy bất ổn. vãi trường, vừa nãy, hắn tự bảo á, hắn chỉ cảm thấy sau khi mình sử dụng các loại lĩnh vực sau đó thì không có sao đó nữa hắn không biết chuyện gì xảy ra đã khống chế không được lĩnh vực sau đó thân thể của hắn nổ tung điều này làm mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng hắn má nó chứ may mà trước đó vẫn chưa thử ở bên ngoài nếu không thì không phải hắn đã tiêu đời à bên ngoài mà nổ tung thì hắn không sống được nữa mà mấy người nam cung tĩnh bên cạnh cũng cạn lời nhìn lục trạch bầu không khí lặng đi chốc lát lâm linh không nhịn được mở miệng a à, trạch thu hoạch ngươi muốn cho bọn ta xem chính là tự bạo à bởi vì đau mà giọng nói của lâm linh vẫn còn mang theo chút run run ánh mắt mấy người nam cung tĩnh bên cạnh nhìn lục trạch cũng đầy vẻ không biết nói gì. loại thu hoạch như tự bạo này có gì hay mà nhìn. lục trạch bị ánh mắt của các nàng nhìn đến mức xấu hổ, hắn co giật khóe miệng, gượng cười nói, giờ suất thôi, sơ suất thôi, ta tính sai, chờ sau khi ta chuẩn bị xong thì lại thử lần nữa. đáng tiếc, nếu không phải hắn vẫn muốn thử, xem xem có thể chém giết con hồng ngọc cự hạt kia không. nếu như có thể chém được thì thu hoạch sẽ nhiều lắm. nghe lục trạch nói còn có lần kế tiếp, vẻ mặt mấy người nam cung tĩnh đều thay đổi, yên lặng một chút. Alice nhìn Lục Trạch với vẻ hơi đáng thương, đàn anh, lần sau thật sự không có vấn đề gì chứ. Lục Trạch, hắn kéo khóe miệng, sau đó đường hoàng nói, đương nhiên không thành vấn đề, tin vào ta. Cho dù có vấn đề thì hắn cũng phải vờ như không có vấn đề nha. Mấy người nam cung tĩnh nhìn nhau, sau đó vẫn gật đầu, các nàng tự nhiên là tin tưởng Lục Trạch. Rất nhanh cơn đau biến mất, mấy người Lục Trạch chia thu hoạch khi trước rồi mỗi người từ về phòng mình tu luyện. Lục Trạch ngồi xếp bằng trong ngộ đạo thất, sử dụng thủy tinh cầu hòa hệ thần thông thu hoạch từ hòa dẫm cự lang, thủy tinh cầu tinh vân cấp tứ giai hiệu quả vẫn rất tốt sau khi lục trạch sử dụng còn có một ít áo nghĩa hòa hệ thần thông chưa cảm ngộ qua hiện ra trong đầu hắn và lại bởi vì sau khi sử dụng bản nguyên linh quả bộ tính của lục trạch cũng tăng mạnh chỉ dù một tiếng lục trạch đã hoàn toàn tiêu hóa xong thủy tinh cầu hòa hệ thần thông sau đó lục trạch bèn bắt đầu cảm ngộ thủy tinh cầu thần thông khác một ngày sau trong sa mạc không gian săn thú mấy người lục trạch nhìn con kim sắc lôi ưng khổng lồ trước mắt vẻ mặt nghiêm túc đây là một con kim sắc lôi ưng tinh vân cấp ngũ giai mặc dù tu vi cao hơn hồng ngọc cự hạt tinh vân cấp tứ giai trước đó một chút nhưng mà ngược lại khí thế không bằng con hồng ngọc cự hạt đó dù gì thì giữa hung thú bình thường và hung thú siêu cấp vẫn có khác biệt về bản chất chẳng qua ngay cả như vậy thì thực lực thế này đối với bọn lục trạch vẫn là có áp lực rất lớn sau lưng lục trạch mấy người nam cung tĩnh nhìn bóng lưng của hắn trên mặt là vẻ xoắn suýt nam cung tĩnh há miệng nói à trạch nếu không bỏ đi chúng ta chạy trốn nhé không nhất định cứ phải đánh với nó mà thu nguyệt hòa xa cũng khẽ gật đầu ta đồng ý mấy người khác cũng gật đầu thực tế là các nàng bị lục trạch tự bạo làm cho sợ nghe mấy người này nói lục trạch lập tức thấy không vui mấy người này thế mà không tin tưởng hắn như vậy thôi được thật ra chính hắn cũng không nắm chắc trong lòng nhưng mà nếu đã cảm ngộ được lĩnh vực nếu như không thể sử dụng thì cũng quá lỗ rồi mặc kệ nói thế nào thì hắn nhất định phải thử một lần không phải là tự bạo thôi sao sợ gì chứ dù sao cũng không phải chưa chết qua chết sớm chết muộn gì đều phải chết cả lục trạch hít một hơi thật sâu thử lại lần nữa lần này trước hết dùng một loại thần thông thôi trong lòng lục trạch có hơi rén nghe lục trạch nói mấy người nam cung tĩnh liếc mắt nhìn nhau sau đó yên lặng nhìn lục trạch nếu lục trạch đã quyết định thì các nàng đương nhiên sẽ ủng hộ từng tia sấm chấm kim sắc lóe lên quanh người kim sắc lôi ưng còn người kim sắc cực kỳ sắc bén ánh mắt nhìn chăm chăm mấy người lục trạch phút ứng bén nhọn lóe lên ánh chớp trên mỗi một sợi lông vũ đều có hoa văn phức tạp quắc đúng lúc này kim sắc lôi ưng ngẩng đầu kêu lên một tiếng bén tai trong tiếng kêu linh lực cuồng bạo từ trong cơ thể nó phun ra vốn chỉ là từng tia chớp kim sắc lúc này trở nên cuồng bạo tàn phá hơn âm uhm. kim sắc lôi ưng vẫy cánh từ tia chớp kim sắc như lôi xà lan ra trong không trung xông về hướng bọn lục trạch thấy cảnh này sắc mặt của lục trạch trở nên nghiêm túc sau đó trong mắt hắn lóe lên lôi quang vàng nhạt xẹt từng tiếng xẹt xẹt vang lên trong không trung quay người lục trạch là một mảnh sấm chớp mãnh liệt tràn ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt lôi hải vàng nhạt khuếch tán ra khu vực trên trăm cây số lôi xà kim sắc vốn đang tràn về phía mấy người lục trạch sau khi tiếp xúc với lôi hải lập tức hóa thành hồ quang điện biến mất hòa vào trong lôi hải thấy cảnh này mấy người nam cung tĩnh đều sững ra lộ thần sắc kinh hãi các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy phương pháp này thế mà có thể nuốt luôn công kích thần thông của người khác lôi hải kim sắc này khủng bố vậy sao không chỉ mấy người nam cung tĩnh kim sắc lôi ưng ở xa nhìn thấy lôi xà của mình bị cắn nuốt lông cũng muốn nổ tung quác nó kêu lên một tiếng sấm chớp kim sắc càng cuồng bạo hơn muốn tấn công mà đúng lúc này lục trạch trong lôi hải kim sắc vẻ mặt đang nhanh chóng tái đi linh lực trong có thể hắn đang tiêu hao với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp cho dù là tốc độ khôi phục hiện giờ của hắn đã rất là nhanh nhưng mà vẫn không kịp bổ sung cho linh lực bị tiêu hao lĩnh vực tiêu hao quá khủng khiếp nhiều nhất 5 phút linh lực của hắn sẽ tiêu hao toàn bộ lúc này lục trạch mới hiểu ra vì sao hôm qua lại tự bạo đây vẫn là tốc độ tiêu hao lĩnh vực đơn độc hắn đã không trụ nổi đổi lại tất cả lĩnh vực thì khi đó không kịp phản ứng đã tự bạo cũng rất bình thường cho dù không nổ tung thì hắn cũng sẽ bị hút khô trong đầu Lục Trạch lóe lên một suy nghĩ, sau đó hắn liền không suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ có 5 phút, 5 phút sau, linh lực của hắn hoàn toàn cạn sạch, bây giờ không nhanh chóng xử con kim sắc lôi ưng này, chờ lát nữa người chết chính là bọn họ. Khi kim sắc lôi ưng ngưng tụ lực lượng, Lục Trạch chớp mắt biến mất xuất hiện trước người kim sắc lôi ưng, đồng thời, lĩnh vực quanh người Lục Trạch phát huy tác dụng, tất cả lực lượng sấm chớp bên ngoài kim sắc lôi ưng đều phản bội nó, hòa vào trong lĩnh vực của Lục Trạch. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sấm chớp kinh khủng ngưng tụ bên ngoài của nó đã biến mất sạch bách sấm chớp biến mất quá nhanh trong con người sắc bén của kim sắc lôi ưng hiện lên một tia mờ mịt không kịp phản ứng đúng lúc này thân thể lục trạch xuất hiện ở chỗ cổ của kim sắc lôi ưng tay phải hắn khẽ nâng lên sấm chớp cuồng bạo dâng lên trong tay hắn đùng lục trạch đấm xuống sấm chớp chuyển đạo bao phủ cánh tay hắn hắn vặn eo vung tay đánh tới cổ kim sắc lôi ưng xì quyền phong va chạm với không khí phát ra tính xì xèo kim sắc lôi ưng lấy lại tinh thần lông vũ toàn thân nổ tung xoay cổ né tránh phụt một tiếng vang lên nắm tay phải bao phủ sấm chấp kim sắc sẹt ngang qua cổ kim sắc lôi ưng lông vũ chỗ cổ vốn cứng rắn như hợp kim cao nháy mắt bị dư kình đánh thành cho một vết thương dữ dội hiện ra nơi cổ kim sắc lôi ưng máu chảy đầm đìa quát sau khi bị thương nặng kim sắc lôi ưng vung cánh lên chớp mắt bay ngược ra ngoài phát ra tiếng kêu hoảng sợ còn người sắc bén của nó để sợ hãi đu ma đây là một đại lão siêu cấp kim sắc lôi ưng đã hoàn toàn mất đi sát đi lúc đầu nó hoảng sợ kêu to hơi vỗ cánh muốn bay về sau thấy cảnh này vẻ mặt lục trạch không hề dao động thân thể của hắn biến mất lần nữa rồi xuất hiện trên lưng kim sắc lôi ưng trên chân phải của hắn có sấm chớp lập lòe ầm uhm. tiếng sấm vang vọng trời đất lục trạch đạp một đạp thật mạnh lên lưng kim sắc lôi ưng xác 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 từng tiếng xương gãy vang lên lực lượng sấm chớp cuồng bạo trải rộng bên ngoài thân thể kim sắc lôi ưng cánh của nó run lên sau đó vết dạn xuất hiện trên người từng vết nứt trào ra máu tươi vào hồ quang điện kim sắc chỉ trong thời gian chớp mắt sự sống của kim sắc lôi ưng biến mất trong nháy mắt kim sắc lôi ưng mất đi sự sống thì lĩnh vực xung quanh kim sắc lôi ưng cũng biến mất theo hắn thở hổn hển vẻ mặt vô cùng tái mồ hôi đầy trán lục trạch cảm nhận linh lực gần như hoàn toàn khô kiệt trong cơ thể mình không nén được thở ra một hơi lĩnh vực này tiêu hao thực sự quá đáng sợ chỉ vòn vẹn trong nháy mắt như thế mà thân thể của hắn suýt chút nữa bị đào giống chẳng qua bạn đang xem tùy thân liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lục trạch nhìn thi thể đang từ từ biến thành cho trên mặt đất trong mắt hiện lên vẻ vui mừng có điều cái này thật sự rất đáng giá. Hắn thế mà lại có thể dễ dàng chém giết hung thú tinh vân cấp ngũ giai, phải biết rằng đây chính là hung thú bên trong không gian săn thú. Lực chiến này ở bên ngoài không kém lắm với tinh vân cấp bát giai bình thường. Hiện giờ hắn chỉ vừa mới đột phá tới tinh vân cấp nhị giai mà thôi, lực chiến này mạnh hơn hắn của trước kia nhiều lắm. Hắn đoán rằng mình hiện giờ nếu như sử dụng lĩnh vực, nói không chừng có cơ hội làm đối thủ với tinh vân cấp lục giai. Đương nhiên, giao thủ nhiều nhất cũng chỉ được 5 giây mà thôi, vừa tới thời gian, linh lực của hắn tiêu hao triệt để vậy thì hắn cứ chờ chết ở đó thôi. Chẳng qua mặc dù nói thế nào thì thời gian 5 giây này hắn tuyệt đối là đàn ông thực thụ nha. Siêu mạnh, lục trạch đắc ý trong lòng. Hắn cảm nhận được linh lực đang dần dần dồi dào trong cơ thể, khẽ thở ra. Nếu như có thể sử dụng không giới hạn thì tốt rồi. Tiếc ghê. Đúng lúc này, mấy người nam cung tĩnh bay tới. Các nàng nhìn lục trạch, trên mặt mang theo chấn kinh và vui sướng. Hai tay thu nguyệt hòa xa ôm cổ lục trạch. Lục trạch tiểu đệ đệ, đây là cái gì vậy? Sao mạnh như vậy? Người mùi thơm trên người thu nguyệt hòa xa, nhìn ánh mắt tò mò kinh ngạc của mọi người lục trạch thầm đắc ý ai bảo các ngươi lúc trước không tin ta thế nào ta có phải mạnh lắm không siêu châu bò lục trạch nhếch miệng cười đắc ý cái này à là lĩnh vực lĩnh vực mấy người nam cung tĩnh đều sửng sốt lục trạch gật đầu cười ừ chờ các ngươi cảm ngộ thần thông tới trình độ nhất định cũng sẽ tạo ra lĩnh vực ta đoán cũng không lâu nữa dù sao hắn cảm ngộ thần thông mạnh hơn mấy người lục trạch nhưng mà mạnh cũng có giới hạn dựa theo suy đoán của hắn tối đa một tháng các nàng sẽ có thể cảm nhận được ngưỡng cửa tầng kia Đến lúc đó, các ngươi lựa chọn thần thông mình am hiểu nhất để cảm ngộ là được. Trên thực tế, nếu như không phải Lục Trạch sử dụng bản nguyên linh quả, muốn cảm ngộ ra lĩnh vực của thần thông mà hắn nắm giữ không biết cần bao lâu, cũng may là có bản nguyên linh quả hắn mới có thể cảm ngộ tất cả thần thông ra lĩnh vực trong thời gian ngắn. Mặc dù hiện giờ hắn chỉ có thể sử dụng một cái mà thôi. Hai thần thông lĩnh vực chồng lên chắc là hắn sẽ bị ép khô trong chớp mắt. Nghe Lục Trạch nói, mấy người nam cùng tĩnh liếc nhau, hơi kinh ngạc. Alice hơi chờ mong nhìn Lục Trạch, chúng ta cũng sắp có thể cảm nhận được. Lục Trạch cười xoa đầu Alice, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi bao giờ chưa? Alice hơi ngượng ngùng cười mỉm, không nói gì. Lúc này thi thể của hỏa diễm cự lang đã hóa thành cho, để lại đồ vật rơi đầy đất. Lục Trạch nhặt đồ lên, cười nói, tiếp tục nào. Ừm. Um. Nghe Lục Trạch nói, mọi người đều gật đầu. Sau đó Lâm Linh tiếp tục bắt đầu tìm kiếm con mồi. Sau khi biết Lục Trạch có lĩnh vực thần thông, hiện giờ mục tiêu bọn họ có thể lựa chọn cũng ngày càng nhiều. Bao gồm hung thú bên trong tinh vân cấp ngũ giai bọn họ đều không bỏ qua, về phần hung thú mạnh trên tinh vân cấp ngũ dài, mấy người lục trạch liền đi đường vòng với thực lực hiện giờ của bọn họ mặc dù không thể hoành hành trong bản đồ sa mạc nhưng đã không phải là tầng dưới chót lại thêm có lâm linh phát hiện hung thú trước bọn họ ở trong sa mạc khá thoải mái rất nhanh đã trôi qua hai ngày chỉ riêng hung thú tinh vân cấp ngũ dài mà bọn lục trạch đã giết hơn 20 con hung thú dưới tinh vân cấp ngũ giai thì tự nhiên càng nhiều hơn nữa thu hoạch khổng lồ buổi sáng ngày thứ ba ngay khi mấy người lục trạch đang tìm con mồi trong sa mạc nơi xa có ba luồng hơi thở cuồng bạo bốc lên, âm, uhm. quát, tiếng kêu to vang vọng khắp trời, linh lực trong toàn bộ sa mạc đều rung chuyển. tại khu vực xa tít tắp, biển lửa cùng luồng khí lạnh hiện lên, càng xa hơn thì lại là sấm chớp kim sắc vô tận phun trào, rầm rầm rầm. ba hơi thở vô cùng kinh khủng va chạm với nhau như tiếng sấm sét vang vọng, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng này chạm nhau, bọn lục trạch đều đứng thẳng đơ tại chỗ, không nhịn được run lẩy bẩy cho dù là hiện giờ bọn họ cũng đã đột phá đến tinh vân cấp nhưng khi đối mặt với khí thế của lãnh chúa đứng đầu bản đồ này vẫn chưa là gì có điều khi nhìn ba con hung thú lãnh chúa xa xa đang đánh nhau mấy người lục trạch đều là mở to mắt trong mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc nam cung tĩnh nhếch miệng à trạch mấy cái lửa băng xương và sấm chớp quanh chúng giống với lĩnh vực vừa rồi của người đúng không lục trạch không nhịn được giật giật khóe miệng ừ bọn chúng cũng dùng lĩnh vực vốn là lục trạch chẳng qua chỉ cảm thấy mấy hung thú lãnh chúa này mạnh cực bây giờ hắn nhận ra bọn chúng thế mà đều có lĩnh vực nghe lục trạch nói thu nguyệt hòa xa và mấy người kia cũng nhíu nhíu mày alice nói ta nhớ là lần thứ nhất chúng ta nhìn thấy con lãnh chúa hỏa điều kia thì hình như nó đang ở trong biển lửa nghe alice nói mấy người lục trạch đương nhiên cũng nhớ lại giờ đây hơi nghĩ một chút biển lửa kia rất giống với lĩnh vực hỏa hệ thành thông không ngờ những hung thú lãnh chúa này vậy mà đều có lĩnh vực hung thú lãnh chúa vốn là hung thú vừa mới vào tinh vực cấp bây giờ còn có lĩnh vực thực lực của những hung thú lãnh chúa này chắc là mạnh hơn nhiều so với bọn họ nghĩ lâm linh chấp chấp mắt hơi nghi hoặc nhưng mà sao bọn chúng lại đánh nhau lục trạch cũng im lặng đây đã là lần đánh nhau thứ tư giữa các lãnh chúa từ bản đồ thứ nhất đến bây giờ đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống đánh nhau dữ dội như vậy giữa các lãnh chúa đúng thật là như nước với lửa trong chớp mắt lãnh chúa đánh nhau vô số hơi thở bay lên ru dao xì đủ các tiếng gầm gào vang lên vô số hung thú từ hướng lãnh chúa đánh nhau chạy ra xa linh lực toàn thân chúng chuyển động thần sắc sợ hãi chỉ hận mình không thể mọc thêm đôi chân bên chỗ bọn lục trạch đương nhiên cũng có không ít hung thú chạy tới nhìn thấy vô số hung thú tới gần mấy người lục trạch thành thạo vận chuyển liễm tức thần thông với cả gia hệ thần thông giấu mình vào trong cát ba vị lãnh chúa đại lão tiếp tục đánh nhau không bao lâu lại có thêm hai hơi thở khủng bố dâng lên ngân lang lãnh chúa và đại thụ lãnh chúa cũng xuất hiện trên chiến trường tham gia đánh nhau theo hai con hung thú khác cũng tham chiến dư âm lập tức càng khủng khiếp hơn mấy người lục trạch ở xa đều cảm thấy hãi hùng sợ khiếp không nhịn được càng di chuyển về khu vực xa hơn đây quả thực lướt cái là bị thương đụng phát là chết á trận chiến tiếp tục kéo dài mấy tiếng đồng hồ sa mạc giống như bị cày một lần có bị lửa đốt kết tinh có bị khí lạnh đông thành tảng băng còn có khu vực sấm chớp kim sắc kinh khủng vân vân càng có vô số kể các hung thú bị dư âm ảnh hưởng chết tại chỗ ngay cả như bọn lục trạch đều có nhiều lần suýt chút nữa bị lan đến cũng may mà tốc độ của bọn họ vẫn được lại thêm có không gian di động thần thông nên lúc này mới miễn cưỡng chạy thoát cho dù là như vậy thì sắc mặt của bọn họ cũng tái đi kinh hồn khiếp vía chỉ sợ một giây sau dư âm sẽ trực tiếp đánh về hướng bọn họ đúng lúc này trên chiến trường đằng xa vang lên tiếng nổ năm con lãnh chúa lập tức vang ra ngoài trên người bọn chúng đầy vết thương trong không trung nhìn nhau một chút sau đó gào thét quay người rời đi năm con hung thú lãnh chúa rời đi dư âm hỗn loạn trên khu vực chiến trường bắt đầu từ từ lắng xuống trời đất dường như cũng trở nên tĩnh lặng qua một lúc sau không còn cảm nhận được động tĩnh nào khác mấy người lục trạch đang trốn trong cát vàng cẩn thận từng tí ló đầu ra khi nhìn thấy trên bầu trời xa xăm chỉ còn lại dư âm cuồng loạn lưu chuyển hung thú lãnh chúa đều đã không có đây bọn lục trạch mới thở ra nhẹ nhõm chui ra từ trong sa mạc mấy người nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh một chút đều không kiềm được hít sâu một hơi lục ly vén tóc mở miệng không hổ là hung thú lãnh chúa dư âm chiến đấu này thật đáng sợ sa mạc phải lớn thế nào chứ bản đồ sa mạc lớn như vậy trong mấy tiếng ngắn ngủi chắc là có thể có một nửa khu vực sa mạc bị dư âm càn quét ít nhất thì khu vực bọn họ có thể nhìn tới đều là một mảnh hỗn độn thu nguyệt hòa xa không nhịn được cười cười không hổ là hung thú lãnh chúa có lĩnh vực vừa nghĩ tới không lâu nữa là phải đối mặt với đối thủ như vậy thực sự không vui nổi thu nguyệt hòa xa là mọi người không nén được co quắp khóe miệng lục trạch gãi đầu nói thôi đừng nói mấy chuyện không vui này chúng ta đi nhặt đồ đi ừm nghe lục trạch nói ánh mắt của mọi người đều sáng lên đối với loại chuyện nhặt đồ này bọn họ đều đã quen thuộc với quá trình huỳnh quang lấp lóe trong mắt lâm linh nhanh chóng tìm kiếm hung thú có hơi thở suy yếu nhưng vẫn còn sống rất nhanh bọn họ tìm được không ít hung thú tinh vân cấp nhị giai tam giai đám hung thú này đều đã thoi thóp đại khái chỉ còn lại có một hơi thở bị mấy người lục trạch tiện cho một bàn tay là chụp chết hung thú tinh vân cấp tứ dài cũng có nhưng số lượng khá ít dù sao hung thú cấp bậc này trốn rất nhanh hơn một tiếng sau lâm linh đột nhiên sững sờ quay đầu nhìn về phía khu vực bao phủ sấm chớp kim sắc cách đó không xa mấy người lục trạch thấy thế cũng đưa mắt nhìn sang đúng lúc này một tia lưu quang màu đỏ vỏ ra từ khu vực sấm chớp kim sắc khi nhìn thấy mấy người lục trạch lưu quang màu đỏ dừng lại đây là một con hồng ngọc cự hạt tinh vân cấp tứ dài lúc này đây vỏ giáp toàn thân hồng ngọc cự hạt này hơi nứt ra hơi thở suy yếu hơn ban đầu nhiều lắm. thấy cảnh này ánh mắt lục trạch lập tức trở nên tà ác. tuyệt nha, nhặt được đồ tốt. ầm, uhm. lục trạch quyết định thật nhanh, ngọn lửa bùng ra khắp người, phạm vị hơn trăm cây số hóa thành một biển lửa. cái này vô cùng giống với tình trạng lúc trước của hòa điều lãnh chúa, chẳng qua là không có phạm vi rộng như biển lửa của hòa điều lãnh chúa mà thôi. đều là lĩnh vực hòa hệ thần thông. sau khi nhìn thấy biển lửa này, hồng ngọc cự hạt vừa lao ra lập tức sững lại. khi nó ngây người, thân thể lục trạch đã xuất hiện trên đỉnh đầu hồng ngọc cự hạt. Trên chân phải của hắn có ngọn lửa chuyển động đạp về phần lưng của hồng ngọc cự hạt. Hồng ngọc cự hạt cảm nhận được uy hiếp chí mạng truyền đến từ trên lưng lập tức rít lên một tiếng, linh quang hồng sắc lấp lóe toàn thân, ngọn lửa lưu chuyển Nhưng mà khi ngọn lửa xuất hiện quanh thân nó thì đột nhiên tan biến hòa vào trong lĩnh vực. Thấy cảnh này, hồng ngọc cự hạt lập tức nốc ra, mãi đến khi chân lục trạch sắp đạp tới người nó thì nó mới lấy lại tinh thần, nói vội gào lên một tiếng dãy dụ cơ thể, giơ lên cái càng to lớn ngăn trước chân phải của lục trạch. ầm, uhm. tiếng nổ cuồng bạo vang lên sức mạnh của hồng ngọc cự hạt không cách nào sử dụng hòa hệ thần thông bị giảm mạnh chỉ một lần va chạm cái càng to lớn của nó kia liền bị lục trạch đạp một đạp đâm mạnh vào chính người mình lực lượng cùng bạo phun trào vết thương khắp người hồng ngọc cự hạt phụt máu cơ thể đụng mạnh vào sa mạc đã hóa thành sông băng đập ra một hố sâu trên sông băng ven hố có vết nứt lan tràn như mạng nhện một lần tấn công đã thấy hiệu quả lục trạch không trần trừ chút nào thừa lúc hồng ngọc cự hạt vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong đả kích lục trạch lại xuất hiện trước người nó lần nữa ánh mắt của hắn lạnh lùng hai tay nắm lại từng đấm nặng nề dáng lên đầu hồng ngọc cự hạt rầm 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 lực lượng cùng bạo dâng lên tiếng nổ liên tục hòa thành một chuỗi trong thời gian ngắn ngủi một hơi thở lục trạch đã đánh nát đầu của hồng ngọc cự hạt lấy đi mạng sống của nó khi sự sống của nó biến mất lĩnh vực hỏa diễm quanh thân lục trạch cũng tan biến sắc mặt của hắn tái nhợt thở hồn hà hồn hền nhưng khi nhìn thi thể hồng ngọc cự hạt từ từ biến thành cho trong mắt lục trạch lại mang theo vẻ kích động đây chính là hung thú siêu cấp hơn nữa còn không phải là loại bị thương nặng muốn gục thế mà lại bị hắn giết chết như vậy hắn cũng mạnh quá đi mất đám người nam cung tĩnh đáp xuống bên cạnh lục trạch thậm chí các nàng còn chưa kịp ra tay giúp đỡ lục trạch đã chém giết hồng ngọc cự hạt thu nguyệt hòa xa nhìn hồng ngọc cự hạt chậm rãi hóa thành cho tàn đáng yêu cười nói xem ra nếu như chúng ta hỗ trợ lục trạch tiểu đệ đệ như đã nói thì cho dù đụng phải hồng ngọc cự hạt thời kỳ toàn thịnh cũng chưa hẳn không thể chém giết nó nghe thu nguyệt hòa xa nói vậy đám người nam cung tĩnh cũng khẽ thật đầu lục ly cười cảm thán lĩnh vực thật sự rất lợi hại nhất là lĩnh vực có thuộc tính giống nhau lại có thể khiến siêu cấp không cách nào sử dụng thần thông. Nếu khi nãy hồng ngọc cự hạt kia có thể sử dụng thần thông, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy. Điều này cũng khiến các nàng càng thêm mong đợi về lĩnh vực. Lục Trạch bên cạnh khẽ cười cười. Lĩnh vực của Lục Trạch có nhiều thuộc tính lắm, chỉ cần hắn muốn thì hung thú bình thường không cách nào sử dụng thần thông trước mặt hắn, trừ khi hung thú đó có cũng thần thông cấp bậc lĩnh vực. Mọi người nói chuyện trời dưới đất, thì thể hồng ngọc cự hạt hóa thành cho tàn, để lại linh dịch màu đỏ, linh dịch màu tím, quả thủy tinh cầu thần thông mảnh vỡ phù văn thần thuật vào một miếng pha lây màu đỏ lục trạch nhìn những thứ đó nhếch miệng cười rồi nhặt chúng lên thu hoạch lần này không tệ sau đó hắn cười nói chúng ta tiếp tục đi thôi đám người nhìn thoáng qua khu vực đầy rẫy lôi đình màu vàng nọ do sự một lát cuối cùng không đi vào nơi đó quá nguy hiểm ngay cả hồng ngọc cự hạt còn thảm như thế nếu bọn họ đi vào đoán chừng cũng không có kết cục tốt đẹp hơn sau đó mọi người đổi sang hướng khác tiếp tục tìm kiếm con mồi hơn một giờ sau đám lục trạch phát hiện ra một ốc đảo hoang vu hiện tại ốc đảo đã bị băng phong hoàn toàn thoạt nhìn cứ như băng điêu mỹ lệ vô cùng nhưng sự mỹ lệ ấy cũng rất vô tình chí ít lúc bọn họ dùng tinh thần lực quét qua toàn bộ ốc đảo thì không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống tất cả đều đã chết rồi đám người lục trạch cũng không thất vọng bọn họ đi tới trung tâm ốc đảo nơi ấy có một gốc đại thụ pha lê màu vàng không bị hung thú ngăn cản bọn họ khoan thai đi đến trước đại thụ bắt đầu thu thập ngưng lộ màu vàng trên đại thụ dựa theo kinh nghiệm thu thập ngưng lộ bao lâu qua thì thực lực hung thú trong ốc đảo càng mạnh chứng tỏ ngưng lộ trong đại thụ pha lê càng nhiều. Thực lực hung thú trên ốc đảo này không yếu, đại thụ pha lê ngưng kết ra 22 giọt ngưng lộ màu vàng, nhưng hiện tại cả ốc đảo đã chết, thành ra đám người lục trạch được hời. Sau khi đắc ý lấy xong ngưng lộ, đám người lục trạch quay người rời đi, ngay lúc bọn họ vừa ra khỏi ốc đảo, bầu trời trở nên hoàn toàn u ám. Ai nấy sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bạn đang xem tùy thân liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Trên bầu trời, một cự điều màu xám vô cùng to lớn xẹt qua không trung dưới sương mù màu xám phun trào tất cả đều trở nên mục nát rồi hoàn toàn hóa thành cho tàn mấy người lục trạch còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã đột nhiên cảm thấy sinh cơ cách mình ngày càng xa sau đó ý thức tan biến trước khi ý thức tan biến lục trạch thấy được khí tức tử vong ẩn chứa trong con người u ám của con cự điều kia trong phòng ngộ đạo đám người lục trạch mở mắt thân thể bọn họ run rẩy một hồi chỉ cảm thấy từ sâu trong linh hồn truyền đến ý lạnh thấu xương mặc dù lần tử vong này không đau đớn bao nhiêu nhưng ý lạnh đó còn đáng sợ hơn đau đớn gấp nhiều lần, bọn họ cảm thấy dường như linh hồn đã bị đóng băng. Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, sau đó mọi người hai mặt nhìn nhau. Nam Cung Tĩnh nuốt nước miếng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, có chút run rẩy mở miệng hỏi, "Đó là cái gì? Còn cự điều kia quả thực quá đáng sợ." Lục chảy gãi đầu, hơi xấu hổ, "Chắc là siêu cấp đại lão chưa từng thấy qua bao giờ." Nói thật thì, số lượng siêu cấp đại lão trong không gian săn thú vốn không nhiều, bọn họ ở trong đó lâu như vậy, thấy qua không ít siêu cấp đại lão nhưng khủng bố như cự điểu thì cũng chỉ từng thấy mấy lần mà thôi lục trạch cảm giác ra đầu tê dại với thực lực tinh vân cấp hiện tại của bọn họ siêu cấp đại lão kia chỉ mới đi ngang qua đã chơi chết bọn họ thế thì phải là đẳng cấp gì nhất định không chỉ là tinh quân cấp tinh chủ cấp sao không gian săn thú cũng mạnh quá rồi ngay cả đại lão tinh chủ cấp cũng có bầu không khí lại trầm mặc lần nữa sau đó lục Lâm mỉm cười mở miệng nói chí ít thu hoạch lần này coi như không tệ nghe lời này ánh mắt ai nấy đều sáng lên lục trạch mở miệng cười nói ta xem xem thu hoạch được những gì nào. Hắn bắt đầu kiểm kê lên thu hoạch lần này, ngưng lộ màu vàng có 20 giọt, tiếp theo là 5 giọt linh dịch màu tím và 5 giọt linh dịch màu vàng của hồng ngọc cự hạt, ngoài ra còn có một mảnh vỡ phù văn thần thuật. Lần trước từng thu được một mảnh vỡ phù văn thần thuật giống cái này, là vào lúc đại chiến với lãnh chúa hung thú lần thứ ba, có một con hồng ngọc cự hạt tinh vân cấp tam giai gặp xui, sau đó bị đám người lục trạch giết chết. Đã có hai mảnh vỡ phù văn thần thuật, chỉ cần xoay sở thêm hai cái nữa là có thể thu hoạch được hỏa hệ thần thuật tinh vân cấp đám người lục trạch rất chờ mong hòa hệ thần thuật đẳng cấp cỡ đó không biết sẽ mạnh đến mức nào nhất là lục trạch không biết hiệu quả khi sử dụng hòa hệ thần thuật và hòa hệ lĩnh vực cùng một lúc sẽ như thế nào nghĩ đến đây ánh mắt lục trạch đột nhiên sáng lên hắn định lần sau lúc sử dụng thần thuật thì sử dụng kèm thêm lĩnh vực chỉ là không biết linh lực bản thân liệu có đủ để làm vậy hay không trong lòng lục trạch có chút không chắc nhưng chắc chắn hắn sẽ thử một lần nếu thành công đó chính là át chủ bài lớn nhất hiện tại của hắn lục trạch lại tiếp tục xem xét thu hoạch ngoài mảnh vỡ phù văn thần thuật ra còn có một miếng pha lê màu đỏ lục trạch dùng tinh thần lực kiểm tra qua liền phát hiện giống như lần trước cũng là triệu hoán pha lê nhưng triệu hoán pha lê lần trước thì triệu hoán được hồng ngọc cự hà tinh vân cấp tam giai còn lần này sẽ triệu hoán được tinh vân cấp tứ giai thực lực pha lê triệu hoán tương đồng với thực lực của hung thú tiếp theo chính là hung thú tinh vân cấp ngũ giai chém giết được ba con thu được tổng cộng 15 lăm linh dịch màu tím và và linh dịch màu đỏ tinh vân cấp ngũ giai ngoài ra còn có quả thủy tinh cầu thần thông một đợt này đủ cho bọn họ tu luyện rất lâu Lục Trạch vừa đột phá đến tinh vân cấp nhị giai, hiện tại hắn sử dụng linh dịch siêu cấp màu đỏ tinh vân cấp tứ giai, chỉ e tốc độ tu luyện sẽ tăng thêm một bước nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch cảm thấy đắc ý. Kiểm kê xong mọi thứ, đám nam cùng tĩnh ai nấy đều kích động. Nhớ tới lúc bọn nàng vừa mới tiến vào sa mạc, ngày nào cũng vậy, có khi không kiếm được chút tài nguyên tu luyện nào, bây giờ vào trong đó một ngày thì có thể kiếm đủ cho tu luyện hơn 10 ngày. Điều này có được hoàn toàn là nhờ thực lực của mọi người tăng lên. Sau khi phân chia thu hoạch, mọi người trở về phòng của riêng mình, bắt đầu tu luyện thời gian tiếp theo đám người lục trạch vẫn là ban ngày thì để thăng tu vi sau đó tiến vào không gian săn thú sau khi ra ngoài lại bắt đầu cảm ngộ thần thông về phần anh anh ở bên kia mỗi buổi sáng bọn họ sẽ quá đó một chuyến đúng giờ cho nàng ăn được cho ăn tinh quang quanh thân yêu càng thêm óng ánh thậm chí mỗi lần cho ăn đám người lục trạch đều có thể cảm nhận được mơ hồ áp lực đến từ trên người nàng điều này khiến mọi người âm thầm kinh hãi không biết tiểu cô nương này lại để thăng tới đâu rồi nếu không phải sáng nào anh anh cũng chảy nước miếng thì mọi người đã bị hù chết đồng thời chuyện liên quan đến việc tuyển chọn thiên tài cũng đang được tiến hành thuận lợi lần tuyển chọn thiên tài này được tiến hành trực tiếp toàn liên bang tất cả mọi người đều rất cuồng nhiệt sau khi biết được nhân tộc sắp kết minh với tinh linh tộc toàn liên bang đều vui mừng sau đó mọi người lại nghe nói sơ dương quân muốn tự mình mang theo một nhóm thiên tài tới tinh linh tộc du học thế là mọi người lại càng điên cuồng hơn nhất là khi nghe thông tin sơ dương quân muốn tới chủ trì trận chung kết con mắt ai nấy đều tái sanh cả thiên tài thế hệ trẻ có ai là không xem sơ dương quân là thần tượng của mình vừa nghe được thần tượng của mình sẽ đến làm trọng tài lúc chung kết ai mà nhịn cho nổi nói không chừng đến lúc đó còn được sơ dương quân ký tên cho nếu có thể chụp chung một tấm lại càng tốt tất cả thiên tài toàn liên bang đều báo danh tham gia tranh tài nhưng mà chính lần tranh tài này đã khiến mọi người trong liên bang phát hiện ra một việc hóa ra liên bang bây giờ đã không còn giống như lúc trước năm nay thiên tài gần 20 tuổi đã đột phá đến thông khiếu cảnh không được tính là gì thậm chí đột phá đến thuế phàm cảnh cũng chẳng đáng chú ý đã thế hầu hết thiên tài đều có thần thông chiến lược cũng vượt qua cường giả cung cấp bình thường thật sự giống với nam cung tĩnh và thu nguyệt hòa xa năm ấy có khi còn mạnh hơn tất cả mọi người trong liên bang không dám tin vào điều này thậm chí người chủ trì là đám người lạc băng tình cũng có chút ngơ ngác sau đó bọn họ nhớ tới dị tượng lần trước của đám người lục trạch mới hiểu rõ ra trong lúc nhất thời toàn dân liên bang càng thêm sùng bái đám người lục trạch nên biết chuyện này có thể kéo theo toàn chủng tộc phát triển thậm chí có thể nói là tiến hóa hiện tại tiềm lực của thiên tài nhân tộc mạnh hơn lúc trước nhiều lắm trong thời gian mấy ngày tuyển chọn thiên tài ngắn ngủi toàn bộ nhân tộc đều rúng động làm người thường mặc dù bọn họ biết nhân tộc hiện tại đã không còn là nhân tộc trước kia nhưng đến khi những thiên tài này biểu hiện ra thực lực của mình tỏ ra hào quang của riêng mình bọn họ mới thật sự hiểu rốt cuộc nhân tộc hiện tại có thể mạnh đến mức nào chỉ sợ trong nền văn minh tinh vân cấp xét về tiềm lực tân sinh nhân tộc cũng có thể đứng tóc đầu tất cả mọi người nhớ lại lúc này chỉ mới qua 5 năm thôi sơ dương quân đã dẫn theo nhân tộc mạnh lên rất nhiều nếu như nói trong thời kỳ hắc ám của nhân tộc Mười hai vị thánh nhân chính là ánh dạng đông đầu tiên xé rách hắc ám, thì sơ dương quân chính là nắng gắt của nhân tộc, phồn vinh nhân thịnh của nhân tộc, khởi đầu mới của nhân tộc. Sơ dương quân danh xứng với thực. Mười ngày sau, trong không gian săn thú, đám người lục trạch lơ lửng giữa không trung, đối diện bọn họ là một con cự lang màu vàng đất. Tu vi của cự lang màu vàng này là tinh vân cấp ngũ giai, toàn thân có từng luồng cát vàng quấn quanh, trong đôi mắt lạnh lẽo là sát khí lạnh như băng. Ngao, ánh mắt của nó dán chặt lên người lục trạch, linh lực cuồng bạo phun trào nó gào lên một tiếng, lập tức hóa thành lưu quang màu vàng đất lao thẳng về phía lục trạch. nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lục trạch không dao động trước nào. lĩnh vực xa hệ thần thông màu vàng đất lan tràn ra bốn phương tám hướng, nháy mắt đã lan xa mấy trăm cây số. bên trong lĩnh vực, các vàng quanh thân cự lang đột nhiên tiêu tán, dung nhập vào trong lĩnh vực. ngay lúc cự lang còn đang ngơ ngác, trong mắt lục trạch xuất hiện một đạo phù văn màu vàng đất lưu truyền. ngay lập tức, trong toàn bộ lĩnh vực lấp lóe từng đạo phù văn. theo phù văn lấp lóe, các vàng vô tận hiện lên, bao phủ về phía cự lang cảm nhận được cát vàng tới gần toàn thân cự lang dựng đứng lông tơ muốn tránh né nhưng cát vàng quá nhiều có mặt ở bốn phương tám hướng cự lang căn bản không có chỗ để trốn gần như là trong nháy mắt cự lang đã bị cát vàng bao phủ sau đó cát vàng hình thành từng sợi dây thừng màu vàng đất quấn quanh thân cự lang ban đầu xiết lại tạch 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 tiếng xương nước vàng lên liên tiếp ngao cự lang há miệng kêu thảo cuối cùng có máu tươi và nội tạng vỡ vụn phun ra sinh cơ tánh mắt biến trong nháy mắt sinh cơ của cự lang biến mất lĩnh vực quanh thân lục trạch cũng tan đi sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, khí tức trở nên suy yếu. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong chốc lát. Lục Trạch lau mồ hôi trên trán, nhìn cự lang nằm trên mặt đất đang che hóa thành cho tàn, hắn thở hắt ra một hơi. Hiện tại, trong lòng hắn đã không còn bất kỳ dao động nào, dù sao hắn đã làm việc này nhiều lần rồi. Ngày thứ hai lúc sử dụng lĩnh vực, Lục Trạch thử sử dụng thần thuật trong lúc đang sử dụng lĩnh vực, không thể không nói, hiệu quả khá tốt. Hung thú tinh vân cấp ngũ giai lúc phải đối mặt với công kích như thế căn bản không có bất kỳ sức chống trả nào, Đáng tiếc duy nhất chính là linh lực bị tiêu hao nhanh hơn, vốn hắn còn có thể kiên trì 5 giây, bây giờ có thể kiên trì 3 giây hay không là cả một vấn đề. Lục Trạch tỏ vẻ trong lòng rất mệt mỏi, như thế cũng quá nhanh đi. Mà ngay bên cạnh Lục Trạch, đám người Nam Cung Tĩnh dù đã thấy nhiều lần rồi, nhưng khi lại một lần nữa chứng kiến Lục Trạch giết chết cự lang tinh vân cấp ngũ giai, trong lòng các nàng vẫn hơi kinh ngạc. Thực lực này quá mạnh. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, không biết chiến lược như vậy thì có thể đối phó hung thú tinh vân cấp lục giai không hung thú tinh vân cấp lục giai đã có thể sánh với cường giả tinh vân cấp đỉnh phong bình thường ở bên ngoài nếu quả thực có thể đối phó như đã nói thì dưới tinh vân cấp chiến lược của lục trạch có thể xem là khá đáng sợ nghe nam cung tĩnh nói vậy đám người thu nguyệt hòa xa khá là hiếu kỳ mà không chỉ các nàng ngay cả bản thân lục trạch cũng tò mò hắn thở ra một hơi một lần nữa cảm nhận lực lượng tràn đầy trong cơ thể mình hắn tỉnh táo suy tư một lát sau đó mở miệng nói không thì nếu lần sau đụng phải chúng ta thử xem hắn hơi động tâm hung thú tinh vân cấp lục giai. Mặc dù với tu vi của hắn hiện tại vẫn chưa thể dùng được linh dịch màu đỏ đẳng cấp như thế, nhưng nói không chừng quả thủy tinh cầu thần thông sẽ có ích với hắn. Và lại, lục trạch cũng muốn xem xem cực hạn bản thân nằm ở đâu. Như vậy, lúc ở bên ngoài hắn cũng có thể biết được khi nào hắn có thể xông lên, khi nào nên trồn lẹ, bằng không, lúc không nên lại quên mình xông tới, chết thế nào cũng không biết. Nghe lục trạch nói thế, đám người nam cung tĩnh sững sờ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Alice hơi chợt dạ hỏi, học trường, chúng ta thật sự thử sao? mặc dù nhất định ngày nào cũng phải chết một lần nhưng trong tình huống không chắc chắn như thế cảm giác chết có hơi không đáng mà lâm linh thì nhíu mày ta cảm thấy có thể thử xem sao như thế chúng ta sẽ biết được cực hạn bản thân nằm ở đâu nàng có cùng chung suy nghĩ với lục trạch lục ly mỉm cười lục trạch đã nói như vậy ta cũng không có ý kiến gì thu nguyệt hòa xa cười nói ta cũng không có ý kiến gì nam cùng tĩnh thì tỏ ra kích động đến lúc đó chúng ta cùng xông lên nha hung thú tinh vân cấp các ngươi không cảm thấy rất kích thích sao alice thấy những người khác đều đáp ứng mặc dù trong lòng vẫn còn rất sợ nhưng nàng vẫn đồng ý được thôi lục trạch thấy thế mở miệng cười nói vậy nếu lần tiếp theo gặp phải hung thú tinh vân cấp chúng ta liền thử một phen nhé ừm trong lúc mọi người nói chuyện thi thể của cự lang đã hóa thành cho tàn lục trạch nhạt vật phẩm lên sau đó mọi người tiếp tục đi săn hai giờ sau đám người lục trạch bay giữa không trung tìm kiếm con mồi đúng lúc này ánh mắt lâm linh sáng lên thần sắc mừng rỡ nàng quay đầu nhìn sang bên phải một chút nơi đó có một con hung thú tinh vân cấp tứ giai nghe được lời này những người còn lại đều nở nụ cười vui mừng lục trạch nói chúng ta quá đó mọi người nhanh chóng bay về phía lâm linh nói không bao lâu sau bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại tại một khu vực còn nóng bỏng hơn sa mạc khí tức đó mạnh hơn con cự lang tinh vân cấp ngũ dài kia rất nhiều lục trạch nhíu mày sắc mặt có chút ngưng trọng ngay thời điểm đám người lục trạch cảm nhận được khí tức thì ở nơi xa khí tức cuồng bạo đó cũng sôi trào lên hiển nhiên con siêu cấp hung thú đó cũng đã phát hiện ra bọn họ t nhiệt độ trên sa mạc nháy mắt trở nên cao hơn không khí cũng bị bóp méo theo oanh một tiếng tiếng oanh minh vang lên trong phạm vi mấy cây số có dung nham phun trào từ trong dung nham có một con hồng ngọc cự hà sông ra nó lơ lửng giữa không trung con mắt như có hỏa diễm lưu chuyển bên trong nhìn chằm chằm đám người lục trạch dung nham nóng bỏng vờn quanh thân hồng ngọc cự hạt khí thế cực kỳ cường thịnh bầu không khí trầm mặc trong chốc lát lục trạch ngưng trọng mở miệng nói ta lên trước các người hỗ trợ ta ở phía sau những người còn lại khẽ gật đầu oanh tiếng oanh minh vang vọng thiên địa toàn thân lục trạch phun trào linh lực hắn vận chuyển lĩnh vực hỏa hệ thần thông biển lửa lan tràn dung nham kinh khủng quấn quanh hồng ngọc cự hạt bốc hơi trong nháy mắt sau đó dung nhập vào lĩnh vực nhìn thấy một màn này hồng ngọc cự hạt sửng sốt có hơi bất ngờ sau đó ánh mắt nó trở nên hung hãn hẳn nó ngửa đầu gào to quanh thân nó xuất hiện từng đạo phù văn màu đỏ vô cùng phức tạp nhưng khi những phù văn này lưu chuyển lại không nhận được sự hô ứng của hòa hệ thần thông nó phát hiện tất cả hỏa nguyên tố đã không theo sự khống chế của nó trong biển lửa mênh mông Hồng Ngọc Cự Hạt lại không cách nào sử dụng hòa hệ thần thông. Ngay lúc Hồng Ngọc Cự Hạt còn đang ngơ ngác, thì ở xa xa, quanh thân lục trạch có từng đạo phù văn lưu truyền. Sử dụng thần thông và thần thuật khác bên trong hỏa diễm lĩnh vực không mang lại hiệu quả quá tốt, mang lại hiệu quả tốt nhất dĩ nhiên là hòa hệ thần thuật, nhưng tiếc là đẳng cấp hòa hệ thần thuật của lục trạch lại không cao. Hỏa diễm tăng phúc, thần thuật này tuy cũ, nhưng khi ở bên trong lĩnh vực, nó lại mang đến hiệu quả tăng phúc rất lớn cho lục trạch. Oanh, từng đạo phù văn dung nhập vào cơ thể lục trạch, Quanh thân hắn như được phủ thêm một tầng chiến giáp màu đỏ, Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn xuất hiện trước người Hồng Ngọc Cự Hạt. Cảm nhận được khí tức cường đại của Lục Trạch, Hồng Ngọc Cự Hạt lập tức dựng thẳng cái đuôi, thân thể căng cứng, cái càng to lớn quét về phía Lục Trạch. Mặc dù không có thần thông và thần thuật, nhưng cường độ linh lực và cường độ nhục thân của cổ hung thú cũng mạnh không xem. Đúng lúc này, đám người nam cung tĩnh ở xa xa sử dụng hóa đánh sáng thần thuật và mị hoặc thần thông. Linh lực của Hồng Ngọc Cự Hạt lập tức chấn động, động tác của nó trở nên chậm chạp. Lục Trạch thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn phía trên hai tay và hai chân của hắn bắt đầu cháy lên hỏa diễm hắn nghiêng người thoải mái tránh thoát cái càng của hồng ngọc cự hạt sau đó chân phải hắn vung lên đá một cước vào đầu hồng ngọc cự hạt oanh bạn đang xem tùy thân liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim giáp sát trên đầu hồng ngọc cự hạt xuất hiện từng vết nứt máu tươi phun ra ngoài lực lượng cùng bạo mang theo thân thể hồng ngọc cự hạt bay ngược ra ngoài tê hồng ngọc cự hạt phát ra từng tiếng kêu thảm, nhưng mà sau khi thiếu đi sự cường đại của hòa hệ thần thông hồng ngọc cự hạt không thể nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế giống như bình thường mặc dù ảnh hưởng của khống chế lên nó không quá lớn nhưng đối với nó hiện tại thì dù chỉ là một chút khống chế cũng đủ để chí mạng lục trạch xuất hiện phía trước hồng ngọc cự hạt đang bay rớt ra ngoài hắn nhẹ nhàng tránh thoát công kích của hồng ngọc cự hạt trên tay phải hỏa diễm lưu truyền trực tiếp đập xuống vết nứt trên đầu hồng ngọc cự hạt oanh hỏa diễm từ trong bàn tay lục trạch phun ra ngoài năng lượng cuồng bạo nóng bỏng phun trào đánh thẳng vào đầu hồng ngọc cự hạt ngay lập tức hồng ngọc cự hạt lại văng xa vết nứt trên đầu nó sâu thêm mấy phần lục trạch lại biến mất oanh ầm ầm rầm 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 trong chớp mắt hồng ngọc cự hạt và lục trạch như biến mất trong biển lửa bởi vì tốc độ của lục trạch quá nhanh nên hồng ngọc cự hạt hoàn toàn là bị lục trạch đánh bay liên tục chỉ trong vòng 3 giây tiếng gào thét của hồng ngọc cự hạt trở nên suy yếu đến mức không thể nghe thấy đúng lúc này biển lửa đột nhiên tiêu tán lộ ra lục trạch cùng hồng ngọc cự hạt giờ phút này đầu của hồng ngọc cự hạt gần như bị đánh nát máu tươi và dịch thể trào ra từ vết thương dữ tợn hồng ngọc cự hạt bay ngược ra ngoài khí tức cực kỳ yếu ớt mà bấy giờ sắc mặt lục trạch cũng tái nhợt khí tức yếu ớt hắn lảo đảo trong không trung rồi rơi thẳng xuống bên dưới linh lực của hắn đã bị ép khô hoàn toàn thậm chí linh lực để phi hành cũng không còn đúng lúc này lục ly xuất hiện ở sau lưng lục trạch đưa tay ôm lấy hắn bên cạnh lục ly còn có cả alice mà thu nguyệt hòa xa nam cung tĩnh và lâm linh thì xuất hiện ở phía trước hồng ngọc cự hạt đang thoi thóc nơi ra. ầm 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 tiếng oanh minh liên tục vang lên ba người nam cung tĩnh liên tục công kích hồng ngọc cự hạt đã thoi thóp không thể không nói khả năng phòng ngự và sinh cơ của hồng ngọc cự hạt cực kỳ khủng bố cho dù nó đã hết sức yếu ớt trên đầu bị trọng thương thì đám người nam cung tĩnh cũng phải tốn 10 giây mới hoàn toàn hủy diệt sinh cơ của nó mà khoảng thời gian này lục trạch cũng đã khôi phục lực lượng nhất định lục trạch lục ly cùng alice đi tới bên cạnh ba người nam cung tĩnh thi thể hồng ngọc cự hạt đã bắt đầu hóa thành cho tàn mọi người liếc nhìn nhau nở nụ cười kích động siêu cấp hung thú tinh vân cấp tứ dài còn bị bọn họ chém giết xem ra có thể lấy tinh vân cấp thần thuật vào tay bất kỳ lúc nào Nhạt vật phẩm rơi xuống từ hồng ngọc cự hạt lên đám người lại bắt đầu tìm kiếm con mồi có kinh nghiệm chiến đấu lần này mọi người cũng đã đã biết được cực hạn bản thân nằm ở đâu nếu đụng phải hung thú tinh vân cấp lục giai bình thường bọn họ vẫn đủ sức đánh một trận đương nhiên không nhất định có thể thắng hơn một giờ sau đám người lục trạch liên tục san giết hung thú thu hoạch tràn đầy miệng cười không ngừng đúng lúc này tại khu vực cách đám người lục trạch không xa khí tức cuồng bạo dâng trào ngao lệ tiếng gầm gừ quen thuộc khiến bọn lục trạch hơi căng thẳng bọn họ quay đầu lại nhìn liền thấy lôi đỉnh màu vàng và linh quang màu bạc kinh khủng ở nơi xa âm thầm giật mình má nó lại đánh nhau mà khoảng cách còn gần như thế đúng lúc này một đạo lưu quang màu bạc vô cùng sắc bén xé nát không gian xẹt qua vị trí đám người lục trạch bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi sau đó ý thức tiêu tán trong phòng ngộ đạo mọi người mở mắt quay sang lướt nhìn nhau điều không còn gì để nói. mới được mấy ngày chứ, sao lại đánh nhau nữa rồi? Nam Cung tĩnh nhịn không được phàn nàn. Lâm Linh cũng nói, đánh nhau thì cũng thôi đi, sao còn gần chúng ta thế chứ? Bao nhiêu lần lãnh chúa hung thú đại chiến, đây là lần đầu tiên bọn họ bị ảnh hưởng gần như thế. Với lại, lần này lại còn là con Ngân Lang lãnh chúa với Lôi Ưng lãnh chúa đánh nhau trước. Thu Nguyệt Hòa xa bên cạnh vì quá đau đớn mà nhịn không được cao mày, mở miệng nói, mấy lần trước đều là băng điều lãnh chúa và hòa điều lãnh chúa đánh nhau trước sau đó mới tới lượt lôi ưng lãnh chúa đánh với ngân lang lãnh chúa không ngờ lần này lại thay đổi những người khác cũng nhím mày vẻ mặt nghiêm trọng lục ly mở miệng nói xem ra mối quan hệ giữa mấy lãnh chúa đó càng ngày càng kém mọi người đều gật đầu lục trạch cười nói chuyện này cũng có chỗ tốt chỗ xấu với chúng ta nha nếu không bị lan đến gần chúng ta đi rừng sẽ dễ hơn nghe lục trạch nói thế những người khác mới phản ứng lại đúng thế nếu không bị lan đến gần, bọn họ chỉ cần ngồi chơi sơn nước nếu vậy tài nguyên của bọn họ sẽ nhiều tới mức dùng không hết lúc này alice mong đợi nói cũng không biết có thể xuất hiện tình huống lãnh chúa lưỡng bại câu thương chúng ta được hời không nhỉ những người còn lại nhìn vẻ mặt mong đợi của alice đám người lục trạch không còn gì để nói chuyện này sao có thể chứ đám lãnh chúa đó không phải đồ ngu sao có thể đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm alice thật quá ngây thớ lúc này đau đớn đã giảm đi nhiều lục trạch cười cười xoa đầu alice sau đó nói được rồi phân chia vật phẩm nào lục trạch lấy đồ ra bắt đầu kiểm kê chém giết được mấy con hung thú tinh vân cấp ngũ giai nhưng không chém giết được con hung thú tinh vân cấp lục giai nào tuy nhiên có xử được một con hồng ngọc cự hạt hiện tại hắn đã tập hợp đủ ba mảnh vỡ phù văn hòa hệ thần thuật chỉ cần thêm một cái nữa là có thể tạo thành phù văn hòa hệ thần thuật hoàn chỉnh lục trạch rất chờ mong với tình huống hiện tại nếu ngày mai có thể gặp được hồng ngọc cự hạt vậy thì hắn có thể tập hợp đủ mảnh vỡ phù văn hòa hệ thần thuật sau khi phân chia tài nguyên mọi người bắt đầu tu luyện năm ngày sau trong phòng ngộ đạo lục trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn quanh thân hắn lấp lóe từng tia lưu quang hòa hệ. Đúng lúc này, hỏa diễm quanh thân Lục Trạch chấn động, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể hắn rồi biến mất, sau đó, Lục Trạch mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo phù văn màu đỏ. Hắn nâng tay phải lên, trong tay có hóa lưu chuyển, ngưng tụ thành một quả cầu lửa nhỏ giống như mặt trời. Mặc dù quả cầu lửa rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Đây chính là hỏa hệ thần thuật hắn lấy được từ chỗ Hồng Ngọc Cự Hạt. Nói thực, lúc trước khi chiến đấu với Hồng Ngọc Cự Hạt, vì Lục Trạch có lĩnh vực hỏa hệ thần thông, nên hồng ngọc cự hạt không có cơ hội dùng đến thần thông chứ đừng nói chi là thần thuật vì thế lục trạch vẫn luôn không biết thần thuật của hồng ngọc cự hạt rốt cuộc là thứ quỷ gì mãi đến cách đây 4 ngày lục trạch tập hợp đủ phù văn hòa hệ thần thuật bây giờ hắn mới biết thần thuật này rốt cuộc là thứ gì đây là một loại thần thuật công kích khá cường đại ngưng tụ hòa hệ thần thông hình thành một quả cầu năng lượng lực phá hoại cực kỳ cường đại ngoài ra còn có hiệu quả thiêu đốt và bạo tạc cực mạnh với lực lượng hiện tại của lục trạch một quả cầu năng lượng có thể nhẹ nhàng xóa đi toàn bộ hệ ngân hà thế là lục trạch quyết định gọi thần thuật này là hỏa cầu thuật sau khi cảm thụ lực lượng bên trong quả cầu lửa lục trạch mới làm nó tan biến thêm một hai ngày nữa lục trạch có thể được phá đến thuần thục cấp thật tốt trong lòng lục trạch rất đắc ý chỉ cần đạt đến tinh thông cấp lực phá hoại của hỏa cầu thuật tuyệt đối có thể vượt qua các hệ số một thần thuật thậm chí lục trạch đã nghĩ tới việc dung hợp tiểu độc cầu với hỏa cầu thuật không biết hiệu quả sẽ tốt đến mức nào đâu dù sao hai cái đều là cầu mà còn đều là bạo tạc nữa về phần dung hợp vẫn phải đợi đến khi hắn cảm ngộ hòa cầu thuật viên mãn tỏa ra mới tính tiếp được. Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn đứng lên, duỗi lưng một cái, đi ra khỏi phòng, đi tới phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa xa đang giúp những người còn lại bày bàn ăn, trên bàn đã có đủ các loại linh thực lớp lóe linh quang. Nhìn thấy Lục Trạch đến, Alice cười hì hì mở miệng nói, "Học trường, tới thật đúng lúc, ăn thôi." Ánh mắt Lục Trạch sáng bừng, hắn kích động nói, "Được." Ăn xong, mọi người nghỉ ngơi chốc lát, sau đó liền đi tới kim diệu tinh một phần là vì để cho anh anh ăn một phần là vì bọn lục trạch phải đi chủ trì tranh tài mặc dù bọn họ không muốn đi cho lắm kim diệu tinh trên bãi đất trống phía trước căn nhà gỗ nhỏ của nam cung lão gia tử nam cung lão gia tử đang hướng dẫn lữ hy tu luyện nhìn thấy đám người lục trạch tới ánh mắt lữ hy sáng lên cười hy hì, hì nhào vào trong ngực thu nguyệt hòa xa hòa xa tỉ tỉ ánh mắt thu nguyệt hòa xa trở nên dịu dàng nàng xoa đầu lữ hy tiểu hy sao rồi có nghe lời nam cung gia ra không đấy lữ hy gật đầu có nam cung lão gia tử cũng cười tùng tìm đi tới mọi người gật đầu cười nói với nam cung tĩnh lão gia tử nam cung lão gia tử cười tùng tìm gật đầu đi cho anh anh ăn đi không biết tiểu nữ đó sao rồi thỉnh thoảng trong phòng xuất hiện khí tức rất cường đại nam cung lão gia tử nhìn thoáng qua căn nhà gỗ nhỏ trong mắt lóe lên vài hoàng sợ cho dù hiện tại hắn đã tinh vân cấp nhưng khi cảm nhận được khí tức kia hắn vẫn nhịn không được mà hơi run rẩy quá mạnh lục trạch mở miệng cười nói anh anh sắp tỉnh lại rồi đối với phản ứng của nam cung lão gia tử đám người lục trạch không cảm thấy ngoài ý muốn nói thực ra khi bọn họ cảm nhận được khí tức của anh anh tràn ra thì bọn họ cũng cực kỳ khiếp sợ nghe lục trạch nói vậy nam cung lão gia tử gật đầu đáp vậy các người đi đi mọi người gật đầu rồi bước vào căn nhà gỗ anh anh vẫn nằm trên giường như cũ không biết hôm nay nàng mơ thấy ăn món gì ngon mà gương mặt trò nhỏ đầy vẻ thỏa mãn khoé miệng chảy nước miếng nhìn thấy một màn này đám người lục trạch lập tức nở nụ cười lục trạch cười hắc hắc đưa tay định nháo mặt anh anh một cái đúng lúc ấy hắn cảm nhận được ánh mắt tràn ngập truyền đến từ bên cạnh lập tức thân thể lục trạch cứng đờ hắn âm thầm rút tay về bình tĩnh ho một tiếng nói được rồi cho nàng ăn thôi chắc nàng cũng sắp tỉnh rồi hư nữ nhân trong lòng lục trạch uất ức một hồi không phải chỉ là nháo một cái thôi sao cần gì hung ác thế nhìn thấy lục trạch thu tay về đám nam cung tĩnh mới hài lòng gật đầu sau đó lục trạch lấy linh dịch màu đỏ ra ném cho anh anh khi linh dịch màu đỏ dung nhập vào cơ thể anh anh Linh quang quanh thân nàng càng thêm óng ánh, trong cơ thể nàng hiện lên từng tia bất an động vô cùng khủng bố. Cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng ấy, đám người lục trạch đều nhịn không được mặt mày tái nhợt. Lục trạch nói, hẳn là tiểu cô nương đã ẩn bớt khí tức, nhưng không ngờ lực lượng vẫn còn khủng bố đến vậy. Những người còn lại đều gật đầu. Lần này tiểu cô nương còn đề thăng nhiều hơn trước, không biết hiện tại rốt cuộc nàng đã mạnh đến mức nào. Vẻ mặt ai nấy đầy chờ mong, không phải bọn họ khoe khoang, nhưng anh anh chính là đùi của bọn họ, một khi anh anh tỉnh lại, bọn họ hoàn toàn có thể quẩy thoải mái liên tục cho anh anh ăn tinh quang quanh thân nàng càng thêm ống ánh đúng lúc này lông mi anh anh hơi rung lên nàng mở mắt anh anh mở to mắt tinh quang quanh thân chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể nàng trong đôi mắt thâm thúy có từng tia tinh quang chớp động sau đó cũng chậm rãi biến mất anh anh ngồi thẳng dậu nàng nháy nháy mắt nhìn chung quanh một chút sau đó đáng thương nhìn alice alice tỉ tỉ ta muốn ăn ăn ngon lục trạch không hổ là nàng vừa tỉnh dậy liền muốn ăn alice nghe vậy cười tùm tìm xoa đầu anh anh nói được rồi đợi lát nữa sẽ cho người ăn anh anh nghe vậy lập tức con mắt lóe sáng gật đầu ừ lúc này lục trạch bên cạnh nghĩ tới gì đó hắn nói đúng rồi anh anh có thể xóa đi vách chắn tinh quang kia không nghe lục trạch nói thế anh anh nháy nháy mắt trong mắt có từng sợi tinh quang lưu truyền vách chắn bao phủ hệ ngân hà lập tức biến mất nhìn thấy vách chắn biến mất bên trong hệ ngân hà dù là đám người nam cung lão già tử hay đông đảo cường giả tinh hệ cấp hàng tinh cấp đều sửng sốt một chút sau đó lấy lại tinh thần tất cả mọi người lộ ra thần sắc mừng rỡ vách chắn tinh quang chỉ có thể do anh anh khống chế hiển nhiên anh anh đã tỉnh lại trong căn nhà gỗ nhỏ tinh quang trong mắt anh anh nàng nói đã hủy rồi nghe nàng nói vậy đám người lục trạch đều cười lục trạch nói vậy đi ra ngoài trước đi đợi lát nữa còn có trận chung kết đấy ừm thu nguyệt hòa xa ôm lấy anh anh mọi người đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài nam cung lão gia tử thấy anh anh đã tỉnh lại lập tức nở nụ cười hiền hòa nhìn thấy vách chắn tinh quang biến mất ta liền biết là anh anh đã tỉnh lại. Sau đó, hắn nói với đám người lục trạch, trận chung kết sắp bắt đầu, đám lạc tiểu tử đang chờ các ngươi ở bên ngoài. Nghe nam cung lão gia tử nói thế, lục trạch hơi nhíu mày, lão gia tử, tranh tài diễn ra ở đâu? Ngay tại thử quang tinh hệ, lôi đài nằm trong chân không gần sao kim, các người bay qua đó là có thể thấy được. Lục trạch gật đầu, vậy chúng ta qua đó. Nam cung lão gia tử gật đầu, sau đó nói tiếp, chờ một chút. Đám lục trạch hơi nghi hoặc nhìn nam cung lão gia tử, sao thế lão gia tử, nam cung lão gia tử cười tùng tìm nói anh anh đừng qua đó nói xong hắn quay sang anh 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 đợi lát nữa ra ra nướng cá cho người ăn có được hay không nghe hắn nói thế ánh mắt anh anh lập tức sáng lên nàng thoát khỏi ngực thu nguyệt hòa xa chạy tới bên cạnh nam cung lão gia tử được nam cung ra ra nói xong nàng nhịn không được nước nước miếng đám người lục trạch bọn họ cầm nín nhìn anh anh nước nước miếng tiểu cô nương này hệ có miếng ăn là bị bắt cóc ngay nhưng tình huống hiện tại quả thực không thích hợp mang theo nàng Lục Trạch gật đầu cười, bạn đang xem tùy thân liệp thú không gian được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Vậy liền làm phiền ngài, lão gia tử. Nam cung lão gia tử cười tùng tìm vẫy tay với đám người lục Trạch. đi đi. Trong chân không bên ngoài sao kim, một đạo ngân quang hiện lên, đám người lục Trạch xuất hiện. Bọn họ vừa tới liền thấy một kiến trúc hợp kim khổng lồ lơ lửng trong chân không, đó là một lôi đèn lớn màu đen, lôi đài vững vàng lơ lửng trong chân không thâm thúy, thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm. Lục Trạch cảm nhận được không ít khí tức cường đại từ trong lôi đài, trong đó có khí tức của vài người quen, ví dụ như đám người lạc băng tình. Nam Cung Tĩnh nhìn lôi đài màu đen, nhếch miệng cười một tiếng, nói, chính là nơi đó nhỉ? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười gật đầu, hẳn là vậy, chúng ta đi qua đi. Mọi người gật đầu, sau đó bay về phía lôi đài. Dưới đáy lôi đài có không ít lối vào, giờ phút này đang có từng chiếc phi thuyền ra ra vào vào, đám người lục trạch mới vừa đến gần cửa vào đã bị thủ vệ quân phát hiện. Một đội thủ vệ quân mặc chiến giáp nhanh chóng tới gần, dừng lại, các ngươi là ai? Bọn họ còn chưa nói xong, vừa nhìn rõ tướng mạo đám người lục trạch lập tức ngừng lại vẻ mặt bọn họ trở nên cuồng nhiệt nhiệt tình chào đám người lục trạch xin chào sơ dương quân xin chào các vị công tử đám người lục trạch khẽ gật đầu với bọn họ lục trạch cười nói các người vất vả rồi đám người lạc băng tỉnh đâu nghe lục trạch hỏi thủ vệ quân đứng đầu vội vàng đáp mời các vị đi theo thuộc hạ thuộc hạ sẽ dẫn đường cho các vị lục trạch gật đầu vậy ngươi dẫn đường đi được lục trạch cho phép mấy thủ vệ quân mang theo đám người lục trạch đến một cái cửa không có ai mà nơi xa các thiên tài ở trên phi thuyền cũng đã thấy được đám người lục trạch đi cùng với thủ vệ quân, ai nấy tỏ ra cuồng nhiệt. Không ngờ đám người sơ dương quân thật sự đến rồi. Xem ra trận chung kết đúng là do đám người sơ dương quân chủ trì, ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút để được sơ dương quân chú ý. Không biết nếu ta đạt được hạng nhất, xa hạ tử có thể nhìn ta nhiều một chút hay không? Tất cả mọi người đều mang tâm tình phấn chấn. Đám người lục trạch theo chân thủ vệ quân tiến vào bên trong nơi đài, sau một hồi bề rẽ tám ngoặt, bọn họ đi tới trước một căn phòng đội trưởng thủ vệ quân cười nói với đám người lục trạch là đại nhân đang ở bên trong lục trạch nghe vậy khẽ gật đầu ừm vất vả cho ngươi rồi không vất vả không vất vả có thể phục vụ cho sơ dương quân là vinh hạnh của ta đội trưởng thủ vệ quân lắc đầu liên tục lục trạch cười cười các ngươi đi làm việc đi đội trưởng thủ vệ quân hành quân lễ với đám người lục trạch sau đó liền quay người rời đi đám người lục trạch đẩy cửa phòng ra đi vào trong phòng đám người lạc băng tình lâm cuồng tuyên ngọc kỳ đang có mặt bọn họ nhìn thấy bọn lục trạch đi vào đều sững sờ sau đó lâm cuồng nhếch miệng cười một tiếng a à, trạch ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ lục trạch mở miệng cười nói lâm cuồng ca thế nào khi nào bắt đầu tranh tài lâm cuồng nói sắp bắt đầu rồi trận chung kết sẽ có 100 thiên tài đứng đầu tiến hành thi đấu xếp hạng lựa ra vị thứ sau đó dựa theo vị thứ để ban thưởng nghe lâm cuồng nói vậy giam lục trạch đều tỏ ra giật mình thu nguyệt hòa ra cười nói vậy thì hẳn sẽ rất thú vị dù sao đây cũng là trận so tài giữa những thiên tài đứng đầu liên bang còn về ban thưởng cái gì thì đám người lục trạch hoàn toàn không quan tâm. Đồ tốt nhất liên bang đoán chừng cũng là thủy tinh cầu màu đỏ do lục trạch đích thân trao tặng, hoặc một vài vật phẩm chân quý mang về từ tinh linh tộc. Dựa theo ý nghĩa của lục trạch, ắt hẳn là vật phẩm mang về từ tinh linh tộc, vì thủy tinh cầu màu đỏ của lục trạch là chuyện trọng đại, trước mắt đám thiên tài này muốn nhận được nó thì phải biểu hiện thật tốt mới được. Đúng lúc này, Lạc Băng Tình nhìn đồng hồ, cười nhạt nói, "Được rồi, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong hắn nhìn lục trạch, trong con ngươi lạnh nhạt có chút chế nhạo, đúng rồi đợi lát nữa khai mạc a à trạch ngươi phải diễn thuyết đấy lục trạch hắn ngạc nhiên ta diễn thuyết mạc tả bên cạnh nhếch miệng cười ta nói lão gia tử nói những người trẻ tuổi kia quá sùng bái ngươi nếu để ngươi diễn thuyết thì chắc sẽ có hiệu quả tốt hơn chúng ta nhiều những người khác nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của lục trạch cũng cười chế nhạo hắn khóe miệng lục trạch giật giật hoàn toàn câm nín lại bị lão gia tử chơi sỏ lần trước bị chơi sỏ là lúc hắn học đại học bị lão hiệu trưởng kéo đi diễn giảng không ngờ lần này lại phải diễn thuyết hắn bất đắc dĩ gật đầu, được thôi. Sau đó mọi người rời khỏi phòng, đi dọc theo hành lang, rất nhanh đã tới lối ra. Ra khỏi lối ra liền nhìn thấy một cái đài cao, trên đài cao bày không ít chỗ ngồi, phía dưới đài cao là một lôi đài rộng trên trăm cây số. Hai bên lôi đài màu đen là ghế của tuyển thủ, giờ phút này đã chật kín người. Các tuyển thủ ở đây vừa nhìn thấy đám người lục trạch đi đến, lập tức thần sắc trở nên cuồng nhiệt, nhất là các thiên tài nữa, ánh mắt như phát sáng xanh. Wow, sơ dương quân đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn trong video nhiều a à, sơ dương quân nhìn ta hắn nhìn ta cút bớt ảo tưởng đi rõ ràng người sơ dương quân nhìn chính là ta người nói cái gì có phải người muốn chết không hả a à, không phục đợi chút nữa trên lôi đài sẽ biết tay ta nhìn thấy đông đảo mỹ nữ kiêu ngạo cãi cọ lẫn nhau các nam thiên tài bên cạnh nhịn không được lau mồ hôi chán khóe miệng run run mặc dù bọn họ cũng rất sùng bái sơ dương quân nhưng mẹ đó đám phụ nữ các người không thể tém tém một chút sao thật sự nghĩ sơ dương quân người ta là kẻ đức à với lại ghen tị quá mặc dù bọn họ cũng biết đối phương là sơ dương quân sẽ có nhiều nữ thiên tài sùng bái hắn chuyện này không hề kỳ quái nhưng bọn họ vẫn cảm thấy đau lòng tâm trạng cực kỳ phức tạp đồng thời cũng có mấy người hai mắt lấp lánh nhìn sơ dương quân đầy kỳ lạ cũng không biết sơ dương quân có thích đàn ông không nhỉ trên lôi đài lục trạch đương nhiên hắn cũng nghe được âm thanh kích động đến từ các nữ thiên tài nhưng chính vì như thế mà chán hắn liên tục đổ mồ hôi lạnh bên cạnh hắn đám người nam cung tĩnh đang nhìn hắn đầy nghiền ngẫm trong lòng lục trạch cực kỳ hoảng sợ mẹ nó chứ đây chính là nằm không cũng trúng đạn ư ừ, cái này chỉ có thể trách ta quá ưu tú chỉ mới lộ mặt thôi đã khiến nhiều mỹ nữ kích động như thế thậm chí còn muốn đánh nhau vì hắn lục trạch nhịn không được cảm thấy có chút tội lỗi nhưng chuyện này không trách hắn được Và lại nhìn ánh mắt của đám nữ tử quỷ hắn thật sự hoài nghi buổi tối hắn còn có thể ngủ trên giường hay không thật là khó chịu mà thậm chí đám người lạc băng tình ở bên cạnh cũng nhìn hắn đầy kỳ lạ riêng lạc băng tình thì chỉ cảm thấy hơi buồn cười mà thôi nhưng đám người lâm cuồng Derek, rách thì tái mặt rồi. Mẹ nó, dựa vào cái gì chứ? Dù sao bọn họ cũng là những công tử rất mạnh mà. Vì sao trước đó mấy em gái kia không kích động khi nhìn thấy bọn họ chứ? Chẳng lẽ thật sự là vì lục trạch lớn lên đẹp trai hơn bọn họ? Chuyện này thật là không có đạo lý. Trong lòng bọn họ không thể nào chấp nhận được suy nghĩ này. Bầu không khí trên lôi đài có chút quỷ dị, lục trạch không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng vội ho một tiếng, đi tới phía trước. Yên tĩnh! Trên thân lục trạch hiển lộ ra một tia khí tức tinh vân cấp cường đại, thanh âm vang xa, ngay lập tức, đám đông tuyển thủ đang kích động đều yên lặng bọn họ quay đầu nhìn lục trạch trong lòng hơi run rẩy thật mạnh không hổ là sơ dương quân sau đó ánh mắt mọi người càng thêm cuồng nhiệt đám người lạc băng tình bên cạnh cảm nhận được khí tức của lục trạch nhưng không được có chút sợ hãi mọi người lướt nhìn nhau không ngờ thực lực của lục trạch đã cường đại hơn lúc trước rất nhiều lục trạch nhìn lướt qua các tuyển thủ rồi cười nói đầu tiên chúc mừng các ngươi có thể đứng ở nơi này chứng tỏ các ngươi là những thiên tài xuất sắc nhất liên bang dù kết quả trận chung kết hôm nay thế nào Tất cả các người đều được ta mang đến tinh linh vực, đến nơi đó, các ngươi sẽ được nhìn thấy thiên tài thực sự, cũng sẽ được nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Lục Trạch nói rất đơn giản, nhưng lại thành công khiến thần sắc đám thiên tài trở nên phát khao. Làm thiên tài, ai lại không muốn mạnh lên chứ? Tất cả mọi người đều mong chờ có thể nhìn thấy tinh linh tộc cường đại, cũng mong chờ nhìn thấy thế giới bên ngoài hệ ngân hà. Trong mắt ai nấy đều phun trào chiến ý. Sơ Dương Quân của nhân tộc bọn họ có thể khiến tinh linh tộc chủ động kết minh, vậy thì bọn họ là thiên tài của nhân tộc, nhất định không thể khiến nhân tộc mất mặt được rồi bắt đầu tranh tài đi lục trạch nói vài câu sau đó cùng đám người nam cung tĩnh trở lại vị trí của mình lâm cuồng thì đi lên trên lôi đài mở miệng nói được rồi trận đầu tiên lưu ngọc tỉ thí với cửu đức lâm cuồng vừa dứt lời một nam tử tóc đen và một nam tử tóc vàng bước lên lôi đài lục trạch nhìn thoáng qua phát hiện tu vi của hai người đều là thông khiếu cảnh đỉnh phong lần này các thiên tài đều sở hữu tu vi thông khiếu cảnh thuế phàm cảnh hành tinh cấp và hàng tinh cấp phía trên tinh hệ cấp đã được xem là trụ cột của nhân tộc Tạm thời không cách nào rời khỏi Liên bang học hỏi thêm, dù sao hiện tại Liên bang vẫn có rất nhiều việc phải xử lý. Trong số thiên tài hôm nay, thông khiếu cảnh có 20 người, thuế phàm cảnh có 30 người, hành tinh cấp có 30 người, hàng tinh cấp cũng có 20 người. Thiên tài hành tinh cấp và hàng tinh cấp có số lượng nhiều nhất, đây là vì trong khoảng thời gian này mặc dù thiên tài của nhân tộc tiến bộ rất nhanh, nhưng có tiềm lực lớn nhất vẫn là những người ở trong giai đoạn thuế phàm cảnh và hành tinh cấp. Không nhiều người trẻ tuổi đạt tới hàng tinh cấp, những thiên tài đạt tới hàng tinh cấp đều lớn tuổi hơn đám Lạc Băng Tình thậm chí có không ít thiên tài hành tinh cấp lớn hơn đám lạc băng tinh rất nhiều. Sau khi hai thiên tài thông khiếu cảnh lên lôi đài, bọn họ trịnh trọng chào nhau, sau đó bà chiến đấu. Không thể không nói, nhiều dị tượng lần trước của đám người lục trạch mà chiến lược của hai người rất không tệ. Tu vi là thông khiếu cảnh đỉnh phong, chiến lược lại đã có thể đạt tới thông khiếu cảnh nhập môn, mà trình độ cảm ngộ nhục thân thần thông của cửu đức và hỏa hệ thần thông của lưu ngọc rất không tệ. Thân hình hai người biến mất khỏi lôi đài, cấp tốc chấp động, mỗi một lần va chạm chấp động đều có dư ba kinh khủng truyền ra khắp lôi đài đều là hư ảnh của bọn họ tiếng anh minh vang lên không dứt bên tai chỉ mới trận đầu tiên đã vô cùng kịch liệt thời gian chiến đấu của thông khiếu cảnh cũng không dài chỉ mấy chục giây sau cửu đức dựa vào nhục thân thần thông mạnh mẽ của bản thân gây tổn thương cho lưu ngọc sau đó một quyền đánh bay lưu ngọc trực tiếp đả thương đối phương nặng nề thu được thắng lợi nhưng mà mặc dù cửu đức thắng nhưng tình trạng của hắn cũng không tốt hơn lưu ngọc là bao toàn thân hắn đều là vết bỏng hắn chống hai tay lên đầu gối thở hồn hển lâm cuồng thấy thế hơi nhíu mày Cửu Đức chiến thắng. Nghe Lâm Cùng tuyên bố, Cửu Đức nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt kích động. Mỗi một chút tiến bộ, tài nguyên nhận được sẽ nhiều hơn một chút, dĩ nhiên thắng lợi khiến hắn vui mừng. Đúng lúc này, Lục Trạch hơi vung tay lên, trong tay hắn bắn ra một đạo lưu quang màu xanh, nó chỉ làm hai giữa không trung, tràn vào cơ thể Lưu Ngọc và Cửu Đức. Ngay lập tức, thương thế của Lưu Ngọc khỏi hoàn toàn, linh lực đã tiêu hao gần như không còn của Lưu Ngọc và Cửu Đức cũng được khôi phục lại. Lưu Ngọc và Cửu Đức cảm nhận được điều đó, hai người ngây ra, phản ứng không kịp sau đó hai người nở nụ cười kẻ địch không người chào lục trạch đà tạ sơ dương quân lục trạch mỉm cười gật đầu các người rất không tệ sau này tiếp tục cố gắng nhé nghe. nghe lục trạch nói thế dù là lưu ngọc hay cửu đức đều tỏ ra mừng rỡ bọn họ đã nhận được sự tán thưởng của sơ dương quân có thể được sơ dương quân tán thưởng chính là vinh hạnh của bọn họ vâng hai người kích động đáp lâm cuồng mở miệng cười nói được rồi các người xuống lôi đài đi hai người tiếp theo lâm cầu và lính nguyệt sao tranh tài đều tiến hành liên tục đám người lục trạch ở trên đài cao chậm rãi thưởng thức không thể không nói tranh tài giữa thiên tài vẫn khá là cảnh đẹp ý vui mặc dù so với đám người lục trạch thì có khác biệt rất lớn nhưng nhìn vẫn rất là đặc sắc sau mỗi lần chiến đấu dù các thiên tài bị tổn thương như thế nào có lục trạch ở đó hắn sẽ sử dụng một hệ thần thông chữa trị cho bọn họ trận chung kết giữa các thiên tài lần này được trực tiếp toàn liên bang hầu như người dân toàn liên bang đều chú ý tới trận chung kết đặc sắc quá đặc sắc không ngờ các thiên tài của liên bang chúng ta lại có thể cường đại đến như thế đúng thế kiếm ý của vị thiên tài kia thật mạnh mỗi một kiếm đều như xé rách không gian uy lực quá kinh nghiệm mà phong hệ thần thông của thiên tài nọ cũng thật giỏi tốc độ rất nhanh ta hoàn toàn không nhìn thấy hắn ở đâu ha ha hầu hết các công dân liên bang đều có thực lực ở dưới huyền vũ cảnh dù sao thiên tài cũng là số ít bọn họ xem trực tiếp cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi nhìn thấy từng đạo kiếm quang hay lưỡi dao gió xé rách chân không bọn họ đã rất kích động đâu ai thèm quan tâm có lợi hại hay không nhưng mà ta vẫn cảm thấy mặc dù các thiên tài này rất mạnh nhưng vẫn kém xa sơ dương quân Người đang nói nhảm hả sơ dương quân là ai đó là niềm kiêu ngạo của nhân tộc chúng ta Người lại so sánh sơ dương quân với những thiên tài này Người có công bằng với các thiên tài không thế bạn đang xem tùy thân liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nói cũng đúng hiện tại sơ dương quân đã là cường giả tinh vân cấp rồi hay chỉ trong mấy năm sơ dương quân đã mang đến cho nhân tộc chúng ta niềm vui quá độ to lớn ha ha đã lâu không được nhìn thấy sơ dương quân lần này có thể nhìn thấy hắn trong truyền hình trực tiếp thật quá may mắn tranh tài tiến hành rất nhanh có lục trạch tất cả thiên tài đều không cần hồi phục vừa kết thúc tranh tài đã hoàn toàn khôi phục như lúc đầu mà quá trình chiến đấu cũng rất ngắn dài nhất cũng chỉ khoảng mấy phút thông khiếu cảnh thuế phàm cảnh hành tinh cấp từng trận tranh tài được tiến hành liên tục rất nhanh đã tới phần tranh tài của hàng tinh cấp cường giả hàng tinh cấp phần lớn đều là thiên tài của thần võ quân chiến đấu giữa bọn họ đặc sắc hơn các thiên tài ban nãy rất nhiều ngay cả đám người lục trạch cũng cảm thấy hứng thú chiến đấu rất thảm liệt nhưng đối với lục trạch mà nói trị liệu cho cường giả hàng tinh cấp và trị liệu cho các cường giả đẳng cấp khác không có gì khác biệt một đạo lục quang được phóng ra cái gì cũng xong mấy tiếng đồng hồ sau chiến đấu giữa cường giả hàng tinh cấp cũng kết thúc lục trạch nhìn lướt qua các tuyển thủ cười nói trận chung kết thi đấu tuyển chọn thiên tài đến đây là kết thúc biểu hiện của tất cả mọi người đều rất không tệ nghe lục trạch nói vậy đông đảo thiên tài đều tỏ ra kích động có thể nhận được sự tán thành của lục trạch chính là một việc vô cùng đáng tự hào của bọn họ sau đó lục trạch mỉm cười mở miệng nói tiếp theo ta sẽ tuyên bố thứ hạng thông khiếu cảnh hạng nhất lính nguyệt sao hạng nhì lâm câu lục trạch nhanh chóng tuyên thứ hạng của thông khiếu cảnh thuế phàm cảnh hành tinh cấp cùng hàng tinh cấp sau đó hắn cười nói ban thưởng của trận chung kết lần này có thể đến kim diệu tinh để nhận nghe hắn nói thế các thiên tài đều kích động họ cố gắng tham gia trận chung kết như vậy ngoại trừ vì có thể gặp lục trạch một lần còn vì ban thưởng nữa mặc dù làm thiên tài bọn họ cũng không thiếu tài nguyên nhưng bọn họ vẫn phải cố gắng thu hoạch một vài tài nguyên chân quý lục trạch nói xong cười nói, được rồi, trận chung kết kết thúc. Nói xong, hắn định quay người rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên, kia, cái kia, lục trạch đại nhân, ngài có thể ký tên cho ta không? Lục trạch, đám người nam cung tính, đám người lẫm cuồng. Hắn hơi nghi hoặc ngừng đầu, liền nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp mang gương mặt đỏ bừng nhìn hắn đầy chờ mong. Là hạng nhất thông khiếu cảnh, lâm nguyệt sao, khóe miệng lục trạch giật giật. Má nó, nữ nhân này, không ngờ lại áp độc như thế còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết hắn cảm nhận được sát khí ập đến từ sau lưng mình ngay lúc lục trạch định mạnh mẽ từ chối thu nguyệt hòa ra bên cạnh mỉm cười nhìn lục trạch nói lục trạch tiểu đệ đệ phan hâm mộ bảo ngươi ký tên thì ngươi ký đi nha lục ly cũng mỉm cười đúng thế ký tên đi chứ lục trạch hắn mê mang quay đầu nhìn đám người nam cung tính mấy người này muốn đánh chết hắn sao lại còn đồng ý để hắn ký tên nhất là lục ly cô nàng này chính là một bình giấm chua chuyện này không khoa học nhưng mà nhìn thân xác các nàng cũng không giống như là giả vờ với lại dầu gì người ta cũng là hạng nhất thông khiếu cảnh nếu thẳng thừng cự tuyệt thì cũng không được tốt cho lắm lục trạch lập tức gật đầu đã như vậy vậy thì cái tên thôi nghe hắn đồng ý ánh mắt lâm nguyệt dao sáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích động mà càng thêm đỏ bừng đúng lúc này một nữ thiên tài bên cạnh không nhịn được nữa mong lục trạch đại nhân cũng ký tên cho ta còn có ta còn có ta lục trạch đại nhân ta là thần tượng của người không không đúng người là thần tượng của ta ta cũng vậy ta cũng vậy tất cả nữ thiên tài đều vô cùng kích động các nam thiên tài bên cạnh thấy thế nhịn không được khóe miệng giật giật trong lòng chế nhạo a à, nữ nhân sau đó một nam tử anh tuấn vội ho lên lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra khỏi nhẫn không gian yên lặng hòa vào đám nữ thiên tài chạy lên lục trạch đại nhân phiền ngài ký tên cho ta với đông đảo nam thiên tài thấy thế hai mặt nhìn nhau sau đó âm thầm lấy ra giấy bút đã chuẩn bị sẵn đi theo lục trạch nhìn tập thể thiên tài nhào đến lục trạch tê hết cả da đầu đừng nóng vội từng người lên đợi cho đến khi ký xong tên cho đám thiên tài này lục trạch cảm thấy cơ thể và đầu óc mỏi mệt hừ hừ không ngờ đám thiên tài đó đều điên cuồng như vậy lục trạch nhìn thoáng qua các thiên tài nhịn không được cảm thấy sợ hãi lúc này derek bên cạnh u oán nhìn lục trạch cất tiếng phàn nàn vì sao mỗi lần đám thiên tài này đều tìm a trạch để ký tên tại sao không ai tìm ta ký chuyện này hết sức không bình thường nhất là mấy em gái kia người nào người nấy xinh xắn như thế vì sao vừa thấy Lục Trạch liền trở nên điên cuồng, đám rách bên cạnh cũng gật đầu, tỏ ra không thể nào tiếp thu nổi. Lục Trạch thấy vậy, đắc ý cười nói, không còn cách nào khác, ai bảo ta quá đẹp trai. Nghe những lời này, ai nấy đều hoàn toàn câm nín. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng dù sao đúng là không ai chịu tìm bọn họ xin chữ ký, có phản bác cũng vô dụng. Chỉ có Lạc Băng Tình bên cạnh là mang vẻ mặt lạnh nhạt, hắn cười nói, à Trạch, khi nào chúng ta khởi hành đi tinh linh vực?" Nghe Lạc Băng Tình hỏi vậy, những người khác cũng đều nhìn lại. Lục Trạch nghĩ nghĩ, mở miệng cười nói để ta về hỏi đám người lão gia tử có còn chuyện gì khác không nếu không có chúng ta sẽ nhanh chóng khởi hành mọi người gật đầu đại nhi giữa lưng mở miệng cười nói vậy chúng ta lập tức qua chỗ lão gia tử xem thử thôi mọi người đồng ý mau chóng xé mở không gian đi tới kim diệu tinh bởi vì trận chung kết tiến hành một ngày nên khi đi vào kim diệu tinh thời gian đã vào ban đêm dưới ánh sao nam cùng lão gia tử và lâm lão đang ngồi trên bãi đất trống bên ngoài căn nhà gỗ hai người đốt lửa nướng cánh sáng bên cạnh là anh anh và lữ hi đang ngồi xồm trên đất vẻ mặt mong đợi nhìn một con cá dài ba mét đang được nướng nhất là anh anh nàng đang nứt nước nướng liên tục không gian chấn động một vết nứt xuất hiện đám người lục trạch nước ra từ trong vết nứt không gian vừa mới đi tới nam cung tĩnh khịt khịt mũi ánh mắt sáng lên cười hì hì mở miệng nói thơm quá lão gia tử có chuẩn bị phần của chúng ta hay không nghe giọng nói tùy tiện của nam cung tĩnh nam cung lão gia tử trợn trắng mắt không có tự đi câu đi nghe nam cung lão gia tử nói thế nam cung tĩnh nhếch miệng lẩm tự đi câu thì tự đi câu lần sau đừng hòng đòi rượu ta nói rồi nàng lấy một cái cần câu ra khỏi nhẫn không gian đi thẳng về phía bờ sống thu nguyệt hòa xa lục ly lâm linh và alice nhìn theo bóng lưng nam cung tĩnh cười hì hì đi theo lâm lão ngẩng đầu nhìn đám lục trạch cười tùng tỉm mở miệng hỏi trận chung kết kết thúc rồi sao khóe miệng lục trạch giật giật hóa ra hai người hoàn toàn không chú ý đến trận chung kết lạc băng tỉnh cười nhạt đáp kết thúc rồi lâm lão gật gật đầu ừm um, mấy người các ngươi đã vất vả đợi lát nữa làm chút cá, cùng nhau ăn một bữa cơm. Lâm cuồng nhìn lâm lão, hơi kích động nói, lão già tử, trong tộc còn có chuyện gì không, nếu không có thì chúng ta mau chóng đi tinh linh tộc thôi. Nói xong, trong mắt lâm cuồng lái lên một tê chiến ý, hắn rất muốn biết rốt cuộc thiên tài tinh linh tộc mạnh đến cỡ nào. Không chỉ dương lâm cuồng mà đám người lạc băng tình cũng hết sức chờ mong, là thiên tài nhân tộc, dĩ nhiên bọn họ tự mình biết mình, chắc chắn bản thân không phải là đối thủ của thiên tài tinh linh tộc. Nhưng hiện tại đã khác trước. Hiện tại, bọn họ thường xuyên sử dụng thủy tinh cầu màu đỏ và thủy tinh cầu màu tím mà lục trạch cho thậm chí còn sử dụng quả thủy tinh cầu thần thông và phù văn thần thuật mặc dù sức chiến đấu của bọn họ không thể khoa trương như đám người lục trạch nhưng cũng đã có thể xem là khá cường đại nhất là trong khoảng thời gian trước việc sát phạt lịch luyện trong hư không vũ trụ khiến tâm tính bọn họ lắng xuống cũng khiến bọn họ có tín niệm mạnh mẽ hơn nữa cho dù là thiên tài của tinh linh tộc thì sao chứ nhân tộc bọn họ không yếu hơn người khác nghe lâm cuồng nói lâm lão nhìn hắn sau đó tức giận mở miệng nói gấp cái gì mà gấp nôn nôn nóng nóng thì sao thành đại sự người xem linh linh kìa không phải nó rất bình tĩnh sao lâm cuồng nghe lâm lão nói vậy lâm cuồng quay đầu nhìn lâm linh đang nhàn nhã câu cá bên hồ cảm thấy rất khó chịu tình huống của muội muội nhà mình thế nào hắn còn không biết sao hắn và nàng hoàn toàn không thể so sánh với nhau mà với tu vi và chiến lược hiện tại của lâm linh thiên tài tinh linh tộc bình thường sao có thể được nàng để ở trong mắt e rằng dù là tinh linh thánh nữ cũng chẳng là gì với nàng nghĩ như thế trong lòng lâm cuồng càng xót xa hơn hắn làm ca ca khó quá thực lực muội muội thật đáng sợ ngay cả lão gia tử cũng bắt đầu ghét bỏ hắn rồi ư tim đau quá nếu như hắn là em thì tốt rồi nhìn thấy lâm lão khiển trách lâm cuồng lâm cuồng tỏ ra hoài nghi nhân sinh đám người rách đều nhếch miệng muốn cười lại không tiện cười nhưng ngẫm nghĩ một hồi bọn họ phát hiện lâm linh nhỏ tuổi hơn bọn họ như vậy lại có thực lực vượt xa bọn họ lập tức nụ cười trên mặt bọn họ cũng biến mất nhất thời không ai tiện mở miệng nói gì đúng lúc này nam cung lão gia tử ngẩng đầu nghĩ nghĩ mở miệng nói hiện tại vách chắn tinh quang đã biến mất là thời điểm mời chủng tộc đông vực đến liên bang chúng ta vừa để mời khách vừa để trao đổi cụ thể công việc hợp tác ngẫm lại dù sao hiện tại nhân tộc bọn họ cũng đang hợp tác với đông đảo chủng tộc cường đại ở đông vực thậm chí còn kết thành đồng minh với tinh linh tộc vậy mà do vách chắn tinh quang kia những minh hữu đó lại không thể nào tiến vào hệ ngân hà chuyện này rất lúng túng may mà hiện tại đã có thể mời người ta tới làm khách nói xong hắn nhìn về phía lục trạch a à, trạch ngươi liên hệ với an tôn tiền bối ở đông vực nhé Lục Trạch lập tức gật đầu, "Được, lão gia tử." "Đúng lúc lắm, có thể để đám người An Tôn đại thúc mang mọi người đến Tinh Linh Thánh vực, dù sao hắn cũng không quá rảnh Tinh Linh Thánh vực." Nam Cung lão gia tử nhẹ gật đầu, "Ừm, vậy thì chờ đến khi lần tụ hội này xong xuôi sẽ đi." Nghe Nam Cung lão gia tử nói thế, mặc dù đám người Lâm Cuồng có hơi thất vọng, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Dù bọn họ muốn sớm ngày nhìn thấy thiên tài Tinh Linh tộc, nhưng đúng là lần tụ hội này rất cần thiết diễn ra. "Được rồi lão gia tử, nếu không còn chuyện gì thì các ngươi đi câu cá đi." ở đây không có sẵn cho các người ăn. Nói xong, Nam Cung lão gia tử phất tay đuổi đám người lục trạch đi. Đám người lục trạch. Nhìn bộ dạng phất tay đuổi người của Nam Cung lão gia tử, trái tim bọn họ thân ảnh nát. Tốt xấu gì bọn họ cũng đã chủ trì tranh tài, không có công lao thì có khổ lao chứ, cuối cùng bị hắt hủi, thật khó chịu. Mọi người tỏ ra hâm mộ nhìn thoáng qua anh anh và Lữ Hy đang ngồi xổm nhìn bọn họ đầy hiếu kỳ, sau đó bất đắc dĩ đi tới bờ sông, cùng câu cá với đám Nam Cung Tính. Không thể không nói, cá nướng của Nam Cung lão gia tử là tuyệt nhất, nhất là khi lão cầm cá nướng cho anh anh nhiều lần như vậy, kỹ nghệ càng thêm thành thạo. Đám người lục trạch ăn rất thỏa mãn. Ăn cá nướng, uống rượu, ngồi bên đống lửa, thật sự rất hợp. Đúng lúc này, Lâm Linh cắn một miếng thịt cá, nhìn Lâm lão ngồi cạnh, nói, đúng rồi, ra ra, có một chuyện ta luôn muốn hỏi ngài, mà mãi chẳng có cơ hội. Nghe Lâm Linh nói thế, mọi người đều tỏ ra hiếu kỳ nhìn Lâm Linh. Tiểu cô nương này lại có chuyện muốn hỏi Lâm lão. Không chỉ đám người lục trạch, mà nam cung lão gia tử và bản thân Lâm lão cũng hơi sững sốt lâm lão cười tủm tỉm nhấp một ngụm rượu hắn nhìn lâm linh ánh mắt đầy cưng chiều linh linh có chuyện gì đây chính là hậu bối kiệt xuất nhất của hắn hơn nữa còn là hậu bối ở bên hắn từ nhỏ lâm linh có được ngày hôm nay lâm lão rất tự hào cũng mừng thay cho nàng lâm linh nghe lâm lão nói vậy thì khẽ mím môi sau đó mới mở miệng nói ngay mấy tháng trước chúng ta có tham gia một hoạt động vây quét trùng tổ do tổ chức thúy lục chi phong tổ chức nàng nói đến đây đám người lục trạch vốn đang hơi nghi hoặc một chút đều chấn động mở to hai mắt thần sắc giật mình bọn họ hiểu lâm linh muốn nói gì kết giới cáo tử giả do cường giả ma tộc cao đằng kia tung ra nghe anh anh nói rất giống với nguyền rùa mà lâm lão bị trước đó nam cung lão gia tử lâm lão và lâm cuồng đang nghe lâm linh nói nhìn thấy phản ứng kịch liệt của đám người lục trạch thì hơi nghi hoặc một chút lúc này lâm linh tiếp tục mở miệng nói lúc ấy có ma tộc cao đằng dẫn theo một số thiên tài chúng ta cùng nhau hợp tác mới thành công tiêu diệt trùng tổ nói rồi nàng nhìn lâm lão lúc ấy một cường giả tinh vân cấp của ma tộc sử dụng một át chủ bài năng lượng trên át chủ bài đó rất giống với nguyền rùa trên người gia gia nói đến đây tay cầm chén rượu của lâm lão trở nên cứng đờ sắc mặt già nu của hắn dưới ánh lửa có chút âm trầm đám người lục trạch nhìn bộ dạng này của lâm lão đám lục trạch liếc nhìn nhau hiểu được tình huống chỉ sợ thương thế của lâm lão có liên quan với ma tộc cao đẳng lúc này bên cạnh có một cỗ sát ý băng lãnh dấy lên hai con người lâm cuồng đỏ bừng quanh thân hắn nhấp nháy từng sợi linh quang màu máu sắc mặt lâm cuồng trở nên dữ tợn hắn nói linh linh ngươi nói nguyền rủa của lão gia tử là do ma tộc cao đẳng gieo xuống thanh âm hắn hơi run rẩy lửa giận sắp tràn đầy ra trong ấn tượng của hắn lâm lão là một người ông hòa ái lúc nhỏ hắn nghịch ngợm bị cha mẹ đánh lâm lão luôn che chở cho hắn vả lại trước đó lâm lão là thánh nhân mặc dù đã không còn tu vi nhưng hắn vẫn cực kỳ sùng bái lâm lão thậm chí muốn cố gắng tiến bộ từ ngày thầy lâm lão bảo vệ nhân tộc hiện tại biết được kẻ địch đã thương tổn lão gia tử của mình sát ý và phẫn nộ của hắn không cách nào đè xuống được bầu không khí bên đống lửa vốn rất an hòa trở nên nặng nề tất cả mọi người đều nhìn về phía lâm lão bầu không khí trầm mặc trong chốc lát nam cung lão gia tử trầm ngâm nhìn lâm lão sau đó mở miệng hỏi lão lâm những gì nha đầu linh linh này nói là thật trước đó đám lão già bọn họ nhìn thấy lâm lão sau khi bị nguyền rủa xong thì tinh thần càng ngày càng xa sút dĩ nhiên trong lòng cũng vẫn nộ vô cùng bọn họ đã từng hỏi lâm lão rất nhiều lần vớt cuộc là ai làm nhưng trước giờ lâm lão không chịu nói không ngờ lại là ma tộc cao đẳng khó trách trước giờ lâm lão không chịu nói với thực lực của nhân tộc lúc đó đối mặt với chủng tộc cường đại như ma tộc cao đẳng nói không không chừng còn lo lắng ma tộc cao đẳng liệu có thuận tay diệt luôn chủng tộc của bọn họ hay không cho nên lâm lão chỉ có thể âm thầm chịu đựng dưới ánh nhìn chăm chú của nam cung lão gia tử và bọn lục trạch lâm lão thở hắt ra một hơi chậm rãi gật đầu ừm đúng là ma tộc cao đẳng bạn đang xem tùy thân liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nói xong hắn ngẩng đầu nhìn tinh quang thâm thúy nơi xa mở miệng yếu ớt nói lần đó ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá trong một bí cảnh ta đụng phải một vị ma tộc cao đẳng tinh vân cấp ngay lúc đó vị ma tộc cao đẳng kia đủ thực lực diệt sát ta nhưng hắn lại sử dụng một tia tử vong thần thông ra nguyền rủa tử vong cho ta chắc là để trêu đùa ta hiện tại trong đầu lâm lão hiện lên ánh mắt trêu tức của vị ma tộc cao đẳng kia đó là ánh mắt của một con mèo nhìn chuột trên thực tế nếu không phải lúc ấy anh anh trừ khử nguyền rủa của hắn thì cường giả ma tộc cao đẳng kia đã thành công hắn không có bất kỳ năng lực nào chống cự lại nguyền rủa ngưng tụ từ tử vong thần thông chỉ có thể tuyệt vọng chậm rãi chờ đợi cái chết đến nghe lâm lão trả lời sắc mặt nam cung lão gia tử trở nên cực kỳ băng lãnh khí tức quanh thân hơi không khống chế nổi phun trào ra ngoài đám người lục trạch lạc băng tình cũng hít mắt ánh mắt lấp lóe hàn quang lúc này lâm linh mỉm cười trong mắt mang theo vài phần băng lãnh ra ra không phải chỉ là ma tộc cao đẳng thôi sao chờ ta đột phá đến tinh vực cấp nhất định sẽ báo thù cho ngươi bây giờ nàng có đủ sức mạnh để nói vậy lâm lão nghe vậy mỉm cười toàn thân phun trào khí tức sắc bén mở miệng nói vốn dĩ thực lực của nhân tộc chúng ta không đủ ta cũng không nghĩ sẽ báo thù nhưng hiện tại thù này ta sẽ tự mình báo hiện tại bản nguyên của hắn đã được chữa trị tu vi tăng lên cực nhanh đoán chừng không lâu sau sẽ có thể vượt qua cái vị ma tộc cao đẳng kia lúc đó báo thù sẽ không khó khăn cảm nhận được khí tức sắc bén quanh thân lâm lão nam cung lão gia tử nhếch miệng cười nói xem ra hướng phát triển tiếp theo của chúng ta phải suy tính tới ma vực nghe được đời này của nam cung lão gia tử ánh mắt đám người lục trạch đều sáng lên hiện tại tinh linh tộc đã kết minh với nhân tộc bọn họ nếu như chờ nhân tộc lắng đọng một thời gian thì trong tương lai có thể thử một chút mở rộng lãnh địa về phía ma tộc cao đẳng sau đó nam cung lão gia tử mở miệng cười nói nhưng mà dù sao ma tộc cao đẳng cũng là văn minh tinh vực cấp việc này cần bàn bạc kỹ hơn khoảng thời gian này nhân tộc chúng ta cần phát triển cho thật tốt tạm thời không cần sốt ruột đám người lục trạch đều gật đầu bởi vì chuyện của lâm lão mọi người cũng không có tâm tình tiếp tục ăn cá nướng nữa nam cung lão gia tử bắt đầu liên hệ từng chủng tộc trong đông vực bao gồm các minh hữu trước giờ của nhân tộc là man tộc dược tộc cùng đoàn đoàn tộc không thể không nói hiện tại man tộc dược tộc cùng đoàn đoàn tộc không thể giúp gì cho sự phát triển của nhân tộc nhưng gần ngàn năm qua quan hệ liên minh tứ tộc không tệ cho dù bây giờ nhân tộc đã quật khởi đương nhiên vẫn sẽ không quên những minh hữu trước kia tam tộc cường già nghe nam cung lão gia tử mời bọn họ tham gia thịnh hội lần này lập tức kích động nhảy cống lên biểu thị lãnh tụ trong tộc sẽ đích thân tới sau đó nam cung lão gia tử lại liên hệ những chủng tộc lần trước đã xác định sẽ hợp tác với nhau cùng với những chủng tộc tinh vân cấp đỉnh phong bên ngoài vách chắn tinh quang trước đó tất cả vừa nghe vách chắn tinh quang đã biến mất điều biểu thị sẽ đến trong vòng mấy ngày nữa mà lục trạch thì liên hệ an tôn mặc dù bây giờ chủng tộc đã bị tiêu diệt nhưng phân bộ thúy lục chi phong ở đông vực vẫn chưa bị hủy bỏ là vì để chiếu cố nhân tộc trong khoảng thời gian này sau khi biết tin vách chắn tinh quang biến mất an tôn lập tức kích động hắn nói sẽ thông báo cho trong tộc phái đại biểu tham gia tụ hội lần này sau khi liên hệ xong đám người lục trạch tạm biệt đám người nam cùng lão gia tử mọi người về phòng ngộ đạo tại thần vũ tinh anh anh thì mang theo lữ hy trở về cô nhi viện về tới phòng ngộ đạ thì trời đã tối đám người lục trạch khoanh chân ngồi xuống tiến vào không gian san thú trong không gian san thú đám người lục trạch xuất hiện oanh mọi người vừa mới xuất hiện trong không gian san thú đã thấy cách đó không xa có một cỗ lực lượng cùng bạo phun trào tiếng oanh minh vang vọng thiên địa dư ba khuếch tán ra bốn phương tám hướng cát vàng giấy lên bầu trời mờ mịt đám người lục trạch hơi nhíu mày quay đầu nhìn khu vực chiến đấu trong mắt lâm linh lấp lóe huỳnh quang nàng cười nói là hai con hung thú tinh vân cấp lục giai lục trạch nghe vậy lập tức mỉm cười thân thiện có chuyện gì mà không thể nói tử tế với nhau chứ chúng ta qua đó xem một chút khuyên nhủ thử nào nghe lục trạch nói thế đám người nam cung tĩnh trợn trắng mắt nhưng cũng không phản đối cả bọn bay về phía khu vực chiến đấu rất nhanh đã thấy một con cự mãng màu vàng đất khổng lồ đang chiến đấu với một con cự lang toàn thân bừng bừng hòa diễm một mãng một lang lấp lóe giữa không trung mỗi một lần va chạm đều phun trào linh quang màu vàng và màu đỏ dư ba lan tràn cuốn lên phong bạo kinh khủng hỏa diễm và bão cắt khiến mảnh thiên điện nơi đây trở nên bừa bộn vô cùng ngao từng tiếng tiếng gầm gừ vang lên, công kích của hai con hung thú cực kỳ khủng bố. đám lục trạch thu liễm khí tức, đứng ở đằng xa không có tới gần. thực lực của cả hai con hung thú đều không hề yếu, là tinh vân cấp lục dài, thậm chí đã gần đạt đến tinh vân cấp thất dài. lục trạch bộc phát toàn lực, sử dụng lĩnh vực cũng chỉ có thể đánh ngang tay với một trong hai con này. còn hai con, xin lỗi, đã quấy rầy rồi. hiện tại hai con hung thú tử chiến, dĩ nhiên là chuyện tốt đối với đám người lục trạch, chỉ cần chờ hai đứa chúng nó tiêu hao gần như sạch sẽ bọn họ sẽ nhảy lên ăn thôi. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh giống như sấm sét, vang vọng thiên địa, theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hai con hung thú đỡ bừng đôi mắt, đã hoàn toàn không quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Mỗi một lần va chạm đều có máu tươi phun ra ngoài. Không bao lâu sau, hai con hung thú đều đã vết thương chồng chất, khí tức của bọn chúng cũng đã suy yếu, còn chưa tới một nửa của lúc đầu. Giống. tê Sau một lần va chạm nữa, cự mãng và hỏa lang đồng loạt bay rớt rồi. Một mãng một lang rằng co giữa không trung, phát ra tiếng gầm gừ cuồng nộ, nhưng lại không có ý định chiến đấu tiếp. Hai con hung thú đều đã có phần muốn lui. Đúng lúc này, Lục Trạch ở xa xa xem trò vui nhếch miệng cười. Chúng ta lên. Lục Trạch vừa dứt lời, quanh thân hắn lấp lóe ngân quang, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh hỏa lang. Hắn vừa mới xuất hiện, biển lửa kinh khủng lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra bốn phương tám hướng, lĩnh vực hỏa hệ thần thông. Đồng thời, từng sợi phù văn thần thuật phức tạp phun trào trong biển lửa, khí tức lục trạch lại tăng vọt thêm một phần hỏa diễm tăng phúc oanh lực lượng cùng bạo từ trong thân thể lục trạch phun ra ngoài khiến hai con hung thú vốn đã thụ thương căng thẳng toàn thân sắc mặt lục trạch lạnh lùng tay phải nắm chặt tung một quyền đánh thẳng vào phần eo bị thương của hỏa lăng cảm nhận được công kích của hắn hỏa lăng lập tức dựng đứng lông tơ cả người giấy lên hỏa diễm muốn sử dụng hỏa hệ thần thông nhưng nó vừa mới vận chuyển hỏa hệ thần thông hỏa diễm liền dung nhập vào trong lĩnh vực nó sừng sốt một chút bên trong mắt sói tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng mà quyền phong của lục trạch đã đến nơi hỏa lang không kịp nghĩ nhiều quay thân muốn tránh né công kích của lục trạch đúng lúc này khí tức của nó chấn động trở nên có chút hỗn loạn tốc độ cơ thể chậm đi không ít oanh vốn đã thụ thương lại bị đám người nam cung tĩnh quấy nhiễu mặc dù thực lực hỏa lang không yếu nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh thoát công kích của lục trạch nắm đấm bừng bừng hỏa dưỡng đánh thẳng vào miệng vết thương nơi eo của hỏa lang liệt diễm xích hồng phun trào lực lượng vô cùng cuồng bào tràn vào thân thể của nó lập tức mùi thịt cháy khét truyền đến đồng thời còn có cả tiếng xương cốt vỡ vụn nhận một kích nặng như thế hỏa lang vang ra ngoài há miệng phun ra từng ngụm máu tươi trong máu tươi còn kèm theo nội tạng lục trạch đuổi theo chân phải đá thẳng vào vị trí hắn tấn công trước đó oanh dưới một cước của hắn sống lưng của hỏa lang bị đánh gãy hỏa diễm cùng nộ tràn vào thân thể hỏa lang thiêu đốt nội tạng của nó xóa bỏ sinh cơ của nó trong nháy mắt lục trạch không nhìn hỏa lang đang dần dần hóa thành cho tàn hắn quay đầu nhìn cự mãng đang lơ lưỡng giữa không trung giờ phút này trong con mắt khổng lồ của cự mãng đầy mê mang má nó vừa rồi xảy ra chuyện gì công kích của lục trạch thật sự là quá nhanh một quyền một cước nước chảy mây trôi không tốn tới một giây đồng hồ vốn dĩ cự mãng và hỏa lang đánh ngang tay đanh định hai bên cùng hô rừng sau đó cùng rút lui như thế vừa giữ được thể diện vừa đảm bảo được an toàn tính mạng không ngờ chỉ trong nháy mắt hỏa lang đã mất mạng ánh mắt cự mãng nhìn lục trạch có chút hoảng sợ nhưng lục trạch không hề do dự biển lửa quanh thân hắn biến mất xuất hiện cát bụi giấy lên đầy trời sau đó hắn giết về phía cự mãng đùa sao lĩnh vực tiêu hao nhiều như thế hắn đâu có thời gian ra vẻ chứ giết trước rồi tính tiếp nhìn thấy lục trạch lao đến cự mãng vốn đã có ý muốn lui gầm lên một tiếng định lùi lại muốn chạy trong mắt lục trạch lóe lên một tia băng lãnh lập tức xông tới oanh một tiếng tiếng oanh minh vang vọng thiên địa một cước của lục trạch đánh thẳng lên thân cự mãng định chạy trốn tê cự mãng lập tức kêu lên đầy thảm thiết dưới linh lực kinh khủng của lục trạch nó bay ngược ra ngoài, phun máu tươi giữa không trung, thậm chí thân thể cũng móc méo mất tự nhiên. Lục Trạch nhìn cự mãng văng xa, trong mắt hắn có phủ văn màu vàng đất lưu truyền, tay trái hướng về phía cự mãng giữa hư không, nắm lại. Oanh! Cắt vàng đầy trời, hình thành nên một bàn tay khổng lồ màu vàng đất, bàn tay trực tiếp chụp lấy cự mãng đang bay, giống như nắm lấy một con lươn nhỏ. Lục Trạch mím môi, trong mắt lấp lóe phủ văn, bộc phát linh lực kinh khủng. Tạch tạch tạch, tiếng xương nứt liên tiếp vang lên, cái đuôi cự mãng thỏ ra bên ngoài bàn tay dãy rộ kịch liệt nhưng sau khi vùng vậy một hồi thì mềm nhũn thỏng xuống sinh cơ tiêu tán cảm nhận được sinh cơ cự mãng tiêu tán lục trạch thu hồi lĩnh vực xa hệ thần thông và xa hệ số một thần thuật bàn tay to lớn giữa không trung hóa thành một cỗ cát vàng quét ngang không trung rồi biến mất mà thi thể máu me be bét của cự mãng cũng rơi từ trên không trung xuống sắc mặt lục trạch tái nhợt trên trán đổ mồ hôi hô hấp gấp rút hắn cảm thụ được trong cơ thể mình hiện giờ đã chống rỗng linh lực nhịn không được thở dài tiêu hao quá lớn đúng lúc này mấy tiếng xé gió ập tới đám người nam cung tĩnh bay tới trước người lục trạch thu nguyệt hòa xa đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của lục trạch nàng mở miệng hỏi lục trạch tiểu đệ đệ sao rồi ổn chứ lục trạch mỉm cười lắc đầu tiêu hao hơi nhiều mà thôi nghe lục trạch đáp đám người nam cung tĩnh gật đầu sau đó alice nhìn hai thi thể trên mặt đất chậm rãi hóa thành tro tàn nàng nở nụ cười vui mừng không ngờ lần này lại may mắn đến thế vừa mới vào đây đã có thu hoạch lớn những người còn lại cũng nở nụ cười lục trạch mở miệng cười nói hung thú mạnh như vậy, nếu là thời kỳ toàn thịnh thì chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay, thậm chí có khi còn chạy không thoát, lần này đúng là rất may mắn. Là hai con hung thú tinh vân cấp lục giai đỉnh phong đấy, Lục Ly mỉm cười mở miệng nói, nhặt vật phẩm lên thôi. Thi thể của con hỏa lang đã hoàn toàn hóa thành cho bụi, đám người Lục Trạch đi đến chỗ thi thể hỏa lang, thấy được vật phẩm rơi trên mặt đất, gồm năm giọt linh dịch màu đỏ, năm giọt linh dịch màu tím, một quả thủy tinh cầu hỏa hệ thần thông, mang một miếng pha lê màu đỏ. Nhìn thấy pha lê màu đỏ này, đám người Lục Trạch đều tỏ ra kinh ngạc đây là pha lê triệu hoán lâm linh hiếu kỳ mở miệng hỏi trước đó pha lệ triệu hoán đều rơi xuống từ hồng ngọc cự hạt hỏa lang này cũng chỉ là hung thú thần thông bình thường mà thôi vậy mà lại có pha lê triệu hoán không chủ lâm linh đám người nam cung tĩnh cũng hơi nghi hoặc lục trạch cất pha lê màu đỏ vào cười nói đợi lát nữa ra ngoài xem là biết thôi mọi người gật đầu sau đó tại chỗ lại đi đến bên cạnh thi thể cự mãng nhạt vật phẩm rơi xuống lên vật phẩm rơi ra từ cự mãng khá bình thường linh dịch màu đỏ linh dịch màu tím và quả thủy tinh cầu thần thông, không còn thứ gì khác. Lục Trạch nhạt hết chúng lên, sau đó nói, tiếp tục thôi. Mọi người rời khỏi khu vực này, bay về nơi xa. Ở trong không gian săn thú khoảng 3 ngày, đám người Lục Trạch giết được rất nhiều hung thú, bọn họ giết thêm được một con hung thú tinh vân cấp lục giai, nhưng đó chỉ là hung thú vừa mới vào tinh vân cấp lục giai, yếu hơn hai con hung thú ban đầu một chút. Ngoài ra, còn đụng phải một con hồng ngọc cự hạt tinh vân cấp tứ giai, sau khi chơi chết nó, bọn họ có được một mảnh vỡ thần thuật số hung thú tinh vân cấp ngũ dài trở xuống bị giết nhiều lắm lục trạch đếm không hết trong ba ngày này đám người lục trạch còn tìm đến một sa mạc móc rỗng mấy sao huyệt đều là sao huyệt của sa hạt tử và sa giác trùng tuy đối với đám người lục trạch thì vật phẩm rơi xuống từ đám hung thú này đã không còn tác dụng gì nữa nhưng hiện tại cứ nhặt lên trước sau này có thể đưa cho lão gia tử để hắn mang đi chia cho mọi người tài nguyên đương nhiên là càng ngày càng tốt ngoài sa mạc ra bọn họ còn phát hiện một ốc đảo vô cùng to lớn nhưng sau khi lâm linh xem xét thì bên trong ốc đảo có một con siêu cấp hung thú tinh vân cấp bát cửu dài con hung thú này có hơi mạnh quá đám người lục trạch cảm thấy khiêm tốn một chút là tốt hơn cuối cùng chọn đi dường vòng nếu không với thực lực hiện tại của bọn họ chị e còn chưa kịp tới gần đã bị phát hiện sau đó bị nghiền chết bên trong sa mạc đám người lục trạch tìm kiếm con mồi đúng lúc này lâm linh dừng lại trong con người hiện lên một tia huỳnh quang nàng chỉ về phía bên phải kích động mở miệng hô nơi đó có một con siêu cấp hung thú tinh vân cấp tứ dai nghe lâm linh nói thế ánh mắt những người còn lại đều sáng lên chúng ta qua đó ngay lúc đám người lục trạch định quay người rời đi đột nhiên nơi xa có khí tức cuồng bạo dấy lên oanh lệ tiếng kêu to cùng tiếng oanh minh vang vọng thiên địa nụ cười trên mặt bọn họ cứng ngắc thân thể khựng lại lại đánh nhau lục trạch hơi kinh ngạc nhìn biển lửa và lôi đình màu vàng ở xa xa hắn hơi ngạc nhiên gần đây đám lãnh chúa đại lão này càng đánh càng nghiện thì phải nam cung tĩnh nói bạn đang xem tùy thân liệp thú không gian được thuyết minh tại kênh youtube di các phim chúng ta tránh đi trước ai nấy đều gật đầu hung thú lãnh chúa chiến đấu tránh đi là tốt hơn ngay khi bọn lục trạch quanh người muốn rời xa khu vực chiến trường thì không gian phía trước bọn họ đột nhiên dao động một con cự lang màu bạc khổng lồ xuất hiện ở trước người bọn họ đám người lục trạch nhìn thấy cự lang màu bạc đột nhiên xuất hiện đám người lục trạch lập tức khựng lại một cử động nhỏ cũng không dám ngân lang lãnh chúa vậy mà lại ở nơi này đôi mắt màu bạc của cự lang nhìn chằm chằm chiến trường nơi xa đúng lúc này nó khựng lại dường như vừa phát hiện ra đám người lục trạch nó lạnh lùng nhìn bọn họ một chút sau đó lục trạch liền cảm nhận được không gian chung quanh vỡ vụn ra toàn thân đau đớn một hồi ý thức tiêu tán trong phòng ngộ đạo tất cả mở tròn mắt ánh mắt có chút đau đớn mọi người liếc nhìn nhau nhịn không được khoái miệng giật giật hoàn toàn câm nín bọn họ đây là trêu ai gạo ai rõ ràng chỉ là vì các lãnh chúa đại lão đánh nhau nên mới định tìm chỗ trốn mà thôi ai ngờ lại may mắn đến thế đúng lúc đụng phải ngân lang lãnh chúa lục trạch hồi tưởng quá trình tử vong trước đó nhịn không được cây hết cả ra đầu không hổ là ngân lang lãnh chúa chiến lược thực sự quá đáng sợ chỉ là nhìn bọn họ một chút thôi mà không gian vỡ vụn trực tiếp mai táng bọn họ thậm chí muốn chống cự cũng không nổi lục trạch khẽ thở dài không nghĩ nhiều nữa dù sau đó là cường giả chết hơn nữa còn là cường giả lãnh chúa không mạnh mới là lạ đám nam cung tĩnh ở bên cạnh tựa lên trên người lục trạch thân thể du nhè nhẹ, nhẹ hiển nhiên là vì quá đau nam cung tĩnh vừa hít khí lạnh vừa nói dạo gần đây thường xuyên xảy ra đại chiến lãnh chúa quá đúng vậy so với lần đại chiến trước thì lần này còn trước thời hạn mấy ngày lục ly gật đầu lâm linh mở miệng nói cứ theo đà này sau này mỗi khi chúng ta tiến vào không gian san thú hung thú lãnh chúa đều đang đại chiến sao nghe lời này lục trạch nhịn không được sửng sốt một chút hắn có chút không chắc chắn cũng đâu thể nhỉ nếu là vậy thật nói không chừng bọn họ vào đó còn chưa kịp đánh quái đã bị liên lụy rồi vậy thì ai mà chịu cho nổi bầu không khí trầm mặc Lục Trạch cười nói, "Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, chờ sau này nhìn tình huống thôi." "Ừ." Sau một lát, đau đớn trên thân mọi người biến mất, Lục Trạch mới nói, "Đến đây, phân chia tài nguyên thôi." Nói rồi, Lục Trạch bắt đầu phân phối tài nguyên kiếm được trong mấy ngày qua, linh dịch màu đỏ, linh dịch màu tím, quả thủy tinh cầu thần thông, ai nấy đều có phần. Sau đó, Lục Trạch lấy ra pha lê màu đỏ rơi xuống từ người Hỏa Lang trước đó. Đây là pha lê triệu hoán, hắn không biết hung thú bình thường cũng có thể rơi ra pha lê triệu hoán học trường, người mở ra nhìn xem. Đám người Alice tò mò nhìn lục trạch. Lục trạch gật đầu, tinh thần lực tràn vào trong pha lê màu đỏ, ngay lập tức, pha lê màu đỏ tàn ra từng luồng ánh sáng chói mát. Ánh sáng tan biến, đồ vật bên trong pha lê cũng hiện lên. Đó là một kiện giáp ngực màu đỏ. Nhìn thấy một màn này, ai nấy đều mở to mắt, lại là trang bị pha lê. Nam Cung Tĩnh hơi kinh ngạc, lần trước trang bị pha lê là rơi ra từ xa hạt tử. Tuy với tu vi của bọn họ hiện tại thì chiến giáp loại này đã không còn mang lại nhiều tác dụng, nhưng nó lại là chiến giáp tốt nhất, cho nên bọn họ vẫn chưa thay chiến giáp mới. Không ngờ bây giờ lại có trang bị pha lê mới. Nam Cung Tĩnh hỏi Lục Trạch, hiệu quả thế nào? Lục Trạch tra xét tin tức bên trong pha lê, nhịn không được nhíu mày, hiệu quả không tệ, là chiến giáp tinh vân cấp, có thể ngăn cản công kích đến từ tinh vân cấp ngũ dài, hiệu quả tăng phúc linh lực cũng rất không tồi, tốt hơn chiến giáp trước kia của chúng ta nhiều lắm. Nghe hắn nói thế, đám người Nam Cung Tĩnh tỏ ra mừng rỡ. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, xem ra có thể thay mới trang bị. Lục Ly mở miệng cười nói, lục trạch người thay thử xem lục trạch gật đầu tinh thần lực của hắn tiếp xúc với pha lê màu đỏ lập tức pha lê màu đỏ tràn vào cơ thể hắn sau đó nơi lồng ngực hắn lấp lóe hồng quang một khối pha lê bắn ra khỏi cơ thể hắn bên trong khối pha lê là chiến giáp trước đó lục trạch cất chiến giáp cũ đi sau đó hắn vừa mới nổi lên ý niệm chiến giáp màu đỏ đã bao trùm toàn thân hắn hắn cảm nhận được linh lực bản thân tăng lên hài lòng gật đầu hiệu quả không tệ sau đó hắn lại để trang bị toàn thân hắn hiện lên cả người hắn đều là màu vàng đất, xương giáp ngực là màu đỏ. Lục Trạch nhịn không được giật giật khóe miệng, nhưng mà nhìn qua có hơi kỳ, giờ giờ ương ương. Đám người nam cung tĩnh nghe vậy, cũng nhìn thoáng qua cách ăn mặc của Lục Trạch, bọn họ âm thầm quyết định, trước khi kiếm được đủ bộ, nhất định không cho hắn mặc một mình giáp ngực. Sáng sớm hôm sau, Thần Vũ Tinh, bên trong căn cứ của Thần Vũ Quân dưới mặt đất, đám người từ Tân Bạch và Lưu Sĩ Vân đang chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc này, một mảnh ngân quang lấp lóe, hơn 10 thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong căn cứ người cầm đầu là một ông cụ nhưng khí tức vẫn rất uy nghiêm bá đạo chính là tộc trưởng man tộc ở phía sau tộc trưởng man tộc là các trưởng lão của man tộc ngoài ra còn có hai hậu bối ưu tú của man tộc là man côn và man tú sau khi đám người tộc trưởng xuất hiện từ tân bạch bước lên nghênh đón am hắn đầy tôn kính nhìn về phía tộc trưởng man tộc hắn cười nói man vũ tiền bối đã lâu không gặp tộc trưởng man tộc đánh giá từ tân bạch một phen nhịn không được cảm thán nói trường giang sóng sau so xô sóng trước không ngờ mấy tiểu tử các ngươi đều đã phát triển đến mức này hắn còn nhớ rõ lúc đám người từ tân bạch đến man tộc tìm kiếm sự liên minh bọn họ vẫn còn hơi non nớt đến lúc này chỉ mới qua hơn ngàn năm thôi không ngờ bọn họ đã đạt tới tinh vân cấp chỉ có thể nói thế sự vô thường từ tân bạch nghe vậy nhếch miệng cười đáp ha ha đây cũng là do nhân tộc bọn ta khá may mắn thôi nghe hắn nói thế tất cả những người trong man tộc đầu giật giật khóe miệng tộc trưởng man tộc cười nói nhân tộc các ngươi có thể có được a trạch đúng là quá may mắn thật khiến người ta ghen tị mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhân tộc đã phát triển đến mức độ này nói cây ghen tị là cây đúng, bọn họ quả thực đã ghen tị đến nổ con mắt. Nói xong, hắn nói, lúc trước tiểu tử đó giúp chúng ta giải quyết trùng tộc, vậy mà vẫn chưa cảm ơn hắn cho đàng hoàng. Bây giờ hắn đang ở đâu? Từ Tân Bạch nghe vậy, mở miệng cười nói, hiện tại bọn họ đang ăn cơm. Từ Tân Bạch nắm rõ lịch làm việc và nghỉ ngơi của đám người lục trạch, tính toán thời gian thì có lẽ bây giờ bọn họ mới vừa tu luyện xong, bắt đầu dùng bữa nhỉ? Man tộc, bầu không khí trầm mặc. Tộc trưởng Man tộc cười khan, mở miệng nói, đúng rồi lần trước thấy a trạch có vẻ rất thích ăn mỹ thực lần này chúng ta đặc biệt mang đến một ít đặc sản nghe tộc trưởng man tộc nói thế ánh mắt từ tân bạch sáng lên mở miệng cười nói vậy ta liền thay a trạch tạ ơn tiền bối hắn sẽ rất vui vẻ tộc trưởng man tộc ật đầu sau đó quay người nhìn chung quanh mở miệng cười nói sự tộc cùng đoàn đoàn tộc còn chưa tới sao từ tân bạch cười đáp hẳn là cũng sắp tới rồi đúng lúc này có hai đạo ngân quang liên tiếp lóe lên hơn 10 người dược tộc và đoàn đoàn tộc xuất hiện cầm đầu dược tộc là một lão nhân có mái tóc trắng như tuyết sau lưng hắn là các trưởng lão trong tộc ngoài ra còn có hai thiên kiêu của tộc là Ed đi cùng brenda cầm đầu đoàn đoàn tộc là một người có dáng vẻ khá mập mạp sau lưng là các trưởng lão của đoàn đoàn tộc và hai thiên kiêu là khâu lâm cùng khâu an sau khi dực tộc cùng đoàn đoàn tộc xuất hiện đều thấy được đám người từ tân bạch và đông đảo cường giả của man tộc mọi người nở nụ cười đi tới tộc trưởng dực tộc và đoàn đoàn tộc gật đầu với từ tân bạch và tộc trưởng man tộc ra ý chào hỏi mọi người hàn huyên chốc lát sau đó tộc trưởng dực tộc hiếu kỳ hỏi đúng rồi từ tiểu tử những chủng tộc khác đã đến chưa nghe đối phương hỏi từ tân bạch mở miệng cười nói cường giả của những chủng tộc khác sẽ đến trong vòng vài ngày nữa còn tinh linh tộc thì trong khoảng hai ngày này bọn họ sẽ đến man võ nghe vậy mỉm cười nhìn từ tân bạch mở miệng nói từ tiểu tử lần này đã tạ nhân tộc các ngươi không chỉ man võ mà những cường giả khác của tam tộc cũng tỏ ra cảm kích nhìn từ tân bạch thịnh hội lần này ngay cả tinh lịch tộc cũng tới thậm chí còn có vài chủng tộc tinh vân cấp đỉnh phong ngoài ra còn có vài chủng tộc tinh vân cấp chủng tộc tinh hệ cấp thì chỉ có man tộc dực tộc và đoàn đoàn tộc bọn họ theo lý mà nói tam tộc bọn họ hiển nhiên không có tư cách tham gia loại thỉnh hội này nhưng nhân tộc lại không quên tình cũ mời bọn họ tới đây chuyện này rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của bọn họ phần ân tình này thực sự là quá lớn từ tân bạch nghe vậy thì cười đáp man vũ tiền bối đừng nói thế lúc nhân tộc ta yếu thế nếu không có tam tộc các ngươi thì nhân tộc chúng ta cũng không có ngày hôm nay một khi man tộc dực tộc và đoàn đoàn tộc không bạc đã nhân tộc thì nhân tộc cũng sẽ không bạc đãi tam tộc nghe hắn nói thế man võ cười lớn ha 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 ta liền biết ánh mắt của ta không có sai lúc ấy kết minh với nhân tộc các ngươi chính là lựa chọn sáng suốt nhất đời ta từ tân bạch mỉm cười nếu chư vị đều đã đến ta đi sắp xếp nơi ở cho chư vị được mấy ngày tiếp theo thỉnh thoảng có hạm đội của chủng tộc tinh vân cấp đến hệ ngân hà bọn họ đều nhận được lời mời của nam cung lão gia từ mời đến tham gia thỉnh hội ngoại trừ những cường giả của các chủng tộc được mời đến ra còn có rất nhiều chủng tộc không nhận được lời mời cũng đi tới hệ ngân hà mặc dù bọn họ không được mời nhưng dù sao hệ ngân hà không hề đóng cửa nên bọn họ muốn đế thì cũng có thể, chỉ cần không gây chuyện là được. Sau khi tinh linh tộc tuyên bố kết minh với nhân tộc, thanh danh nhân tộc đã chuyển khắp đông vực, làm gì còn ai dám gây sự ở nơi này chứ? Dân chúng nhân tộc cũng vì đó mà kiêu ngạo. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều có niềm tự hào trước nay chưa từng có. Khoảng thời gian này, đám người lục trạch vẫn tu luyện, ban ngày để thăng tu vi, ban đêm vào không gian săn thú, sau khi ra ngoài liền bắt đầu cảm ngộ thần thông cùng thần thuật. Trong lúc đó, bởi vì man tộc, đoàn đoàn tộc cùng dực tộc tới đây, nên đám người lục trạch đã đi ra tiếp đãi đám người man côn đám người man côn đã hoàn toàn miễn dịch trước việc đám lục trạch để thăng tới tinh vân cấp ngay cả kinh ngạc cũng không thèm kinh ngạc dù sao biết nhau lâu như vậy trong lòng bọn họ đã hiểu được ít nhiều mọi người ra ngoài du ngoạn cả một buổi chiều lục trạch mang mọi người đi ăn nhiều thứ ngon khẩu vị của man tộc rất giống nhân tộc ăn rất vui dược tộc thì ăn nhạt hơn một chút ăn nhiều linh quả còn đoàn đoàn tộc thì không quen ăn thức ăn của nhân tộc buổi trưa đi dạo một chút đám người man côn đưa cho đám lục trạch một mớ linh thực linh tài có thể thấy được bọn họ đã sưu tầm rất lâu trong lòng lục trạch vô cùng cảm động ba ngày sau cường giả của tinh tộc cùng kim qua tộc tới fred ize william và kge cũng đi theo bọn lục trạch lại ra tiếp đãi thậm chí lục trạch còn mang theo đám man côn để giới thiệu với nhau lục trạch lại một lần nữa mang theo đám người ray và man côn đi dạo đi ăn sau đó tham khảo võ đạo lẫn nhau cũng giống như đám người man côn bốn người ray biết được sở thích của lục trạch nên đã chuẩn bị không ít thức ăn ngon lục trạch lại thu hoạch được hơn 10 chiếc nhẫn không gian chứa đầy linh tài trong lòng hắn rất đắc ý cảm thấy lần này kiếm lời to sau khi tiếp đãi bốn người fred đám người lục trạch lại tiếp tục tu luyện như bình thường năm ngày sau buổi sáng đám người lục trạch đang ăn điểm tâm đúng lúc này cửa phòng bị gõ mọi người lướt nhìn nhau sau đó alice đứng lên chạy chậm qua mở cửa sau khi mở cửa ra liền thấy tả khâu tầm xong đứng ngay trước cửa alice có chút ngạc nhiên mở miệng nói tầm xong a sao ngày lại tới đây ăn điểm tâm chưa cùng nhau ăn nhé mấy người lục trạch nghe alice nói vậy lập tức quay đầu sang nhìn đã rất lâu rồi bọn họ không gặp cả khâu tầm xong khoảng thời gian này từ lúc bọn họ trở về tả khâu tầm xong vẫn đang bế quan mãi đến mấy ngày trước vì muốn hỗ trợ sắp xếp thịnh hội lần này nàng mới ngừng bế quan nhưng mà bởi vì việc sắp xếp thịnh hội cực kỳ bận rộn đám người lục trạch sợ tả khâu tầm xong nhìn thấy mình sẽ bị kéo qua đó làm cu ly nên cũng không đi gặp nàng không nghĩ hôm nay nàng lại đến đây trong lòng ai nấy đều cảnh giác không ổn chẳng lẽ sắp bị kéo đi làm cu ly rồi nam cung tĩnh giật giật khóe miệng chào hỏi lão mụ sao ngươi lại tới đây cùng ăn nhé tả khâu tầm xong nghe vậy trợn trắng mắt mở miệng nói tinh linh tộc đã đến đây các ngươi cùng ta đi nhanh đón nghe tả khâu tầm xong nói thế đám người lục trạch đều sững sờ sau đó lục trạch hơi kinh ngạc nói tinh linh tộc tới tả khâu tầm xong gật đầu ừm phía lão ra từ truyền tin tức đến phi thuyền của tinh linh tộc đã đến biên giới ngươi nhanh lên một chút đi dù sao ngươi có giao tình tốt nhất với tinh linh tộc vả lại tinh linh tộc là vì ngươi mới kết minh với nhân tộc chúng ta ngươi phải có mặt lục trạch gật đầu được rồi tả khâu tầm xong nói cũng không sai tinh linh tộc hiển nhiên là vì thiên phú của hắn và đám nữ tử quỷ cộng thêm chỗ dựa không biết tên phía sau lục trạch mới kết minh với nhân tộc trong tình huống này hắn phải có mặt vậy chúng ta đi lục trạch đứng lên có chút tiếc nuối nhìn qua thức ăn mới ăn được có một chút sau đó quanh thân hắn lấp lóe ngân quang hắn mang theo đám người nam cùng tĩnh đi theo tả khâu tầm xong biến mất ngay tại chỗ biên cảnh hệ ngân hà tại căn cứ không gian của thủ vệ quân trên căn cứ có không ít trạm hàng không trong đó có một trạm hàng không đã bị phong tỏa lúc này nam cung lão gia tử từ tân bạch lẫm đông thánh nhân cùng lâm lão mang theo lâm diêm và các cao tầng của nhân tộc chờ đợi phi thuyền của tinh linh tộc sắp đến đây bốn người nam cung lão gia tử đã từng gặp tinh linh nữ vương nên còn đỡ còn đám người lâm diêm thì đang hơi khẩn trương đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với tinh linh tộc ở khoảng cách gần như thế đúng lúc này không gian chấn động lục trạch mang theo đám người nam cung tĩnh xuất hiện ở trạm hàng không nhìn thấy đám người lục trạch tới ánh mắt ai nấy đều sáng lên nam cung lão gia tử vội vàng vẫy tay với đám người lục trạch mở miệng cười nói sao bây giờ các ngươi mới đến mau nào lục trạch nhìn thấy mọi người có chút khẩn trương nhịn không được trợn trắng mắt không phải chỉ là tinh linh tộc thôi sao có cần phải khẩn trương như thế không bạn đang xem tùy thân liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim người không biết còn tưởng rằng bọn họ sắp đi xem mắt ấy chứ đám người lục trạch đến bên cạnh nam cung lão gia tử yên tĩnh chờ đợi vài phút sau một chiếc phi thuyền hoa lệ màu xanh biếc dưới sự dẫn đầu của chiến hạm nhân tộc đi tới trạm hàng không sau đó phi thuyền của tinh linh tộc chậm rãi hạ xuống đúng lúc này phi thuyền mở cửa lớn hơn 10 thân ảnh từ trong phi thuyền bay ra cầm đầu là tinh linh nữ vương mà lục trạch đã gặp lần trước bên cạnh nàng còn có một nữ tử tinh linh tộc mặc trường bào hoa lệ nàng có mái tóc dài xanh biếc dung nhan tuyệt mỹ sáng dấp không thua kém tinh linh nữ vương là bao nhưng mà mặc dù cả hai nàng đều có khí chất yêu nhã nhưng người sau không uy nghiêm bằng và cũng ngây ngô hơn sau lưng hai nữ tử tinh linh tộc là cường giả tinh linh tộc tinh vực cấp và các cường giả tinh vân cấp tinh linh nữ vương và nữ tử bên cạnh tinh linh nữ vương có dung mạo quá hoa lệ trừ đám người lục trạch đã từng nhìn thấy hai nàng trước đó ra thì những cường giả khác của nhân tộc đều ngần người lúc mọi người đang ngây người tinh linh nữ vương đã mang theo đông đảo cường giả tinh linh tộc bay tới lúc này nam cung lão gia tử chọc chọc lục trạch cùng đám người lâm lão nở nụ cười bước lên nghênh đón hoan nghênh nữ vương bệ hạ đích thân tới nhân tộc chúng ta thật khiến kẻ hèn này vẻ vang quá hắn mở miệng cười nói hoan nghênh nữ vương bệ hạ nói xong hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh tinh linh nữ vương trong mắt lóe lên một tê kinh ngạc thiếu nữ này dáng dấp thật là dễ nhìn phi không đúng thực lực thật mạnh lục trạch phát hiện mình không có cách nào nhìn ra thực lực của nàng với chiến lược hiện tại của hắn cho dù là cường giả tinh vân cấp đỉnh phong cũng có thể bị hắn nhìn ra đại khái vậy ám hắn lại không thể nhìn ra thiếu nữ này hiển nhiên nàng phải là cường giả tinh vực cấp của tinh linh tộc tinh linh tộc thật sự khủng bố như vậy sao về tinh vực cấp trước đó lục trạch đã nhìn thấy một tinh linh nữ vương bốn trưởng lão tinh vực cấp hiện tại lại có thêm một người vậy là tổng cộng có sáu người nếu như nói tinh linh tộc không có ẩn tàng tinh vực cấp lục trạch chắc chắn không tin khó trách bọn họ có thể chiếm cứ một tinh vực to lớn như thế ngay lúc lục trạch đang suy tư hắn phát hiện thiếu nữ đó cũng đang nhìn hắn trong đôi mắt màu xanh của nàng là sự yếu kỳ nàng mỉm cười gật đầu với hắn Lục Trạch nhìn thấy nàng cười gật đầu với mình, nhịn không được sửng sốt một chút. Mẹ đó, chẳng lẽ mị lực của mình đã lớn đến mức này rồi? Không tốt lắm. Mị lực quá lớn quả nhiên không tốt lắm. Hiện tại hắn là người đã có vợ, hơn nữa còn không chỉ có một vợ. Mặc dù thiếu nữ tinh linh tộc này rất đẹp, nhưng hắn không phải người như vậy. Lục Trạch âm thầm tuyên ngôn, đồng thời lạnh nhạt gật đầu với thiếu nữ, sau đó rời ánh mắt đi. Khi hắn rời ánh mắt đi, mấy ánh nhìn băng lãnh sau lưng hắn mới chậm rãi biến mất. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm. Tinh linh nữ vương tiến lên, mỉm cười mở miệng nói nam cung trưởng lão đã quấy giày rồi nam cung lão gia tử mở miệng cười nói không quấy giày không quấy giày mời mấy vị đi với chúng ta chúng ta đã chuẩn bị xong trụ sở cho các vị nghe nam cung lão gia tử nói thế tinh linh nữ vương gật đầu làm phiền nam cung trưởng lão lần này tinh linh nữ vương tự mình đến một phần là vì kết minh một phần là để hiểu rõ hơn tình huống của nhân tộc mặc dù bọn nàng kết minh là vì chỗ dựa phía sau lưng lục trạch nhưng đã kết minh rồi thì nhất định phải có cái nhìn cụ thể về nhân tộc sau đó mọi người liền xé rách không gian, di động đến địa cầu. Từ trong lỗ đen không gian đi ra, đám người lục trạch đi đến một khu vực rừng rậm trên địa cầu. Lục trạch nhìn lướt qua chung quanh, chung quanh cây xanh râm mát, đều là đại thụ cao lớn, bên trên đại thụ có không ít kiến trúc hoa lệ được điêu khắc từ gỗ. Chúng ta may mắn đi qua tinh linh tộc một lần, thấy được nhà trên cây của tinh linh tộc nên mới xây dựng những ngôi nhà này. Mặc dù chúng không thể so sánh với nhà của tinh linh tộc, nhưng vẫn hy vọng nữ vương bệ hạ bỏ qua cho. Tinh linh nữ vương mỉm cười, nam cung trưởng lão có lòng, ta rất hài lòng với những ngôi nhà này. Nghe tinh linh nữ vương nói thế, đám người nam cung lão gia tử đều vui mừng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nam cung lão gia tử mở miệng cười nói, nếu thế, mọi người đường xa mệt nhọc, chi bằng nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ mang các vị đi xem nhân tộc chúng ta một chút, sau đó ban đêm sẽ cùng tham gia thỉnh hội. Tinh linh nữ vương cười đáp, nếu nam cung trưởng lão đã có an bài, vậy thì cứ như vậy đi. Nói rồi, nàng quay người nhìn thoáng qua nữ tử tinh linh tộc bên cạnh, lại nhìn đám người lục trạch một chút, rồi mỉm cười mở miệng nói, A à, Trạch, vị này là thánh nữ của Tinh Linh tộc chúng ta, tên là Lily. Lily khó có dịp tới nhân tộc, nếu không ngại thì các ngươi mang theo nàng ra ngoài dạo chơi nhé." Nghe Tinh Linh Nữ Vương nói thế, đám người lục trạch đều kinh ngạc, đồng thời quay đầu nhìn thiếu nữ Tinh Linh tộc kia. Trước đó, tất cả mọi người đều chú ý tới nàng, trong lòng cũng đã suy đoán được phần nào, dù sao, người có thể đứng bên cạnh Tinh Linh Nữ Vương, chắc chắn có địa vị không thấp, nhưng bọn họ không nghĩ tới, thánh nữ của Tinh Linh tộc đã đột phá đến tinh vực cấp. Không hổ là Tinh Linh tộc thánh nữ, thiên phú cường đại vô cùng tinh linh tộc thánh nữ Lily cười với Lục Trạch, mở miệng nói, Lục Trạch, ngưỡng mộ đại danh. Lục Trạch cũng cười nói, Lily điện hạ quá khen, điện hạ tuổi nhỏ đã là cường giả tinh vực cấp, thật khiến ta xấu hổ. Sau đó, hắn quay đầu cười nói với tinh vực nữ vương, đã hiểu, nữ vương bệ hạ. Thấy Lục Trạch đáp ứng, trong lòng đám người nam cung tĩnh có chút không tình nguyện, nhưng mà dù sao chuyện này liên quan đến mối quan hệ giữa nhân tộc và tinh linh tộc, hiển nhiên các nàng chỉ có thể cắn răng chấp nhận, đồng thời trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của các nàng, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Mấy bình giấm chua này, Lục Trạch cười nói với Lily, "Điện hạ, đi theo chúng ta." Nói xong, hắn xé mở không gian, mang theo đám người nam cung tĩnh bước vào, mà Lily thì mang Louis theo. Sau khi đám người mang theo Lily và Louis rời đi, Nam cung lão gia tử mở miệng cười nói, "Nữ vương bệ hạ, đã như vậy thì chúng ta không quấy dày các ngươi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đến tiếp các ngươi." Tinh linh nữ vương mỉm cười gật đầu, làm phiền Nam cung trưởng lão. Trái đất, Hoàng Quốc Thành, một khu phố ẩm thực trên không trung không gian bị xé mở mấy người lục trạch bay ra từ trong hố không gian sau khi tinh linh thánh nữ bay ra tò mò nhìn thành phố mang hơi hướng cổ xưa mở miệng hỏi lục trạch đây là đâu vậy lục trạch nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười thân thiện yên tâm tuyệt đối sẽ không lừa người đâu dẫn người đi ăn đồ ngon bọn nam cung tính nghe thấy lời này của lục trạch mấy nàng đều trợn trắng mắt trước đó tiếp đón mấy người man côn lục trạch dẫn bọn họ tới chỗ này ăn khi tiếp đón bọn fred lục trạch cũng đưa bọn họ tới đây ăn bây giờ tinh linh thánh nữ tới đây tên này vẫn đưa nàng tới chỗ này ăn cái tên này thật sự tưởng rằng ai cũng thích ăn mấy thứ này như bọn họ sao xùy bọn họ cái gì phải là giống một mình tên khốn này chứ nghe lục trạch nói lily và louis đều sững sờ vẻ mặt kỳ quái vãi trường người này bị gì thế bảo hắn dẫn đi dạo thế mà dẫn các nàng đi ăn trước nụ cười trên mặt của lily sượng lại yên lặng một lúc nàng khó khăn mỉm cười ăn ngon nàng cảm thấy mình cần phải xác nhận lại một chút có khả năng là vừa rồi mình nghe nhầm không?" Lục Trạch Sơ ngón cái lên cười sang sảng, "Đúng, phải nói nơi có nhiều món ngon nhất nhân tộc tuyệt đối chính là Hoang Quốc Thành. Cứ đùa, bọn họ đường đường là ham ăn mạnh của đế quốc, có gì không thể ăn, ngay cả rơi cũng ăn thì hỏi ngươi có sợ không chứ?" Thấy bộ dáng khẳng định như vậy, Lily và Louis từ bỏ, xem ra là mình không nghe lầm. "Thôi vậy, ăn thì ăn thôi, tuy rằng đã lâu lắm rồi chưa ăn gì nhưng mà ăn một ít cũng không sao." Lily cong môi mỉm cười tao nhã, "Nếu đã như vậy thì ta thử xem sao." không thể không nói, nét đẹp tao nhã của tinh linh tộc là do trời sinh, dù là Lily so với tinh linh nữ vương mà nói thì có chút ngây ngô hơn nhưng phần thanh nhã kia lại không khác gì. Thấy Lily đồng ý lúc trạch mỉm cười, vậy đi thôi. Nói rồi mấy người đáp xuống mặt đất, vừa đáp đất ánh mắt mấy người trong phố ẩm thực đều sáng lên, sau đó mấy người chủ quán vọt ra từ trong quán cười với mấy người lục trạch, sơ dương quân, các vị công tử, các ngài tới rồi, chào mừng tiếp tục đến quán cây tứ xuyên của chúng ta nha. Đến chỗ bọn ta, chỗ bọn ta có rượu ngon, mấy ngày nay mấy người lục trạch tới đây những hai lần lần thứ nhất bọn họ đều không có chuẩn bị gì chắc chắn là tiếp đãi sơ dương quân không chu đáo vốn cho rằng sơ dương quân chỉ sẽ tới một lần mà thôi không ngờ rằng không quá vài ngày lại tới lần thứ hai là mọi người trở tay không kịp sau đó bọn họ vẫn luôn chờ sơ dương quân hạ cố đến không ngờ vừa chờ thật đúng là để bọn họ chờ được mấy chủ quán đương nhiên là nhiệt tình chào mời sơ dương quân hạ cố tới cửa tiệm của bọn họ đối với sự nhiệt tình chào gọi của mọi người mấy người lục trạch đều mỉm cười chẳng qua lily và louis thì lại hơi kinh ngạc lục trạch những người này hình như rất quen thuộc với các người. Nam Cung Tĩnh bên cạnh lừa một cái, xài xẻ. Tên này mấy ngày nay dẫn bọn ta tới ăn hai lần, đây đã là lần thứ ba, có thể không quen được sao? Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cười khẽ. Lục Trạch tiểu đệ đệ, hôm nay bắt đầu từ đâu trước? Bắt đầu từ đâu? Lily và Louis nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong vẻ mặt kỳ quái. Các nàng có thể cảm giác được mọi chuyện hình như có chỗ nào đó không thích hợp. Lục Trạch không có chút phản ứng nào với lời gì và của Nam Cung Tĩnh. Dù sao mấy người này sau rốt cũng sẽ như hắn thôi. Phải ăn còn không phải muốn ăn hay sao? Trực, phụ nữ mà, đều là da mặt mỏng, muốn ăn thì nói thẳng thôi, hắn cũng sẽ không cười máy nàng. Ánh mắt Lục Trạch quét qua cửa hàng trên phố, sau đó mắt sáng lên, cười nói, "Hôm nay chúng ta ăn lẩu trước đi." Sau đó Lục Trạch liền dẫn mấy người nam cung Tĩnh đi vào quán lẩu. Chủ tiệm lẩu đưa mấy người Lục Trạch vào, lập tức cúi người vẻ mặt kích động nói, "Xin chào Sơ Dương Quân đã ghé thăm quán lẩu lão sơn thành của chúng ta, ta đã chuẩn bị phòng riêng cho Sơ Dương Quân." Nói rồi hắn liếc nhìn cô gái tinh linh tộc ở bên cạnh. Lập tức thu lại ánh mắt, trong lòng kích động. Lần thứ nhất người Sơ Dương quân dẫn tới là Thiên Kiêu của ba tộc Man tộc, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc, lần thứ hai thì nghe nói là Thiên Kiêu của Văn Minh Tinh Vân cấp đỉnh phong, không ngờ lần này lại đưa cả thiên tài của Tinh Linh tộc tới. Sơ Dương quân châu bò. Cơ mà, hai cô gái Tinh Linh tộc này thật đẹp à nha, không biết mấy vị công tử có thể sẽ. Chủ quán lầu nghĩ tới đây thì thót tim, lập tức không dám nghĩ nhiều nữa. Nghe lời của chủ quán lầu, Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn hắn, "Ông chủ, sao ngươi biết bọn ta sẽ tới?" thế mà ngay cả phòng riêng cũng chuẩn bị sẵn. Chủ quán lầu cười nói, khoảng thời gian này sơ dương quân đã tới hai lần rồi, chúng ta không kịp chuẩn bị, ta nghĩ nếu như sơ dương quân lại tới nữa thì cũng không thể lại chuẩn bị gấp gáp như vậy nữa, thế là liền đặc biệt để chống một phòng riêng chờ sơ dương quân ngài đại giá quang lâm. Nghe chủ quán lầu nói, mấy người lục trạch đều sừng sốt, sau đó lục trạch cười cười với chủ quán lầu, cảm ơn ông chủ, người có lòng thật. Nghe lời này của lục trạch, chủ quán lầu lập tức xúc động đến đỏ mặt lên, hắn vội xua tay, ngài khách sáo rồi có thể phục vụ cho ngài là vinh hạnh lớn nhất đời ta ta dẫn ngài tới phòng riêng xin mời đi bên này nói xong chủ quán lầu cung kính dẫn đường ở phía trước mấy người lục trạch đi theo sau ông chủ quán lầu tới một phòng riêng ở tầng cao nhất phòng riêng rất lớn trang trí theo phong cách cổ xưa của hoàng quốc có vẻ chắc hẳn rất là đề tâm lục trạch quan sát bức tranh sơn thủy trên tường và bàn tròn gỗ không nén được nụ cười luôn cảm thấy giống như quay lại thời cổ đại thấy lục trạch cười chủ quán lầu lại kích động trong lòng xem ra dường như sơ dương quân rất hài lòng với phong cách trang trí của phòng riêng này nha tuyệt lắm chủ quán lầu cảm thấy vất vả của mình không phí hoài rồi sơ dương quân có thể thích thì hắn đã mãn nguyện mang theo tâm trạng hân hoan chủ quán lầu khom lưng đi ra sau đó nói vậy sơ dương quân ngài chờ ta một chút ta sẽ cho người chuẩn bị nước lầu và đồ nhúng lầu lục trạch cười nói đi 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 chủ quán lầu cẩn thận từng tí đóng cửa đi ra sau khi cửa phòng dương đóng lại lily nhìn về hướng cửa phòng khẽ cười nói mấy người lục trạch ngươi hình như rất được người yêu mến thân làm cường giả tinh vực cấp đối với dao động tinh thần của những võ giả bình thường này vẫn có thể cảm ứng được những người này thật lòng tôn kính thậm chí là sùng bái mấy người lục trạch mấy người lục trạch nghe vậy đều mỉm cười có thể đều tôn kính như vậy trong lòng bọn họ đương nhiên cũng sẽ mừng rỡ lục trạch cười nói thật sự cũng không có gì có thể là bọn ta thường xuyên quan tâm đến việc làm ăn của bọn họ bọn họ cảm thấy chúng ta khá có tiền há nghe lục trạch trả lời không đứng đắn lily và louis đều sửng sốt louis thì càng không nhịn được liếc hắn trắng mắt người đấy nói chuyện với thánh nữ của chúng ta cũng không đàng hoàng như thế dầu gì nàng cũng có tình bạn bè qua lại với mấy người lục trạch còn ổn biết tính cách của lục trạch không ngờ tên này cũng như thế này trước mặt thánh nữ cũng không biết tem tém lại lục trạch nghe vậy cười nói nhưng mà ta cũng không ngờ thực lực của lily điện hạ thế mà đã là tinh vực cấp lần trước nghe nói tin tức liên quan tới tinh linh thánh nữ hắn còn cho rằng tinh linh thánh nữ vẫn là tinh vân cấp chứ nghe lục trạch nói lily cười khẽ tinh linh tộc chúng ta và nhân tộc các ngươi bây giờ là quan hệ đồng minh các ngươi gọi ta lily là được nói rồi nàng nhìn mấy người lục trạch nói ta cũng mới vừa đột phá có điều so với các người mà nói thì tiến bộ của ta không tính là gì sợ là không bao lâu nữa các người đã sắp được kịp ta thôi nhỉ khi vừa đi ra nghe được chuyện của mấy người lục trạch nàng cũng bị dọa luôn lúc đột phá tinh vân cấp dị tượng bao phủ cả hệ ngân hà đây phải là thiên tài ở trình độ nào bạn đang xem tùy thân liệp thú không ra được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim cho dù là nàng đột phá tinh vực cấp dị tượng cũng không bằng một phần trăm dị tượng của lục trạch bọn họ khi đột phá tinh vân cấp nữa nói xong nàng lại nghĩ tới cái gì mở miệng còn phải cảm ơn ngươi nhiều vì đã giúp tình linh tộc chúng ta xử lý chuyện trùng chiều đối với lily biết chuyện trùng chiều lục trạch cũng không thấy bất ngờ khi đó nhiều người như vậy đều thấy hắn cũng không nghĩ tới phải giấu giếm chắc chắn cũng là tinh linh nữ vương nói cho nàng nhỉ lục trạch cười đáp khi đó mẫu trùng muốn hủy diệt hệ ngân hà của chúng ta chúng ta cũng là đang tự bảo vệ lily nghe vậy thì hơi cười cười không nhiều lời nữa làm gì có tự bảo vệ mình liền giết sạch toàn bộ chủng tộc trong cả tinh linh tinh vực và lại mặc kệ là tự bảo vệ hay là thế nào điều này đối với tinh linh tinh vực mà nói đều là một phần ân tình lớn. sau đó nàng lại nhớ tới gì đó, nói, à phải rồi. nghe louis nói, các ngươi muốn đi di tích cổ chiến tranh silver để tìm tụ linh thạch trung phẩm. nghe lily nói, mấy người lục trạch đều ngạc nhiên, xoay đầu nhìn nàng. lục ly ở cạnh nói, chẳng lẽ lily người biết tin tức gì? lily nghe thấy mỉm cười đáp, đúng thật là ta biết một chút tin tức. nghe thấy vậy mấy người lục trạch đều sáng bừng mắt. không chờ bọn lục trạch mở miệng hỏi, lily cười nói tiếp, thật không dám giấu. Lần này sở dĩ ta có thể được phá đến tinh vực cấp nhanh như vậy cũng là nhờ trước đó đã phát hiện được một di tích đáng gờm trong di tích cổ chiến tranh Silver. Chỉ là tài nguyên ở tầng ngoài di tích mà đã giúp ta để thăng cực lớn. Trong đó có gì mặc dù ta không rõ lắm nhưng mà chắc chắn có khả năng rất lớn sẽ có tụ linh thạch trung phẩm. Nói rồi nàng hơi dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ kích động, nói không chừng còn có ngộ đạo thạch trung phẩm. Nghe lời này của Lily, mấy người lục trạch lướt mắt nhìn nhau, sau đó, Nam Cung tĩnh nói, nếu đã là di tích quá giá như vậy, vì sao ngươi còn phải nói cho bọn ta biết thế? bọn lục trạch không phải ngốc mặc dù nhân tộc và tinh linh tộc là quan hệ đồng minh nhưng mà lúc này chỉ mới vừa kết minh hai bên lại không có giao hảo sâu đậm lily hoàn toàn không cần thiết nói với bọn họ về chuyện di tích này đâu từ tầng ngoài đã có thể giúp nàng từ tinh vân cấp đỉnh phong đột phá đến tinh vực cấp thì hiển nhiên không phải là đồ tốt thường thường thế mà cũng đem ra chia sẻ nghe nam cung tĩnh nói lily mỉm cười nói bởi vì lúc ấy phát hiện ra di tích cũng không chỉ có một mình ta còn có mấy thiên tài văn minh tinh vực cấp cũng phát hiện ra di tích này nghe lời này của lily mấy người lục trạch đều sửng sốt sau đó lục trạch mở miệng nhiều người như vậy khi đó các ngươi không có tìm tòi hết di si tích này à lily lắc đầu chỗ di tích đó e rằng là một nơi thí luyện của si vơ tộc bên trong có rất nhiều nguy hiểm khi đó ta cũng là cửu từ nhất sinh mới có được thu hoạch lúc đó thời gian di tích mở ra cũng chỉ khoảng một tháng một tháng sau di tích kia tự động đóng lại theo tin tức ta nhận được di tích đó sắp mở ra trong khoảng thời gian này điểm thí luyện của si vơ tộc bọn lục trạch hơi nghi hoặc lily cười khẽ gật đầu các người biết di tích cổ si vơ tộc hình thành nên thế nào nghe lily nói mấy người lục trạch nhướng mày lâm linh hỏi hình thành thế nào đối với di tích cổ chiến tranh silver mấy người lục trạch chỉ biết được chút ít từ chỗ lưu xí vân với thực lực của lưu xí vân kiến thức hiểu biết được tự nhiên chỉ là vài điều cơ bản nhất một số tình hình sâu hơn mấy người lục trạch hoàn toàn không biết lily cười nói không gian di tích cổ này vốn là không gian dị thứ nguyên của si vơ tộc sau này si vơ tộc bị diệt mới có thể tạo thành di tích này nói rồi trong con người xanh biếc của nàng lóe lên vài phần phức tạp si vơ tộc này là văn minh tinh chủ cấp văn minh tinh chủ cấp Bọn lục trạch đều trợn mắt, vẻ mặt như bị sốc. Phải biết rằng tinh linh tộc cũng chẳng qua chỉ là văn minh tinh vực cấp mà thôi, trên tinh vực cấp còn có tinh quân, trên tinh quân mới là tinh chủ. Tinh linh giống như anh anh, bình thường trưởng thành tới thành niên cũng chỉ là tinh chủ mà thôi, đây đã là cường giả đứng đầu vũ trụ. vơ tộc này thế mà lại là văn minh khủng bố như vậy. Không chỉ là mấy người lục trạch, ngay cả Louis bên cạnh cũng mang vẻ mặt chấn kinh. Hiển nhiên nàng cũng không biết chuyện này. Lily gật đầu, cười nói: Khu vực trung tâm của di tích cổ si vơ tộc ngay cả tinh chủ cũng không cách nào đi vào, chẳng qua việc có thể khẳng định là văn minh này khi vẫn còn tồn tại khá là đáng sợ. Bọn lục trạch hai mặt nhìn nhau, bầu không khí lập tức lắng xuống, sau đó Alice mở miệng hỏi, văn minh mạnh như vậy sao có thể bị diệt? Nghe Alice nói, trong mắt Lily hiện lên vẻ kinh sợ, nói, tình hình cụ thể sợ là chỉ có những tinh chủ kia biết, có điều, ta đoán chỉ sợ là cường giả mạnh hơn ra tay. Louis trừng mắt, trong mắt đầy kinh hãi, cường giả còn mạnh hơn tinh chủ, chẳng lẽ là vũ trụ đại đế ra tay? Sau khi Louis nói xong thì rụt cổ lại, nhìn về hướng bầu trời không dám nói tiếp. Mấy người lục trạch nhìn nhau, đều cảm thấy ra đầu tê dần. Vũ trụ đại đế, bọn lục trạch cũng chỉ là biết, đây là cường giả mạnh nhất trong vũ trụ. Cường giả như vậy cũng giống như đế vương quân lâm vũ trụ, rốt cuộc như thế nào thì bọn lục trạch hoàn toàn không biết. Không chỉ mấy người lục trạch không biết, ngay cả Lily của tinh linh tộc cũng biết rất ít. Cường giả như vậy là đỉnh cao nhất vũ trụ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ thế mà sẽ có vũ trụ đại đế ra tay hủy diệt si vơ tộc văn minh tinh chủ cấp trong chốc lát tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc đúng lúc này cửa phòng riêng có tiếng gõ mấy người lục trạch bây giờ mới lấy lại tinh thần nam cung tĩnh hít một hơi thật sâu khôi phục lại tâm trạng khiếp sợ trong lòng sau đó nói vào đi cửa phòng mở ra một đội nhân viên phục vụ bưng nước lẩu và đỏ nhúng đi vào mà mấy người lục trạch thì đều ăn ý không tiếp tục thảo luận chủ đề vừa nãy liên quan đến cường giả cấp bậc vũ trụ đại đế vẫn đừng thảo luận thì hơn lỡ đầu người ta nghe thấy thì sao mạng chó quan trọng hơn mạng chó quan trọng hơn rất nhanh nhân viên phục vụ đã bày đồ ăn xong, lầu là lầu uyên ương, đồ nhúng rất nhiều, các loại thịt linh thú còn có đủ các món chay. Thấy một bàn đồ nhúng, Lily và Louis đều há hốc mồm. Thịt và rau này đều là đồ sống sao? Thứ đồ này có thể ăn? Khẩu vị của nhân tộc đặc biệt như vậy sao? Ánh mắt hai người nhìn bọn Lục Trạch nháy mắt trở nên kỳ quái. Lục Trạch để ý tới ánh mắt của Lily và Louis, lập tức lườm lại, hai người các ngươi có ánh mắt gì vậy hả? Nói rồi hắn lấy một ít đồ nhúng đổ vào nồi lẩu. Đối với Lục Trạch mà nói, cay hay không cay gì hắn đều có thể ăn được nhưng mà ăn lẩu thì lục trạch cảm thấy cay mới là linh hồn lẩu không cay thì sao tính là lẩu đáng tiếc alice và lâm linh đều chỉ ăn lẩu nhạt lục trạch vừa yên lặng thầm khinh bỉ hai người này vừa lấy đổ nhúng để vào trong lẩu không cay lily và louis tò mò nhìn động tác của lục trạch không nói gì sau khi để đổ nhúng vào lục trạch cười nói đợi một chút là được chúng ta nói tiếp đi di tích kia khi nào mở lily liếc nhìn nồi lẩu sau đó nói đại khái là còn khoảng một tháng nữa nghe lily nói mấy người lục trạch đều sững ra thời gian ngắn vậy lily cười gật đầu vốn dĩ sau khi ta quay về lần này thì sẽ đi di tích của silver nói rồi nàng nhìn mấy người lục trạch thế nào có muốn đi cùng ta hay không nghe lời này của lily bọn lục trạch lướt mắt nhìn nhau lúc này thu nguyệt hòa sa nói tầng thứ nhất của di tích của silver không phải chỉ có cường giả dưới tinh vân cấp sao người đã là tinh vực cấp cũng có thể vào nghe thu nguyệt hòa sa hỏi lily cười đáp tinh vực cấp đương nhiên cũng có thể vào chỉ là sau khi vào tu vi bị áp chế tới đỉnh phong mà thôi chẳng qua cho dù là tu vi bị áp chế cường giả tinh vực cấp dù sao cũng là cường giả tinh vực cấp cường độ nhục thân thần thông và trình độ cảm ngộ cảm ngộ thần thuật cùng với các loại át chủ bài hiển nhiên là sẵn mạnh hơn so với cường giả tinh vân cấp trong tầng thứ nhất di tích cổ silver nhóm mạnh nhất đều là cường giả tinh vực cấp bị áp chế tu vi nghe lily nói bọn lục trạch không nhịn được co giật khóe miệng này cũng quá hố cha rồi á cường giả tinh vực cấp chỉ áp chế tu vi trừ tu vi những phương diện khác đều là tinh vực cấp nha miệng nó tinh vân cấp nào đánh lại được Sợ là đầu cũng bị đánh nát đi. Cơ mà, nếu nói như vậy thì, mấy người lục trạch xoay đầu nhìn Lily, ánh mắt từ từ trở nên thân thiết, người này sau khi di vào chính là đùi bự nha. Thấy ánh mắt của bọn lục trạch, Lily hơi ngẩng đầu vô cùng tự tin, thế nào, ta ở tầng thứ nhất ắt cũng được tính vào nhóm mạnh nhất, có điều một mình ta dù sao cũng là thế đơn lực yếu, thực lực của các ngươi đối với ta cũng rất quan trọng. Nghe lời này lục trạch cười khẽ một tiếng, nếu đã như vậy thì chúng ta đương nhiên muốn đi cùng, không nói những cái khác so với bọn họ thì Lily hiển nhiên quen thuộc hơn với di tích cổ Silver, đi theo nàng lan lộn tốt hơn nhiều chính bọn họ đi vào chạy loạn như con rối không đầu. Cộng thêm lục trạch rất tò mò đối với di tích này. Tụ linh thạch trung phẩm và ngộ đạo thạch trung phẩm khá quan trọng với nhân tộc bọn họ. Hơn nữa, thời gian một tháng sau, lục trạch hơi hít mắt, bây giờ hắn cách tinh vân cấp tam giai đã không bao xa nữa, một tháng sau hẳn là có thể tăng tới trình độ tiếp cận tinh vân cấp tứ giai nhỉ? Đến lúc đó dựa vào lĩnh vực của hắn, cường giả tinh vân cấp đỉnh phong bình thường hắn có tự tin chiến thắng cũng xem như miễn cưỡng là có năng lực bảo vệ ha. Huống hồ gì bây giờ lục trạch còn có một át chủ bài, chủ cần cẩn thận một tí trong tinh vân cấp không có ai có khả năng uy hiếp tới mạng sống của hắn, cho dù là cường giả tinh vực cấp bị áp chế tu vi đối với hắn cũng không có uy hiếp lớn lắm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lục trạch có gan đi di tích cổ Silver. Bằng không với độ thận trọng của hắn sao có khả năng sẽ đi tới nơi nguy hiểm như vậy. Đây không hợp với tính cách của hắn, hắn chính là lục trạch không tự tìm chết đấy. Thấy lục trạch đồng ý, Lily lập tức lộ ra nụ cười vui mừng nếu đã như vậy thì hợp tác vui vẻ tu vi của đám lục trạch tuy rằng không cao nhưng lực chiến thì khủng bố cực kỳ khiếp người huống gì sau lưng bọn họ có chống lưng quá mạnh nàng không tin người đứng sau bọn họ sẽ không cho bọn họ chưa áp đái hòm đến lúc đó nếu như có chuyện gì chỉ sợ át chủ bài của bọn lục trạch sẽ có tác dụng cực lớn có mấy người lục trạch tham gia lily cực kỳ có lòng tin vào chuyến lịch luyện di tích cổ silver này lục trạch cũng cười cười hợp tác vui vẻ lúc này lục trạch liếc nhìn nổi lầu sôi ủng ục cười nói được có thể ăn rồi nói xong hắn gấp một miếng thịt đã chín cho vào miệng thơm ngon quá lục trạch thích chí hết cả mắt nam cung tĩnh cũng gấp gáp thò đũa qua wow, lục trạch để lại cho ta một miếng thịt tinh long bọn thu nguyệt hòa xa cũng không chờ được bắt đầu ăn thấy bộ dạng của mấy người lục trạch lily và louis liếc mắt nhìn nhau sau đó hai người cũng học theo cầm đũa lên hai người nhìn nồi uyên ương louis ngó ngó nước lẩu màu đỏ rụt rụt cổ yên lặng đưa đũa tới trong nước lẩu nhạt màu trắng sữa cùng ăn rau với lâm linh và alice mà Lily hiển nhiên càng có tinh thần mạo hiểm hơn. Nàng hơi cắn răng, thò đũa vào trong nồi lầu đỏ gấp một miếng rau, cẩn thận bỏ vào miệng, sau đó, Lily trợn mắt, gương mặt xinh đẹp trắng nõn lập tức nhuốm đỏ. Nàng nhăn mặt lại, vẻ mặt khó khăn nuốt rau trong miệng xuống, sau đó ứa nước mắt kêu lên, đồ ăn này có độc, miệng đau quá. Mấy người lục trạch, bọn lục trạch nhìn Lily bị cay đến khóc, vẻ mặt kỳ lạ. Cô nàng này, quả thực còn không ăn cay giỏi bằng Alice và Lâm Linh à. Mấy người lục trạch cực kỳ ăn ý thầm tiến hành thinh bỉ nàng, còn có độc nữa chứ. Ha hả Tinh Linh ngu ngốc. Nam Cung Tĩnh cũng ăn đến đỏ cả mặt mày, nàng hà một hơi, nói, "Đây là một loại linh tài cực cay ở chỗ chúng ta, chuyên dùng để làm gia vị, ăn rất ngon." Nói Nam Cung Tĩnh cũng không ngừng động tác của mình, lại vươn đũa gấp một miếng thịt, nghe Nam Cung Tĩnh nói, thấy dáng vẻ mấy người vẫn thích thú ăn lẩu như cũ, Lily hơi khựng lại, trong mắt hiện lên tia bối rối, sau đó nàng vẫn lẳng lặng rời đũa sang lẩu không cay bên cạnh. Thấy cảnh này, bắt mấy người lục trạch lóe lên một tia xem thường. Hơ cùi bắp. Sau khi ăn lẩu xong, mấy người lục trạch lại đi đến một quán ăn khác trên phố ẩm thực, ăn hết một lượt các loại món ngon. Đợi đến sau khi ăn hết các món trên phố ẩm thực, thời gian cũng đã nhá nhanh tối. Đi ra một quán ăn hàng châu, bọn lục trạch mang vẻ mặt thỏa mãn, ngay cả Lily và Louis đều mang nụ cười, có một chút dáng vẫn chưa hết thèm. Lục trạch thấy vậy mỉm cười, thế nào, đồ ăn chỗ chúng ta khá ổn đúng không? Lily cười, ở phương diện này nhân tộc quả thật rất tốt, rất nhiều món ăn khiến mắt sáng rỡ. Alice cười tung tìm nói, vậy sau này Lily ngươi có thể tới bất cứ lúc nào, linh thực ta làm cũng ổn lắm, lần tới làm cho ngươi ăn. Nghe Alice nói vậy, Lily hơi ngạc nhiên nhìn Alice, Alice ngươi còn biết làm linh thực. Lục trạch có chút đắc ý ngửa đầu, sau đó ôm vai Alice, nói, chủ nghệ của Alice đệ nhất vũ trụ. Trong bộ dạng của hắn, người không biết còn tưởng chủ nghệ của hắn siêu giỏi đấy. Nghe lời này của lục trạch, Alice đỏ mặt hơi ngại ngùng tựa đầu vào lòng lục trạch, chỉ là biết làm một chút mà thôi. Lily nghe vậy mỉm cười nói, Vậy lần sau ta nhất định phải thử." Alice cười nói, "Không thành vấn đề." Lúc ăn cơm mấy cô gái cùng nói chuyện, mối quan hệ ngược lại càng thân thiết hơn không ít, đại khái cũng là bởi vì cùng chung chí hướng giữa thiên tài. Lục Trạch tỏ vẻ không quá hiểu về cách kết bạn giữa mấy cô gái. Sau đó Lily nhìn sắc trời dần sập xuống, khẽ cười nói, "Thời gian cũng không sớm nữa, hôm nay tới đây nhé." Lục Trạch nghe vậy cười gật đầu, "Vậy chúng ta đưa các ngươi về." Lily mỉm cười, "Vậy phải phiền các ngươi rồi." Lục Trạch khẽ lắc đầu, "Không phiền." Nói xong hắn xé mở không gian mấy người đi vào trong không gian. Trên không trung rừng rậm nhà cây, không gian xé ra một khe hở, mấy người lục trạch bay ra. Lily và Louis nhìn nhà cây bên dưới, sau đó xoay đầu cười với mấy người lục trạch. Lily nói, vậy mai gặp nhé. Bọn lục trạch vẫy tay chào Lily và Louis, mai gặp. Thấy Lily và Louis bay tới nhà cây, lục trạch cười gật đầu, chúng ta cũng quay về thôi. Ừm, mấy người nam cung tĩnh gật đầu. Quay người lục trạch sáng lên ngân quang, mấy người biến mất quay về tòa nhà tu luyện thần vũ tinh. Trong phòng nghỉ, mấy người lục trạch ngồi nghỉ trên ghế sofa thu nguyệt hòa xa dưới eo khẽ cười nói bạn đang xem tùy thân lập thú không gian được thuyết minh tại kênh youtube di các phim không ngờ thanh nữ của tinh linh tộc thật ra vẫn khá dễ ở chung mấy người lục trạch đều gật đầu ít nhất thì khi mấy người bọn họ trò chuyện lúc trước cảm giác đều rất tốt sẽ không quá kiêu ngạo cũng sẽ không có không coi ai ra gì ngược lại là tao nhã hào phóng vô cùng lịch sự ngay cả mấy người nam cung tĩnh cũng không sinh ra được ác cảm với nàng lâm linh chớp chớp đôi mắt linh động cười nói không ngờ lần này gặp được Lily thế mà còn có thu hoạch như vậy, hy vọng tới lúc đó sau khi đi vào di tích có thể tìm được tụ linh thạch trung phẩm nhỉ. Lục Ly gật đầu, vậy chúng ta vẫn mau đi tu luyện thôi, cảm giác đến lúc đó chỉ sợ tranh cướp rất dữ dội. Dù gì đi nữa, di tích kia cũng không phải chỉ có một mình Lily biết, sợ là tới lúc đó có không ít cường giả tới, cường giả tinh vực cấp bị áp chế xuống tinh vân cấp sợ là đều sẽ có không ít đâu. Mấy người Lục Trạch lập tức cảm giác được áp lực to lớn. Lục Trạch cười nói, trước cứ vào không gian săn thú thôi. Không gian săn thú mấy người lục trạch xuất hiện trong sa mạc mặt trời trên không vẫn trói trang như cũ trên sa mạc thi thoảng có gió lốc quét qua cát vàng ngập trời mấy người lục trạch nhìn giáo giác xung quanh trong mắt lâm linh lóe lên huỳnh quang sau đó chỉ về một hướng phía sau bên này thế là mấy người lại bắt đầu con đường đi rừng nửa ngày sau một chỗ nào đó trong sa mạc ầm tiếng nổ vang lên dư âm linh lực tàn sát tứ tung trong không trung có biển lửa trải rộng trong biển lửa một bóng dáng hồng sắc bắn tới mặt đất liện ra một cái hố sâu trong sa mạc si tiếng giết thảm thiết truyền ra từ trong hố sâu đúng lúc này một quyền kình hỏa dưỡng hồng sắc đánh mạnh vào trong hố âm uhm. sư âm cùng bạo lại chuyển động khắp bốn phương tám hướng tiếng gào thét bị tiếng nổ bao phủ từ từ tắt tiếng sau đó biển lửa tan biến lộ ra bóng người lục trạch hắn hơi thở ra nhìn thi thể hồng ngọc cự hạt từ từ hóa thành cho trong hố sâu nhét miệng cười vui vẻ lại là một con hồng ngọc cự hạt loại hung thú siêu cấp này khá hiếm nếu như là trước kia lục trạch tự nhiên cảm thấy không gặp thì tốt hơn dù gì vừa gặp thì ngay cả chạy cũng không chạy được nhưng mà bây giờ thì khác rồi, bây giờ thực lực của bọn họ đã rất mạnh, đủ để giết chết hồng ngọc cự hạt, đương nhiên là bắt đầu ghét bỏ số lượng hồng ngọc cự hạt ít. Mấy người nam cung tĩnh ở xa cũng tới qua, mấy người đáp xuống trong hố sâu nhặt đồ rơi ra, sau đó tiếp tục bắt đầu đi rừng. Hai ngày sau, hung thú vừa vào tinh vân cấp lục giai mà mấy người lục trạch chém giết đã được sáu con, trong đó có hai con là hung thú hỏa diễm cự lang, đáng tiếc hai hung thú hỏa diễm cự lang này không rơi ra trang bị pha lê. Số lượng hung thú dưới tinh vân cấp ngũ giai thì là nhiều không đếm kể về phần hung thú siêu cấp thì chỉ giết được một con hồng ngọc cựa hạt tinh vân cấp tứ giai này hung thú siêu cấp mạnh hơn bọn họ cũng từng gặp phải chẳng qua tu vi thấp nhất cũng là tinh vân cấp ngũ giai bọn lục trạch chỉ cảm nhận được hơi thở này từ xa đã trực tiếp đi vòng Đùa à bây giờ dù là hung thú tinh vân cấp lục giai cũng chỉ có thể giết được cái loại vừa mới để thăng mà thôi hung thú mạnh hơn bọn họ chỉ có thể chạy trốn chứ đừng nói tới hung thú siêu cấp đi qua không phải chịu chết à ba ngày sau bọn lục trạch đang di chuyển trong sa mạc tìm kiếm con mồi đúng lúc này mặt đất đột nhiên chấn động năm hơi thở vô cùng cuồng bạo bay lên cảm nhận được năm hơi thở này mấy người lục trạch đều cứng đờ người đúng đúng lúc này khu vực ở tiết xa có linh quang lóa mắt lóe quên tiếng nổ vang rền như sấm chớp vọng khắp đất trời dư âm cuồng bạo cuộn trào khắp bốn phương tám hướng dao quác tiếng kêu hót và gầm gừ vang khắp trời sau tiếng nổ bọn lục trạch nghe được âm thanh này đều tê dần ra đầu mọi người lướt mắt nhìn nhau thứ đầu tiên hiện lên trong đầu chỉ có ba chữ lại tới nữa năm con lãnh chúa này lại bắt đầu đánh nhau rồi ầm 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 tiếng nổ vang lên không ngừng nơi xa hoàn toàn bị linh quang trói mắt bao trùm dù là mấy người lục trạch cũng không có cách nào thấy rõ tình hình trong đó sa mạc bắt đầu chấn động sau đó vô số hung thú lao ra từ trong khu vực bị linh lực bao phủ chạy thuộc mạng khắp hướng tiếng gầm rít ẩn chứa nổi sợ hãi không ngừng vang lên hung thú càng mạnh thì càng nóng nảy chạy càng nhanh hung thú nhỏ yếu cản đường phía trước đều bị nghiền chết trong lúc nhất thời trong khắp trốn sa mạc máu thì vang tứ tung tràn ngập sát ý mấy người lục trạch liếc nhìn nhau thành thạo vận dụng liễm tức thần thông và xa hệ thần thông bắt đầu chạy trốn cuộc chiến của lãnh chúa lần này càng kịch liệt hơn xa mấy lần trước đó bọn lục trạch nấp ở xa bí mật quan sát có thể nhìn thấy bên trong linh quang lấp lái xa xa kia thỉnh thoảng có máu văng ra đồng thời thỉnh thoảng có tiếng kêu thê thả vang lên toàn bộ sa mạc dường như cũng đang run rẩy nhất là ở khu vực chiến đấu mà đất nước tác ra từng khe hở dữ dội khe hở như mạng nhện lan ra khắp bốn phương tám hướng mặc dù không tới mức lan đến toàn bộ sa mạc nhưng đã vô cùng khoa trương cuộc chiến tiếp tục đến mấy mươi phút sau đó theo sau hai tiếng kêu to không mấy khí thế một lưu quang hồng sắc và lưu quang lam sắc dẫn đầu rời đi sau đó không lâu ba hung thú lãnh chúa khác cũng ngừng chiến dồn rập rời đi theo sau sự bỏ đi của năm con hung thú lãnh chúa dư âm trong khu vực chiến đấu dần khôi phục nhưng mà cả khu sa mạc lâm vào trong tĩnh lặng hơn nửa tiếng sau mấy người lục trạch mới bay ra từ trong khu ẩn nấp mọi người bay trong không trung nhìn khe hở đằng xa hai mặt nhìn nhau trong mắt mang theo vẻ kinh sợ vãi thật Năm con lãnh chúa này sẽ không phải là muốn đánh chết mình chứ? Chẳng qua, vừa nghĩ như vậy thực ra cũng rất tốt ha." Nam cùng Tĩnh co quắp khóe miệng. Nói không chừng trước đó ý tưởng Alice nói nhặt được hung thú lãnh chúa bị thương nặng còn thật sự là có khả năng thành hiện thực. Với tình hình hiện tại mà nói, năm con hung thú lãnh chúa này chiến đấu tới mức độ này, xuất hiện tình huống bị thương nặng thật sự không phải không có khả năng à nha." Vừa nghĩ thế mấy người lục trạch đều có chút mong chờ. Lục trạch cười nói, "Trước tiên đừng nghĩ mấy cái này." chúng ta đi tìm thử có hung thú gì bị trọng thương hay không trước đã. ừ. mấy người bay tới khu vực đánh nhau. vừa bay qua được một khoảng, nơi xa có hai hơi thở mạnh mẽ bùng lên. âm. Uhm. tiếng nổ vang lên, dư âm tứ tán. cảm nhận được dao động chiến đấu, mấy người lục trạch lập tức cứng đờ người, còn tưởng rằng mấy vị lãnh chúa đại lão lại quay về. nhưng mà rất nhanh, bọn lục trạch đã phát hiện hơi thở của hai con hung thú này nhỏ yếu hơn rất nhiều lãnh chúa đại lão. hơn nữa trong hơi thở còn có một chút suy yếu. bọn lục trạch liếc nhau trong mắt lục trạch lóe lên tinh quang đi qua đó xem một chút mấy người lục trạch thu liễm hơi thở rất nhanh tới gần khu vực chiến đấu xa xa một con kim sắc lôi ưng và một con hồng ngọc cự hà đang đánh nhau trên người hai con hung thú đều đầm đìa máu vết thương trồng chất hiển nhiên là do dư âm chiến đấu trước đó lan đến gần bọn chúng lúc này hơi thở của bọn nó đã hơi suy yếu chẳng qua ngay cả như thế thì hơi thở của hai con hung thú vẫn như cũ mạnh hơn bọn lục trạch mấy phần tu vi của hai hung thú đều là tinh vân cấp lục giai chiến lược lại vượt xa tu vi của bọn họ kim sắc lôi ưng dương cánh phù văn lưu chuyển từng tia lôi xà kim sắc ngưng tụ quấn quanh trong không trung ảo thành từng tiểu lôi cầu đánh về phía hồng ngọc cự hạt mà cái đuôi xích hồng sắc kia của hồng ngọc cự hạt thì nhếch lên hỏa diễm lưu chuyển trên đuôi cũng ngưng tụ thành từng tiểu hỏa cầu từng tiểu hỏa cầu cũng bắn về phía kim sắc lôi ưng thế là tiểu lôi cầu và tiểu hỏa cầu va nhau trong không trung phát ra từng tiếng nổ đôi đình kim sắc và tia lửa xích hồng sắc chạm nhau bắn ra khắp nơi thấy cảnh này mấy người lục trạch ở xa cũng cạn lời thần thuật của hai loại hung thú siêu cấp này thế mà lại giống nhau như vậy không ngờ thần thuật của kim sắc lôi ưng lại là tiểu lôi cầu hai tên này đánh nhau đơn giản chính là hai cái pháo đài đang không ngừng oanh tạc không hề có hàm lượng kỹ thuật chút nào không có tí mỹ cảm gì lục trạch tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ nếu như là hắn hắn nhất định sẽ như thế này sau đó lại như thế này ngay lúc mấy người lục trạch đang xỉ vào trong lòng kim sắc lôi ưng và hồng ngọc cự hạt vẫn đang điên cuồng chút năng lượng của mình về phía đối phương vốn hai con hung thú đều mang thân thể bị thương nặng cộng thêm chiến đấu không hề kiềm chế rất nhanh vết thương quanh người chúng càng dữ tợn hơn máu tươi không ngừng phun ra hơi thở cũng càng suy yếu hơn ngay cả như vậy hai con hung thú vẫn cầm thép liên tục bán năng lượng về phía đối phương như cũ mấy người lục trạch nhìn thấy đều không nén được như mày hai con hung thú này là muốn liều mạng à đúng lúc này một vết thương to lớn trái đen trên phần lưng của hồng ngọc cự hạt đột nhiên phun máu ra như dung nham chảy hơi thở quanh người trì trệ tiểu hỏa cầu đang được ngưng tụ cũng tán loạn thấy cảnh này trong con người sắc bén của kim sắc lôi ưng hiện lên vẻ vui mừng sau đó rít lên một tiếng ba tiểu lôi cầu liên tục bắn ra đánh lên người hồng ngọc cự hạt ầm 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 tiếng nổ khủng bố vang lâu thấu trời tiểu lôi cầu nổ trên người hồng ngọc cự hạt lôi xả kim sắc bơi lội tứ tung dư âm cuồng bạo lưu chuyển khắp nơi Gì? hồng ngọc cự hạt trong sấm chớp phát ra tiếng gào đau đớn thân thể vạn vợ liên tục như là bị lôi điện kim sắc giật khắp người đau nhức đồng thời hơi thở quanh người nó lại giảm xuống một phần lớn nữa đã hoàn toàn không còn cách nào so được với kim sắc lôi ưng thấy thế kim sắc lôi ưng hưng phấn kêu to vẫy đôi cánh khổng lồ một cái một lôi cầu khổng lồ ngưng tụ trước người nó lực lượng khủng bố dao động mạnh hơn nhiều với tiểu lôi cầu trước đó trong mắt nó lóe lên sát ý nhìn hồng ngọc cự hạt dãy rụa định trực tiếp đánh tới đúng lúc này một tiên ngân quang lóe lên một bóng người nhỏ bé xuất hiện sau lưng kim sắc lôi ưng lôi hải kim sắc bắt đầu cuồng bạo trải dài bốn phương tám hướng nháy mắt bao phủ kim sắc lôi ưng trong trước mắt lôi hải kim sắc bao lấy kim sắc lôi ưng sấm chấp lượn lờ quanh thân kim sắc lôi ưng và lôi cầu khổng lồ trước người kia lập tức hóa thành lôi quan dung nhập vào trong lôi hải kim sắc lúc này kim sắc lôi ưng đang tập trung tất cả chú ý vào hồng ngọc cự hạt hoàn toàn không phát hiện lục trạch đến khi nó phát hiện thần thuật của mình thế mà tán loạn ra sao thậm chí nó còn sửng sốt đúng lúc này dao động cực kỳ kinh khủng truyền đến từ phía sau nó kim sắc lôi ưng cảm nhận được uy hiếp khủng bố kia thì lông vũ toàn thân đều nổ tung kêu to một tiếng hai cánh chớp động thân thể nháy mắt bắn vào ra lục trạch phía sau nắm tay phải thấy kim sắc lôi ưng bắn người đi trong mắt lấp lóe lôi quang muốn chạy phù văn lôi đỉnh quanh người hắn lóe lên thân thể chớp mắt hóa thành lôi quang đổi theo kim sắc lôi ưng lôi hành hai chân lục trạch đạp lên trên lưng kim sắc lôi ưng xoay eo vung tay hữu quyền nện mạnh lên lưng nó một lần xé rách vết thương đùng quyền kình lôi đỉnh kim sắc cuồng bạo tràn vào trong vết thương vết thương toát ra ngay máu màu vàng nhạt tóe ra thậm chí còn mang theo lôi hồ nhàn nhạt, nhạt. quắc vị công kích mạnh như vậy cơ thể của kim sắc lôi ưng cứng đờ giữa trời phát ra tiếng kêu thảm sau đó thậm chí không thể nào giữ vững cơ thể rơi xuống dưới lục trạch lại không mảy may dao động lực lượng lôi đình trên tay phải của hắn lại ngưng tụ tạo thành một cây lôi thương kim sắc sao lôi thương xẹt qua không khí phát ra tính xì xèo đâm vào trong vết thương gây giận kia lôi thương điên cuồng đâm xuyên qua đâm thật sâu vào trong cơ thể kim sắc lôi ưng lực lôi đình bùng nổ lôi hổ kim sắc từ chỗ vết thương quét tán ra khắp nơi kim sắc lôi ưng run, run run sau đó mất đi sự sống thân thể vốn còn đang ổn định hoàn toàn không kiểm soát được rơi thẳng xuống sau khi lục trạch chém chết kim sắc lôi ưng ở hướng khác có tiếng nổ kinh khủng vang lên. Lục Trạch xoay người nhìn sang, Nam Cung Tĩnh lúc này đang đứng trên người hồng ngọc cự hạt, tóc vàng xõa tung, hai tay nắm lại thành đấm, từng nắm đấm nặng nề giáng xuống miệng vết thương của hồng ngọc cự hạt, máu tươi trào ra như dung nham. Xì Hồng Ngọc Cự Hạt muốn giãy dụa tránh thoát nhưng trước đó bị ba tiểu lôi cầu của Kim Sắc Lôi ứng nổ cho đau đến chết đi sống lại, thân thể đã bị thương nặng giờ đây càng chỉ còn vài hơi thở hấp hối. Cộng thêm mị hoặc thần thông cùng thạch hóa thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly và Alice quấy nhiễu, thậm chí ngay cả phản kích mà nó cũng không làm được. Chỉ trong một hơi thở, quyền kình của Nam Cung Tĩnh liên tục đánh xuyên qua thân thể của Hồng Ngọc Cự Hà xóa đi sự sống của nó. Lục Trạch thấy vậy, bèn thu lại lĩnh vực lôi hệ thần thông, khóe miệng nhếch cao lộ ra nụ cười kích động. Thế mà có hai con hung thú siêu tinh vân cấp cấp lục dài Thu hoạch này hời quá. Linh dịch siêu cấp của hung thú siêu cấp thế nhưng lại có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh lắm. Mà này vẫn không phải là trọng điểm, trọng điểm là trang bị pha lê. Hồng Ngọc Cự Hà tinh vân cấp lục giai, lực chiến tuyệt đối là mạnh hơn mấy phần so với cường giả tinh vân cấp đỉnh phong bình thường, chỉ là không biết có thể đánh với cường giả tinh vực cấp bị áp chế xuống tinh vân cấp đỉnh phong không thôi. Mặc kệ nói thế nào thì so với mấy người lục trạch mà nói, hung thú trong pha lê triệu hóa này mạnh hơn nhiều lắm. Không chỉ Dương lục trạch mừng rỡ, mấy người nam cùng tĩnh cũng để lộ nụ cười kích động. Alice đi qua đỡ thân thể hư nhược của lục trạch, mỉm cười sán lạn nói: đàn anh, bây giờ át chủ bài để chúng ta đi vào di tích cổ silver lại nhiều thêm hai cái rồi. Nghe Alice nói, lục trạch gật đầu ừ dưới ánh mắt mong đợi của mọi người thi thể của hai hung thú nhanh chóng hóa thành cho bọn lục trạch gấp gáp không chờ đợi kịp nhạt vật phẩm rơi trên đất lên mười giọt linh dịch hồng sắc siêu cấp mười giọt linh dịch tử sắc siêu cấp thủy tinh cầu hỏa hệ thần thông thủy tinh cầu lôi hệ thần thông mảnh vỡ thần thuật phù văn tiểu hỏa cầu mảnh vỡ thần thuật phù văn tiểu lôi cầu còn có hai thứ quan trọng nhất một pha lê xích hồng sắc như hỏa diễm thiêu cháy cùng với một pha lê như được sống chấp kim sắc bao phủ hai cái pha lê triệu hoán mặc dù trước đó mấy người lục trạch đã đoán được nhưng mà sau khi thật sự có pha lê triệu hoán tới tay, trong lòng bọn họ vẫn hết sức kích động. Thu Nguyệt Hòa xa vén tóc, mỉm cười nhu mì, có hai pha lê triệu hoán này, xác suất chúng ta đạt được thu hoạch trong di tích mà Lily nói tới kia càng lớn hơn. <laughs> Ừm, mọi người đều kích động gật đầu. Thấy hai pha lê triệu hoán biến mất trong tay đi vào trong không gian nhỏ, lục trạch tạc lưỡi, đáng tiếc, không phải pha lê triệu hoán hung thú siêu tinh vân cấp cấp đỉnh phong. Nếu như là hung thú siêu tinh vân cấp cấp đỉnh phong, lục trạch hoàn toàn dám ngang ngược trong tầng thứ nhất ở di tích của Siver. Khung thú loại đó lực chiến tuyệt đối đạt tới tinh vực cấp, hơn nữa còn không phải là loại trình độ vừa mới vào tinh vực cấp. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.